Đoàn Hoàng thật sự bãi bỏ vị trí người thừa kế của Đoàn Vô Nhai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoàng tộc họ Đoàn. "Bố, con đã đồng ý rút khỏi vị trí người thừa kế rồi, sao bố vẫn ban thưởng biệt viện cho Đoàn Vô Viêm chứ?" Đoàn Vô Nhai cực kỳ tức giận, hai mắt đầy tơ máu nhìn Đoàn Hoàng, hét lớn, "Tại sao? Tại sao bố lại làm vậy? Ông ta thật sự rất phẫn nộ, biệt viện đó là nơi ông ta và người vợ quá cố sống bên nhau, nhà rất nhỏ, không có giá trị gì nhưng chứa đầy kỷ niệm tốt đẹp của hai người." tao cho mày lựa chọn là do mày không biết phải trái. Đoàn đoàn vô viêm cười khẩy, bố muốn Dương Thanh chết, cậu ta dám không chết à. Dứt lời, ông ta đưa mắt về phía độc du đang cóng Dương Thanh, trong lời nói ngập tràn sát ý, khôn hồn thì giao Dương Thanh ra đây, không thì chết. Đoàn vô viêm đã để mắt đến độc du từ lâu, ông ấy là tùy tùng trung thành với đoàn vô nhai nhất, thực lực cũng đã đạt đến thần cảnh hậu kỳ. Hôm nay là thời cơ tốt để diệt trừ. Quả nhiên, Độc Du lạnh lùng nhìn ông ta, không hề có ý định giao Dương Thanh cho họ. Đi đi, đoàn vô nhai quát lớn. Độc Du không trần chờ nữa, cõng Dương Thanh nhẹ nhàng lao về phía trước. Muốn chết thì tôi sẽ thành toàn. Lên, đoàn vô viêm ra lệnh, bốn cao thủ thần cảnh đồng loạt bước ra tấn công dữ dội về phía Độc Du. Cút, đoàn vô nhai giận dữ gầm lên, tung trưởng đánh bay một cao thủ thần cảnh, trong nháy mắt lại quay sang công kích người khác. Độc Du cũng bùng nổ sức chiến đấu mạnh nhất, giơ chân lên một cao thủ thần cảnh trung kỳ bị đá bay như một quả bóng chỉ trong chốc lát bốn cao thủ thần cảnh mà đoàn vô viêm dẫn đến đã có hai người bị hạ gục hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ còn lại nghiêm nghị nhìn đoàn vô nhai đe dọa nhị hoàng tử hoàng chủ đã ra lệnh giết dương thanh ngài mà cản trở nữa thì đừng trách chúng tôi không nương tay đoàn vô viêm đằng đằng sát khí đoàn vô nhai khi bùng nổ thực lực làm cho ông ta cảm thấy rất nguy hiểm một người cũng đã đột phá đến thần cảnh hậu kỳ lại cảm nhận được sức mạnh vượt xa thần cảnh hậu kỳ bình thường từ một người khác sẽ như thế nào rõ ràng là giữa ông ta và đoàn vô nhai vẫn còn một khoảng cách không nhỏ nếu đoàn vô nhai đã tiến vào thần cảnh đỉnh phong trở thành thiên tài võ thuật bậc nhất hoàng tộc họ đoàn một lần nữa thì không ai có thể đoán trước được liệu đoàn hoàng có truyền lại vị trí người thừa kế cho ông ta hay không đoàn vô viêm cũng hiểu rất khó để bản thân từ thần cảnh hậu kỳ tiến vào thần cảnh đỉnh phong có lẽ mấy chục năm sau vẫn giữ nguyên cảnh giới này cũng không chừng. Anh hai, anh định làm trái mệnh lệnh của bố đấy à? Đoàn vô viêm híp mắt nhìn chầm chầm đoàn vô nhai, chất vấn, hay là anh định tạo phản? Lời này vừa dứt, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, đoàn vô nhai cũng giật mình, tức giận nói, đoàn vô viêm, cậu ngậm máu phun người. Nếu không phải vậy thì sao lại cản tôi giết Dương Thanh? Đoàn vô viêm lạnh giọng gặng hỏi. Cậu Thanh không phải người mà mấy người muốn giết là giết được đâu, tôi làm thế cũng vì muốn cứu hoàng tộc họ đoàn thôi đoàn vô nhai cắn răng đáp nói nhảm đoàn vô viêm không tin anh muốn mượn sức dương thanh để cướp đi vị trí người thừa kế của tôi chứ gì tôi nói cho anh biết bố đã loại trừ anh thì cả đời anh đừng hòng mơ ước đến nó nữa dứt lời ông ta ra lệnh anh hai muốn ngăn trở thì cho dù bị chúng ta làm bị thương bố cũng không trách đâu giết dương thanh các cao thủ thần cảnh lần nữa xông về phía độc du hai mắt độc du tràn đầy sát ý Đương nhiên ông ấy biết rõ hiện giờ đoàn vô nhai đã hoàn toàn thất thế, ở lại hoàng tộc họ đoàn chỉ có đường chết. Đã như vậy thì còn đắn đo làm gì nữa? Muốn chết à, tôi sẽ cho mấy người được như ý muốn. Sát ý hừng hực, độc du đặt dương thanh xuống đất, ý chí chiến đấu lộ rõ. Khí thế khủng bố của cao thủ đã gần đến thần cảnh đỉnh phong bộc phát ra khỏi cơ thể. Đoàn vô viêm trợn to mắt, ông ta có thực lực thần cảnh hậu kỳ nên cảm giác được độc du rất mạnh, chỉ còn cách thần cảnh đỉnh phong một tầng giấy đoàn vô nhai đã vậy rồi mà còn có thêm độc du và cả dương thanh còn đang hôn mê nữa nếu anh tỉnh lại đoàn vô viêm sợ ba người này kết hợp với nhau sẽ có thể gây uy hiếp đến đoàn hoàng vậy thì càng không thể để độc du và dương thanh sống tiếp giết chúng đoàn vô viêm quát hai cao thủ thần cảnh trung kỳ và hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ đồng loạt xông về phía độc du theo mệnh lệnh của ông ta đoàn vô nhai cũng xông lên dương thanh và độc du không thể chết được mọi chuyện đã đến nước này dù có chết ông ta cũng phải nghĩ cách cứu hai người họ ra. Tính cả đoàn vô viêm thì đối diện có 5 cao thủ thần cảnh, nếu độc du triển khai toàn bộ sức chiến đấu thì e là sẽ thu hút nhiều cao thủ thần cảnh hơn đến tiếp viện. Khi đó, họ có ba đầu sáu tay cũng hết hy vọng rời khỏi đây. Đoàn vô nhai, đoàn vô viêm gầm lên, xông về phía đoàn vô nhai. Ông ta nhận thấy thế cuộc hiện giờ rất rõ, chỉ dựa vào bốn cao thủ thần cảnh thì đừng mong bắt được Dương Thanh cút, đoàn vô nhai tung một trưởng vào ngay giữa ngực của đoàn vô viêm. Đoàn vô viêm bay ngược ra sau. Đều có thực lực thần cảnh hậu kỳ thế mà đoàn vô viêm lại không thể đỡ nổi một trưởng của đoàn vô nhai, cảnh tượng này làm cho bốn cao thủ thần cảnh kia cực kỳ thẳng thốt. Ngay thời điểm đoàn vô nhai đánh bay đoàn vô viêm, độc du cũng đã đấm bay một cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Còn lại giao cho tôi, ông đưa cậu Thanh và Ngữ Yên rời khỏi đây đi. Trong lúc nói chuyện, đoàn vô nhai lại lao tới một cao thủ thần cảnh hậu kỳ khác. Độc Du không nói gì, cõng Dương Thanh mau chóng dẫn đoàn ngữ yên đi. Nhị hoàng tử, ngài đừng làm bậy, ba cao thủ thần cảnh còn lại vừa hốt hoảng vừa tức giận. Tránh ra, đoàn vô nhai không thèm đáp lại, dậm chân một cái, nhảy đến chỗ cao thủ thần cảnh hậu kỳ định cản đường Độc Du. ầm, um, một trường tung ra, kẻ đó bị đánh bay. Phút chốc, hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ trong số bốn người đoàn vô viêm dẫn đến đều nằm liệt trên đất hai cao thủ thần cảnh trung kỳ còn lại còn không tiếp cận được đoàn vô nhai bị đánh bay đi dễ như trở bàn tay đến đây năm cao thủ thần cảnh gồm cả đoàn vô viêm đều nằm sóng xoài dưới đất sắc mặt ai nấy đều tái mét chỉ biết mở to mắt nhìn độc du đưa dương thanh đi đoàn vô nhai đoàn vô viêm rít lên trong mắt tràn đầy tơ máu hừng hực sát khí từ khi đột phá vào thần cảnh hậu kỳ ông ta cho rằng dù mình không phải đối thủ đoàn vô nhai thì cũng không có chuyện ngay cả một chiêu cũng không tiếp được nhưng đến lúc này ông ta mới ngộ ra mình và đoàn vô nhai cách nhau quá xa đoàn vô nhai anh dám làm trái mệnh lệnh của bố để dương thanh chạy mất anh không sợ bị bố giết sao đoàn vô viêm giận dữ chất vấn đoàn vô nhai tự diếu cười nếu bố quyết tâm muốn giết tôi thì có sao đâu chỉ cần độc du có thể đưa dương thanh và đoàn ngữ yên rời khỏi đây ông ta chết cũng không có gì tiếc nuối đoàn vô nhai tin dương thanh sẽ bảo vệ tốt con gái mình Bùm, đột nhiên một tiếng và đập vang lên, độc du vừa đưa Dương Thanh và đoàn ngữ yên đi bay thẳng xuống dưới chân đoàn vô nhai. Phụt, vừa rơi xuống thì ông ấy hộp máu, uy áp cũng yếu đi hẳn. Sắc mặt đoàn vô nhai thay đổi, độc du, nhìn thấy bóng người quen thuộc đằng đằng sát khí như tử thần tiến về phía mình, trên mặt ông ta đầy vẻ tuyệt vọng. Sau khi đoàn vô viêm thấy được người tới, lập tức tươi cười rạng rỡ Đoàn vô nhai, tôi thật sự muốn nhìn thử xem anh có thể làm gì trước mặt sư phụ tôi. Đoàn vô viêm cười lớn nói. Người tới không phải ai xa lạ mà chính là La Tu sư phụ của đoàn vô viêm. Mà Tu La không chỉ là sư phụ của đoàn vô viêm, ở hoàng tộc họ đoàn, thực lực của lão ta chỉ đứng sau đoàn hoàng, cũng là thần cảnh đỉnh phong. Nhị hoàng tử, hoàng chủ có lệnh phải giết Dương Thanh, thế mà cậu lại sai người dẫn Dương Thanh đi, trong mắt cậu còn có hoàng chủ nữa không? La Tu đứng trước mặt đoàn vô nhai, lạnh lùng nói. Trong đôi mắt đỏ ngầu của đoàn vô nhai ngập tràn ý chí chiến đấu, ông ta nhìn chằm chằm La Tu gần giọng nói, các người có biết thực lực võ thuật của cậu thanh mạnh cỡ nào không? Trạng thái chiến đấu của cậu ấy lúc ở đỉnh cao có thể chiến đấu với cao thủ siêu phàm cảnh. Bây giờ tôi đã là bạn của cậu ấy, đợi sau khi cậu ta kế thừa đế thôn, chắc chắn sẽ không để hoàng tộc họ đoàn chúng ta chịu thiệt đâu. Vẻ mặt La Tu bình tĩnh, lạnh nhạt nói, cậu cũng đã nói đó là lúc thực lực của cậu ta ở đỉnh cao nhưng lúc này cậu ta lại sống chết chưa rõ, dù có tỉnh lại có lẽ cũng sẽ trở thành kẻ vô dụng. Cậu ta có tư cách gì làm bạn với hoàng tộc họ Đoàn? Thần y của hoàng tộc họ Đoàn đã khám bệnh cho Dương Thanh, tình trạng sức khỏe của cậu ấy rất tốt, chỉ là không biết tại sao mãi vẫn không tỉnh lại. Đoàn Vô Nhai vô cùng kiên quyết nói, tôi tin không bao lâu nữa Dương Thanh nhất định sẽ tỉnh lại. Cậu tin là chuyện của cậu. Tôi chỉ biết hoàng chủ đã giao nhiệm vụ giết Dương Thanh cho tôi thì tôi nhất định phải làm." La là Tu không hề dao động, giống như người máy, cực kỳ hờ hững nói, "Nhị hoàng tử, tôi không muốn ra tay với cậu, nhưng nếu cậu lại ngăn cản nữa thì tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu." Sau khi cảnh cáo đoàn Vô Nhai, La Tu lại nói, "Vô Viêm, giết Dương Thanh. Bây giờ Dương Thanh sống chết không rõ, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng giết anh, nhưng công lao này nhất định phải dành cho đoàn Vô Viêm." Là tu là sư phụ của Đoàn Vô Viêm, đương nhiên lão ta sẽ không tranh công với Đoàn Vô Viêm. Vâng, sư phụ, Đoàn Vô Viêm mừng như điên, một khi giết chết Dương Thanh, biết đâu chừng hoàng chủ sẽ tính công lớn cho ông ta thì sao? Bây giờ ông ta đã có được một viên luyện thể đan, nếu đoàn hoàng ban thưởng cho ông ta nhất định giá trị sẽ không kém luyện thể đan. Dương Thanh, chết đi. Tuy Đoàn Vô Viêm bị Đoàn Vô Nhai một đòn đánh bay, nhưng Đoàn Vô Nhai lại không nặng tay với ông ta lúc này trên người ông ta lập tức bộc phát hơi thở võ thuật thần cảnh hậu kỳ, đạp một cước lên đầu Dương Thanh. Cậu dám, đoàn vô nhai nổi giận gầm lên, muốn xông lên. Thế nhưng ông ta vừa nhấc chân lên liền bị La Tu chặn lại. Đoàn vô nhai chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân của đoàn vô viêm càng lúc càng gần đầu của Dương Thanh. Oanh, lúc này độc du đột nhiên vào tới đấm lên lồng ngực đoàn vô viêm. Đoàn vô viêm phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra ngoài đoàn vô nhai không nặng tay với đoàn vô viêm nhưng độc du thì sẽ không nương tay. Dù lúc nãy ông ta đã bị La Tu đánh bị thương nặng nhưng vẫn có thể bộc phát được 8 phần sức mạnh. Đoàn vô viêm không hề đề phòng hứng chọn một đòn của độc du. Ông muốn chết, trong mắt La Tu lóe lên sát khí, thân hình lóe lên vọt thẳng về phía độc du. Độc du biết rõ, hôm nay chỉ có liều chết mới có thể tìm được đường sống, nếu không sẽ bỏ mạng tại đây. Ông ấy không hề do dự, Cả người tràn ngập ý chí chiến đấu mạnh mẽ, hơi thở võ thuật thần cảnh hậu kỳ dâng trào. "Giết!" Ông ấy hơi nhấc chân lên nghênh chiến. Đoàn Vô Nhai biết rất rõ, có Tu La ở đây Độc Du sẽ thua chắc. Thân hình ông ta lóe lên vọt về phía La Tu. Oanh, oanh, hai tiếng va chạm nặng nề lần lượt vang lên. Tiếng va chạm thứ nhất là đòn lấy mạng của Tu La khiến Độc Du bị đánh bay ra ngoài trong chớp mắt. Tiếng va chạm thứ hai là Đoàn Vô Nhai đánh một đòn vào sau lưng La Tu nhưng La Tu cũng chỉ bị đẩy về trước ba bốn bước đã đứng vững lại. La Tu, đừng ép tôi, đoàn vô nhai gần như cắn răng nói ra câu này. Cả người ông ta tràn ngập ý chí chiến đấu, luồng hơi thở võ thuật vô hạn gần với thần cảnh đỉnh phong không ngừng tỏa ra từ trên người ông ta. La Tu nhíu mày, trong mắt lóe lên tia rét lạnh. Là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, đương nhiên lão ta cảm nhận được bây giờ võ thuật của đoàn vô nhai sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong. Lão ta khiếp sợ tột độ, đoàn vô nhai chỉ lớn hơn đoàn vô viêm 2 tuổi, nhưng đoàn vô viêm mới đột phá thần cảnh hậu kỳ thế mà đoàn vô nhai lại sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong sao. Dù thiên phú của đoàn vô viêm có mạnh hơn nữa cũng không có hy vọng đột phá thần cảnh đỉnh phong trong 2 năm nữa. Nói cách khác một khi đoàn vô nhai đột phá thần cảnh đỉnh phong, sẽ lập tức trở thành thiên tài võ thuật đầu tiên của hoàng tộc họ đoàn. Đoàn vô viêm là đệ tử của lão ta, ngày mai sẽ được sắc phong là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn, ở thời điểm quan trọng này, lão ta tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Lập tức sát khí của Tu La đối với đoàn Vô Nhai càng đậm. Đoàn Vô Nhai cảm nhận được sát khí mãnh liệt của Tu La với mình, hai mắt ông ta trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm La Tu, ông muốn giết tôi. La Tu khịt mũi, tôi không có ý định đối đầu với Nhị hoàng tử. Nếu Nhị hoàng tử nhất định ngăn cản tôi thực hiện mệnh lệnh của hoàng chủ, thì đừng trách tôi ra tay với cậu. Nếu tôi lỡ tay làm Nhị hoàng tử bị thương, tôi nghĩ hoàng chủ cũng sẽ không trách tội tôi đâu nhỉ. Đoàn vô nhai cười lạnh, là tu, ông không cần tìm lý do đường hoàng để giết tôi đâu. Muốn đánh thì đánh không cần giả dối như vậy. Sát khí trong mắt là tu càng đậm, tuy lão ta muốn giết đoàn vô nhai, nhưng cũng biết rõ thân phận của đoàn vô nhai. Tuy giết không được đoàn vô nhai nhưng lão ta có thể làm đoàn vô nhai bị thương nặng, chắc chắn sẽ khiến căn cơ võ thuật của đoàn vô nhai bị tổn thất nặng nề đúng không? chỉ cần ngăn chặn con đường phát triển võ thuật của đoàn vô nhai là được. Nếu nhị hoàng tử cứ nhất định ngăn cản thì đừng trách tôi. La Tu vừa dứt lời một luồng áp lực khủng bố của cao thủ thực lực thần cảnh đỉnh phong càn quét về phía đoàn vô nhai. Một giây sau, La Tu biến mất tại chỗ. Ý chí chiến đấu trên người đoàn vô nhai điên cuồng phun trào, ông ta giận dữ hét, phá. Theo tiếng hét của ông ta, khí thế võ thuật trên người ông ta vò thẳng lên trời oanh oanh oanh, lúc này hai người giao đấu đoàn Vô Nhai hoàn toàn bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất. Đoàn Vô Viêm vừa bị độc du đánh bị thương nặng, lúc này lại thấy đoàn Vô Nhai đánh nhau với La Tu nhưng khi thấy đoàn Vô Nhai chỉ rơi vào thế hạ phong, ông ta cũng ngẩn người. Chuyện này, sao có thể? La Tu là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, thế mà đoàn Vô Nhai lại dùng thực lực thần cảnh hậu kỳ để giao đấu với La Tu. Ông ta vốn nghĩ đoàn Vô Nhai sẽ không đỡ nổi một đòn của La Tu, nhưng bây giờ thì sao? Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà hai người đã đánh với nhau mười mấy hiệp, mà đoàn vô nhai cũng chỉ là bị chèn ép chứ không bị một đòn đánh bay như tưởng tượng của đoàn vô viêm. Không ngờ nhị hoàng tử lại che giấu thực lực giỏi như vậy. Với thực lực hiện giờ của cậu, dù là thần cảnh đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của cậu đúng không? Sau khi một đòn đẩy lui đoàn vô nhai, La Tu hít mắt nói. Sau, lúc này đoàn vô viêm rất muốn giết đoàn vô nhai. Ông ta nhỏ hơn đoàn vô nhai 2 tuổi đã đột phá thần cảnh hậu kỳ, khó khăn lắm mới đoạt lại danh hiệu thiên tài võ thuật số 1 của của hoàng tộc họ đoàn. Nào ngờ sáng nay ông ta vừa mới bước vào thần cảnh, chưa đến giữa trưa đoàn vô nhai đã đột phá thần cảnh đỉnh phong. Ông ta không thể chấp nhận sự thật này. Đoàn vô nhai bắt buộc phải chết, là tu không hề ra tay, chỉ nghiêm mặt nhìn đoàn vô nhai, thầm cân nhắc có nên giết ông ta hay không. Dù đoàn vô nhai đã đột phá thần cảnh đỉnh phong, lão ta cũng không sợ. Lão ta đã ở thần cảnh đỉnh phong rất nhiều năm, một cao thủ vừa mới bước vào thần cảnh đỉnh phong thì đã sao? Nhưng muốn giết đoàn vô nhai e là rất khó. Đoàn vô nhai ngạo nghễ đứng đó, toàn thân toát lên khí thức thần cảnh đỉnh phong, ánh mắt nhìn La Tu tràn đầy ý chí chiến đấu. Chỉ là hai mắt ông ta đỏ ngầu, dường như không thể chịu được nguồn năng lượng của thần cảnh đỉnh phong. Không đúng, La Tu đột nhiên lên tiếng, không phải cậu ta đột phá thần cảnh đỉnh phong, mà là dùng bí pháp tăng sức chiến đấu lên thần cảnh đỉnh phong cậu ta không chống đỡ được lâu đâu. Đến khi cậu ta không chịu nổi nữa, tác dụng phụ của bí pháp cưỡng ép tăng thực lực rất mạnh, có lẽ nền tảng võ thuật cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghe vậy, đoàn vô viêm kinh hãi hỏi, thật sao? La tu gật đầu. Ha 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 ha, đoàn vô viêm lập tức cười phá lên, thì ra anh dùng bí pháp cưỡng ép tăng thực lực. Ngu xuẩn, anh đúng là đồ ngu xuẩn. Tôi đang sợ anh thật sự đột phá thần cảnh đỉnh phong, nhưng xem ra hiện giờ không cần lo lắng gì nữa bất kỳ bí pháp cưỡng ép tăng thực lực nào cũng tổn hại nghiêm trọng đến nền tảng võ thuật để bảo vệ một kẻ sắp chết anh không tiếc tổn hại nền tảng võ thuật của mình đúng là ngu ngốc đoàn vô nhai không thèm đáp lại đoàn vô viêm đang phát điên chỉ nhìn chằm chằm la tu cắn răng nói có tôi ở đây ai cũng đừng lòng động đến một sợi tóc của cậu thanh dứt lời ông ta lại hỏi độc du ông có chống đỡ nổi không sắc mặt độc du trắng bệch gật đầu nhìn các cao thủ thần cảnh khác lạnh giọng đáp giết một hai cao thủ thần cảnh không thành vấn đề. Giọng điệu vô cùng tự tin. Dù đang bị thương nặng, ông ấy cũng là cao thủ thần cảnh hậu kỳ sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong. Có thể không giết nổi cao thủ thần cảnh hậu kỳ nhưng thần cảnh trung kỳ thì vẫn có thể giết được. Được, đưa cậu Thanh và Ngữ Yên rời khỏi đây đi. Đoàn vô nhai ra lệnh. Bố, đoàn Ngữ Yên lo lắng hét lên. Đi, đoàn vô nhai giận dữ quát đoàn ngữ yên đỏ bừng mắt nhìn ông ta rồi quay lưng rời đi với độc du. Độc du cóng Dương Thanh đang hôn mê trên lưng, cất bước đi ra ngoài. Mấy cao thủ thần cảnh xông lên chặn đường. Cút, độc du nổi giận thét lên, sức mạnh võ thuật khủng bố trên người ông ấy càn quét ra ngoài. Để Dương Thanh lại, chúng tôi sẽ thả ông đi, một cao thủ thần cảnh lạnh lùng nói. Giết, độc du xông thẳng về phía trước. Mấy cao thủ thần cảnh đồng loạt tao tới. Cùng lúc đó, Đoàn Vô Nhai cũng vào tới chỗ La Tu. Đúng là ông ta đã dùng bí pháp cưỡng ép tăng thực lực, cũng không kiên trì được bao lâu. Ông ta nhất định phải đánh bại La Tu trước khi bí pháp hết tác dụng, nếu không hôm nay Dương Thanh sẽ phải chết. Lúc này, ý chí chiến đấu trên người ông ta phun trào, mỗi lần ra tay đều khiến đất trời rung chuyển, dù là cao thủ thần cảnh đỉnh phong như La Tu cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Bịch bịch bịch, Đoàn Vô Nhai điên cuồng ra đòn la tu cũng dùng hết sức đối phó cảm thấy tay chân luống cuống đoàn vô viêm nhìn không trước mắt muốn trông thấy đoàn vô nhai bị la tu đánh giết hoàng tộc họ đoàn chỉ có một người thừa kế là ông ta ai cũng không có tư cách tranh với ông ta cuộc chiến giữa các cao thủ thần cảnh khiến khu nhà nhỏ bị san bằng trong mắt đoàn vô nhai lóe lên sát khí mặt mũi vặn vẹo tại sao tại sao các người lại đối xử tới tôi như vậy tôi chỉ muốn bảo vệ một căn nhà nhỏ thôi mà sao lại làm vậy với tôi trên mặt ông ta hiện lên vẻ đau khổ trông thấy ngôi nhà nhỏ bị phá hủy lòng ông ta như đang dỉ máu từ khi vợ ông ta qua đời ngôi nhà nhỏ của hai bọn họ đã trở thành cấm địa của riêng ông ta trừ ông ta và con gái không ai được phép bước vào bây giờ ngôi nhà ấy lại bị đoàn hoàng ra lệnh phá hủy tôi đã không thèm tranh quyền thừa kế sao các người còn ép tôi đoàn vô nhai chợt ngẩng đầu đôi mắt đỏ như máu hoàng tộc họ đoàn lớn như vậy lại không chứa nổi một ngôi nhà nhỏ này sao? Toàn thân ông ta đằng đằng sát khí. La Tu cũng cảm thấy áp lực đè nặng, đột nhiên lên tiếng, vô viêm mau rời khỏi đây. Con muốn tận mắt chứng kiến sư phụ phế bỏ anh ta. Đoàn vô viêm hung ác nói. Ta bảo con đi, La Tu bỗng gầm lên. Lão ta cảm thấy đoàn vô nhai sắp mất khống chế. Một khi đoàn vô nhai hoàn toàn bộc phát, sợ là lão ta cũng không thể ngăn cản đoàn vô viêm ở lại đây rất nguy hiểm. Nếu đoàn vô nhai muốn giết đoàn vô viêm, có lẽ sẽ giết được. Đoàn vô viêm nhìn chằm chằm đoàn vô nhai, không cam lòng quay lưng rời đi. Nhưng ông ta lại phát hiện độc du đang cóng dương thanh đấu với mấy cao thủ thần cảnh. Đoàn ngữ yên đứng cạnh suốt ruột quan sát. Trong mắt đoàn vô viêm lóe lên tia lạnh lẽo, nhếch miệng nở nụ cười, đoàn vô nhai, hôm nay anh chết chắc rồi. Thoát cái, ông ta đã tới gần đoàn ngữ yên bóp đoàn vô viêm bóp cổ cô ấy nhấc lên không trung đoàn vô nhai đoàn vô viêm cười lạnh không muốn con gái yêu của anh chết thì tự phế võ công đi ngữ yên đoàn vô nhai thấy con gái bị đoàn vô viêm bóp cổ nhấc lên lập tức nổi trận lôi đình thả con bé ra ánh mắt đoàn vô nhai tràn ngập sát khí điên cuồng ông ta chợt thấy hối hận vừa nãy không lấy mạng đoàn vô viêm vậy thì đã không xảy ra chuyện này độc tu phát hiện đoàn ngữ yên bị đoàn vô viêm khống chế không khỏi cảm thấy áy náy ông ấy bị bốn cao thủ thần cảnh bao vây, còn cõng dương thanh đang hôn mê trên vai, không thể bảo vệ cả đoàn ngữ yên. Bịch bịch bịch, độc du vừa mới phân tâm đã bị bốn cao thủ thần cảnh đánh trúng. Ông ấy phun ra một ngụm máu, cõng cả dương thanh bay ra ngoài, không còn sức chiến đấu. Bốn cao thủ thần cảnh đồng loạt xông tới khống chế độc du. Thoáng chốc, độc du đã bị thương nặng, hoàn toàn kiệt sức, đoàn ngữ yên bị đoàn vô viêm bóp cổ nhấc lên người duy nhất còn sức chiến đấu là đoàn vô nhai cũng bị La Tu giữ chân. Đoàn vô nhai, mau tự phế võ công đi, nếu không tôi sẽ giết con gái anh. Đoàn vô viêm giận dữ giống lên. Được, tôi làm, đoàn vô nhai nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy đoàn ngữ yên bị đoàn vô viêm khống chế nhưng ánh mắt cô ấy nhìn đoàn vô nhai tràn đầy đau khổ, khẩn cầu ông ta đừng quan tâm tới mình. Ha 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 ha, đoàn vô viêm nghe thấy thế, điên cuồng cười lớn. Phập, đúng lúc này, một cánh tay đâm xuyên qua ngực Đoàn Vô Viêm. Tiếng cười của Đoàn Vô Viêm lập tức im bặt. "Tôi nhìn ông lâu lắm rồi đấy." Giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên sau lưng ông ta. Lúc này, xung quanh đều chìm trong yên tĩnh, mọi người chố mắt nhìn bàn tay xuyên qua ngực Đoàn Vô Viêm, máu chảy đầm đìa, lòng bàn tay còn nắm một trái tim. Phốc, cánh tay kia đột nhiên dùng sức, trái tim của Đoàn Vô Viêm lập tức vỡ vụn. Ông ta ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Cậu Thanh, đoàn vô nhai thấy bóng dáng quen thuộc sau lưng đoàn vô viêm, lập tức kinh ngạc hô lên. Dương Thanh nhìn ông ta, nở nụ cười ấm áp, gật đầu đáp, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Mấy ngày này, anh vẫn nằm trong hoàng tộc họ đoàn, tuy không thể tỉnh lại nhưng vẫn luôn có ý thức. Anh biết rõ những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Vừa nãy anh cũng cực kỳ lo lắng, nào ngờ độc du có mình bị bốn cao thủ thần cảnh đánh bay ra ngoài, anh bị văng ra đất rồi tỉnh lại. Nếu để đám thần y của hoàng tộc họ Đoàn từng khám bệnh cho Dương Thanh biết anh bị ngã một cái liền tỉnh lại, chắc chắn bọn họ sẽ buồn bực chết mất. Vô Viêm, La Tu cũng lấy lại tinh thần, hét toáng lên, chạy vọt tới bên cạnh Đoàn Vô Viêm. Nhưng tim của ông ta đã bị Dương Thanh bóp nát, hoàn toàn tắt thở. Đến tận lúc này, các cao thủ còn lại của hoàng tộc họ Đoàn mới kịp phản ứng lại, khiếp sợ nhìn Dương Thanh. Ngày mai Đoàn Vô Viêm sẽ được phong làm người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn vậy mà lại bị chàng trai trẻ tóc trắng này bóp nát tim. Tất cả hít sâu một hơi, sống lưng lạnh toát. Đoàn ngữ yên cũng sợ hãi nhìn Dương Thanh. Cô ấy đã chăm sóc cho anh suốt mấy ngày qua, không ngờ chàng trai tuấn tú nhìn như vô hại này lại mạnh tới vậy. Cao thủ thần cảnh hậu kỳ bị anh một đòn lấy mạng. Đến cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Mày dám giết đồ đệ của tao, tao phải giết mày. Là tù hung tợn gào lên dám giết đồ đệ của lão ta ngay trước mắt lão ta là sự sỉ nhục lớn nhất. Dương Thanh chỉ khinh miệt nhìn lão ta một cái rồi ném cho đoàn vô nhai một bình xứ. Đoàn vô nhai vội vàng đón lấy. Dương Thanh nói, trong này có hai viên thuốc trị thương, ông với độc du chia nhau mỗi người một viên. Cảm ơn cậu Thanh, đoàn vô nhai cuốn quyết cảm ơn, đút cho độc du một viên thuốc rồi mới uống viên còn lại. Cảm ơn em mấy ngày này, Dương Thanh lại nhìn đoàn ngữ yên, chân thành nói cô ấy vẫn chưa hết khiếp sợ mãi đến khi nghe thấy dương thanh cảm ơn mình mới lấy lại tinh thần anh là bạn của bố em anh bị thương nặng em chăm sóc anh cũng là chuyện nên làm đoàn ngữ yên dịu dàng nói bấy giờ dương thanh với nhìn sang la tu hai đầu lông mày sắc bén đoàn vô viêm đã chết ông có chắc muốn đấu với tôi không la tu nghiến răng nghiến lợi nhìn anh mày dám giết đệ tử của tao tao phải chém mày thành nhìn mảnh dứt lời lão ta nhào lên nhưng lão ta vừa chạy tới trước mặt dương thanh anh đã biến mất tại chỗ giờ phút này la tu mới tỉnh ngộ không ngờ dương thanh mạnh tới mức này lão ta không hề cảm nhận được dương thanh biến mất như thế nào muốn tìm kiếm lại bàng hoàng phát hiện mình không cảm giác được vị trí của anh dường như anh không hề tồn tại mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác các cao thủ thần cảnh còn lại của hoàng tộc họ đoàn đều trợn mắt há mồm bọn họ biết rõ thực lực của la tu mạnh tới đâu ngoài đoạn hoàng cả hoàng tộc họ đoàn không còn ai đánh lại được lão ta. Vậy mà giờ đây, lão ta không tìm nổi tung tích của Dương Thanh. Chết tiệt, mày cút ra đây cho tao. La Tu đau lòng vì đồ đệ, điên cuồng hét lớn, nếu mày là đàn ông thì mau cút ra đánh với tao một trận. Trốn đi thì tính là gì? Bịch, La Tu chưa nói hết câu, một sức mạnh khủng khiếp đánh trúng ngược lão ta. Phụt, lão ta phun máu, cơ thể bay ngược ra mười mấy mét như diều đứt dây rồi nặng nề rơi xuống đất. Một đòn khiến cao thủ thần cảnh đỉnh phong mất sức chiến đấu. Dương Thanh xuất hiện tại chỗ đứng của La Tu, dáng vẻ bình tĩnh. Trừ cánh tay dính máu, toàn thân sạch sẽ không có lấy một vết máu. Một trận gió thổi qua khiến mái tóc dài bạc trắng bay múa trong gió, tựa như mỹ nam bước ra từ trong truyện tranh. Lại giống như ác ma tới từ địa ngục. Mọi người kinh hãi nhìn anh, đến cả đoàn vô nhai cũng cảm thấy hiện giờ anh thật đáng sợ. Dường như Dương Thanh đã mạnh hơn lúc ở Yến Đô chẳng lẽ cậu ấy đã đột phá siêu phàm cảnh rồi sao? Nghĩ vậy, đoàn vô nhai cực kỳ kích động. Cao thủ siêu phàm cảnh ở tuổi 28 thật sự tồn tại. Dương, Thanh, La Tu bị đánh bay bò lùng cồm dậy, vẻ mặt dữ tợn. Dương Thanh nhướng mày, thoát cái xuất hiện trước mặt La Tu đứng cách xa mười mấy mét. Anh hời hợt đánh xuống một trường, trông có vẻ rất nhẹ nhàng, không có chút khí tức võ thuật nào, nhưng cao thủ có mặt đều biết, cao thủ mạnh như La Ta bị trưởng này đánh chúng cũng chỉ còn đường chết xin cậu thanh nương tay đúng lúc này đoàn vô nhai bỗng hét lên dương thanh ngừng tay lại cách lồng ngực la tu đúng một tấc la tu vô thức run rẩy vừa rồi lão ta thật sự cảm thấy cái chết gần trong gang tấc lão ta có ảo giác bản thân sắp đi đời nào ngờ đoàn vô nhai lại lên tiếng ngăn dương thanh giết mình ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dù sao ông ta cũng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ đoàn chết đi sẽ gây ra tổn thất cực lớn đối với hoàng tộc họ đoàn xin cậu thanh nương tay đoàn đoàn vô nhai cầu xin khiến mọi người đều bất ngờ la tu là sư phụ của đoàn vô viêm bây giờ đoàn vô viêm bị dương thanh lấy mạng chắc chắn giữa la tu và anh có mối thủ không đội trời chung tuy người giết đoàn vô viêm là dương thanh nhưng chính đoàn vô nhai đã đưa anh về hoàng tộc họ đoàn dương thanh giết đoàn vô viêm cũng là vì cứu con gái của đoàn vô nhai dù dương thanh tha cho la tu sau này la tu sẽ làm việc cho đoàn vô nhai sao Lúc này, trong mắt La Tu tràn đầy sát khí, khóe miệng dướm máu. Dương Thanh bỗng nhìn Đoàn Vô Nhai, chắc ông biết rõ, dư ông ta lại là tai họa ngầm rất lớn với ông. Đoàn Vô Nhai ngạo nghễ nhìn La Tu, tôi chắc chắn có thể khống chế ông ta. Được, vậy thì tạm thời tha cho ông ta một mạng. Nói xong, Dương Thanh bình thản đi tới bên cạnh Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai đã uống thuốc trị thương Dương Thanh cho, vết thương đang dần hồi phục. Dương Thanh có thể cảm giác được Khí tức trong người ông ta sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa. Uống viên thuốc này đi." Dương Thanh xòe tay ném cho Đoàn Vô Nhai một bình ngọc làm bằng chất liệu cao cấp. Luyện thể đan, đám cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn trông thấy đều giật mình kinh hãi. Bởi vì lúc trước trong cuộc họp khẩn cấp, Đoàn Hoàng đã ban luyện thể đan cho Đoàn Vô Viêm, bây giờ lại rơi vào tay Dương Thanh, còn bị anh trả lại cho Đoàn Vô Nhai. Dương Thanh không biết luyện thể đan chỉ cảm giác được trong viên thuốc này chứa một nguồn năng lượng rất lớn đoàn vô nhai sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong chắc là nguồn năng lượng trong viên thuốc này đủ để ông ta đột phá thành công được đoàn vô nhai không hề khách sáo lập tức mở bình đổ ra một viên thuốc màu đen mùi thuốc nồng nặc tỏa ra từ miệng bình đoàn vô nhai không chút do so dự uống vào viên thuốc lập tức biến thành một dòng nước ấm chảy xuống ruột gan ông ta đồng thời một nguồn năng lượng khủng bố bùng nổ trong người ông ta nguồn năng lượng này rất thuần khiết, giống như ánh nắng bao phủ khiến đoàn vô nhai cảm thấy người mình ấm áp dễ chịu. Nguồn năng lượng trong viên thuốc tràn vào lục phủ ngũ tạng của ông ta. Cơ thể đoàn vô nhai như một miếng xốp, luyện thể đan lại như nước lá bị ông ta hấp thụ. Không chỉ vậy, vết thương nặng trên người ông ta cũng dần hồi phục lại. Hiệu quả thật mạnh, có người hoảng sợ thốt lên, vẻ mặt khó tin. Đam Mỹ Hải La Tu thấy vậy lại càng nổi giận bởi vì luyện thể đan này vốn là đoàn hoàng ban cho đoàn vô viêm bây giờ lại bị đoàn vô nhai uống mất từ nhỏ đoàn vô viêm đã là đồ đệ của lão ta sớm chiều ở chung đoàn vô viêm chết thảm trong tay dương thanh đến cả luyện thể đan vốn thuộc về đoàn vô viêm cũng bị dương thanh đưa cho đoàn vô nhai lão ta rất không cam lòng đúng lúc này một luồng khí thức võ thuật khủng bố dần bộc phát từ người đoàn vô nhai nhị hoàng tử sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong rồi sao ông ấy mới hơn 50 tuổi đã đột phá sao, có lẽ đây mới là thiên phú võ thuật thực sự của nhị hoàng tử. Vậy là hiện giờ tính cả hoàng chủ, là tu cộng thêm nhị hoàng tử, hoàng tộc họ đoàn chúng ta đã có ba cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Có lẽ lực lượng này đủ để đánh bại bất kỳ một hoàng tộc nào. Mấy cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ đoàn đều trở nên kích động. Dường như cái chết của đoàn vô viêm chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Lúc trước bọn họ còn định ra tay với đoàn vô nhai, bây giờ lại hoàn toàn từ bỏ ý định đoàn vô viêm đã chết sau này đoàn vô nhai mới là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong các hoàng tử của hoàng tộc họ đoàn thực lực đột phá thần cảnh đỉnh phong sợ là đến cả đoàn hoàng cũng khó có thể giết được ông ta dương thanh cũng kinh ngạc khi cảm nhận được khí thức không ngừng tăng vào trên người đoàn vô nhai anh không ngờ chỉ một viên thuốc lại khiến ông ta thay đổi nhiều tới vậy anh bỗng nghĩ nếu mình có một số lượng lớn luyện thể đan chẳng phải là có thể tự tạo ra một đội quân cao thủ đỉnh cao rồi sao la tu đứng cạnh cảm nhận được khí thức trên người đoàn vô nhai đang không ngừng đạt tới thần cảnh đỉnh phong sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm veo lão ta nhảy lên lao tới chỗ đoàn vô nhai chết đi cho tao lão ta nổi giận gầm lên tay cầm dao đâm thẳng vào tim đoàn vô nhai nhị hoàng tử cẩn thận mấy cao thủ thần cảnh nhao nhao lên tiếng nhắc nhở thậm chí còn có người chạy lên định ngăn cản la tu một khi đoàn vô nhai đột phá thần cảnh đỉnh phong chắc chắn sẽ lại được đoàn hoàng coi trọng bọn họ không thể để đoàn vô nhai gặp nạn bình thường cao thủ thần cảnh đánh nhau chỉ dùng võ rất ít khi dùng vũ khí la tu là cao thủ thần cảnh đỉnh phong bây giờ còn cầm theo dao dồn sức đánh ra một đòn ai có thể chống đỡ nổi bố đoàn ngữ yên cũng hoảng hốt hét toáng lên độc du lập tức xông về phía la tu thà chết cũng phải cản lại lão ta ánh mắt dương thanh lạnh hẳn xuống anh không ra tay, chỉ lạnh giọng nói, không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, một luồng khí thế khủng bố từ người đoàn vô nhai bộc phát, phóng thẳng lên trời. Đây là khí thức võ thuật chỉ cao thủ thần cảnh đỉnh phong mới có. Thoát cái đã đột phá, bốp, giây phút lưỡi dao trong tay La Tu sắp đâm vào tim đoàn vô nhai, một cánh tay bỗng rũi ra bắt lấy cổ tay La Tu. Tôi đã xin cho ông một con đường sống, tại sao còn muốn đâm đầu vào chỗ chết? Đoàn vô nhai bình thản nói người tóm chặt cổ tay La Tu chính là đoàn vô nhai vừa mới đột phá thần cảnh đỉnh phong. La Tu chỉ cảm thấy cổ tay bị nắm chặt như giọng kim, thực lực thần cảnh đỉnh phong như lão ta cũng không thoát ra được. Lão ta sợ hãi lắp bắp, sao? Sao lại như vậy? Cậu không phải là thần cảnh đỉnh phong, mà là bán bộ siêu phàm. La Tu giống lên, ánh mắt không thể tin nổi. Cái gì? Bán bộ siêu phàm, nhị hoàng tử vừa mới đột phá thần cảnh đỉnh phong đã có thực lực bán bộ siêu phàm rồi sao? mấy cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ đoàn đều sợ chết khiếp. Mọi người đều kinh hãi, chỉ mình Dương Thanh biết rõ không phải đoàn vô nhai đã đột phá tới bán bộ siêu phàm mà là vừa đột phá thần cảnh đỉnh phong đã có thực lực mạnh hơn cao thủ thần cảnh đỉnh phong bình thường rất nhiều. Bởi vì năng lượng của luyện thể đan quá khủng bố, đến mức sau khi đoàn vô nhai đột phá vẫn còn rất nhiều dược hiệu chưa được hấp thụ. Nói cách khác, hiện giờ đoàn vô nhai đang mượn năng lượng của viên thuốc. Đương nhiên dù ông ta không uốn luyện thể đan vẫn có thể đánh bại La Tu khi vừa mới đột phá. Tại sao lại muốn đâm đầu vào chỗ chết? Đoàn Vô Nhai do dự nhìn La Tu. Ông ta vốn muốn tha mạng cho La Tu vì lão ta là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Bây giờ Đoàn Vô Nhai cũng đột phá lên thần cảnh đỉnh phong, cộng thêm Đoàn Hoàng có thực lực thâm sâu, ba người họ đủ để hủy diệt bất kỳ hoàng tộc nào. Thế nhưng La Tu lại muốn giết ông ta. Đồ đệ của tao chết vì mày. Tao là sư phụ đương nhiên phải trả thù cho nó." La Tu nghiến răng nghiến lợi nói, "Đoàn Vô Nhai, giỏi thì giết tao đi. Tao là cao thủ mạnh nhất bên cạnh Đoàn Hoàng." Đoàn Vô Viêm đã chết vì mày, nếu mày còn dám giết tao, dù có đột phá thần cảnh đỉnh phong thì ông ấy cũng không dễ dàng tha cho mày đâu." Đoàn Vô Nhai châm chọc hỏi, "Vậy sao?" Dứt lời, ông ta chợt buông tay đang nắm cổ tay La Tu. "Phập," lưỡi dao của La Tu đâm thẳng vào người ông ta dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Nhị hoàng tử, bố ơi, cao thủ của hoàng tộc họ đoàn và đoàn ngữ yên đều kinh hãi. Chỉ Dương Thanh lại nhếch miệng cười, đoán được ý đồ của đoàn vô nhai. Anh phải thừa nhận, đoàn vô nhai không chỉ có thiên phú võ thuật xuất chúng mà còn có trí tuệ siêu phàm. Người như ông ta đã đủ tư cách trở thành hoàng chủ của hoàng tộc họ đoàn. La Tu cũng sững sờ. Lão ta biết rõ ràng đoàn vô nhai có thể giết mình, sao lại đột nhiên buông tay để mình đâm chúng. La Tu dám ám sát hoàng tử, tội đáng chém, bỗng đoàn vô nhai lạnh lùng lên tiếng. Giọng nói của ông ta như viên đá khổng lồ rơi xuống biển, càn quét bốn phương. Câu nói này vang vọng khắp hoàng tộc họ đoàn. Bịch, ngay sau đó, ông ta tung trưởng đánh vào đầu La Tu. Đám người chỉ nghe thấy tiếng và đập nặng nề vang lên. Cơ thể La Tu bay ngược ra ngoài rồi rơi xuống đất, lập tức mất mạng. Cả không gian lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn đoàn vô nhai một trưởng tiêu diệt La Tu dù Dương Thanh đã đánh La Tu bị thương nặng từ trước nhưng lão ta vẫn là cao thủ có thực lực chỉ đứng sau đoàn hoàng trong hoàng tộc họ đoàn. Giờ đây lại bị đoàn vô nhai vừa mới đột phá thần cảnh đỉnh phong giết chết chỉ bằng một trường. Dương Thanh rất hài lòng. Đoàn vô nhai chịu một vết thương nhẹ đổi lấy cái chết của La Tu đúng là có lời. La Tu là cao thủ được đoàn hoàng tin tưởng nhất, nếu đoàn vô nhai tùy tiện giết lão ta, e là sẽ bị đoàn hoàng truy cứu. Nhưng bây giờ thì khác, La tu chủ động tấn công đoàn vô nhai đâm ông ta bị thương nên ông ta mới giết lại la tu dù la tu có mất mạng ông ta cũng không có tội la tu vốn nhắm vào tim của đoàn vô nhai nhưng lúc ông ta thả tay la tu ra đã cố tình dùng sức làm trạch hướng lưỡi dao trông có vẻ đoàn vô nhai bị đâm chúng nhưng thực ra chỉ là vết thương ngoài da mà thôi đối với cao thủ luyện võ vết thương này chẳng đáng là bao mấy ngày sau là có thể khôi phục như cũ la tu có ý đổ ám sát nhị hoàng tử giết hay lắm nhị hoàng tử mới là thiên tài võ thuật số một của hoàng tộc họ đoàn trong gia tộc chỉ ngài mới có tư cách trở thành người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn chúc mừng nhị hoàng tử đột phá thần cảnh đỉnh phong đám cao thủ thần cảnh vốn tới để đối phó với đoàn vô nhai đều thi nhau lấy lòng giống như bọn họ tới đấy không phải để đối phó ông ta đoàn vô nhai lạnh lùng nhìn bọn họ hít mắt nói đoàn vô viêm bị la tu ngộ sát thật đáng tiếc nghe vậy ai nấy đều sững sờ nhưng bọn họ nhanh chóng phản ứng lại đoàn vô nhai đang định đổ tội lỗi giết đoàn vô viêm lên đầu la tu vậy thì đoàn hoàng không còn lý do đối phó dương thanh nữa nhị hoàng tử nói rất đúng ngũ hoàng tử bị sư phụ mình ngộ sát đúng là quá đáng tiếc la tu thật đáng chết dám giết ngũ hoàng tử chúng ta nhất định phải bẩm báo lại toàn bộ mọi chuyện cho đoàn hoàng đám cao thủ nhao nhao tỏ thái độ vậy thì phiền mọi người báo cáo chuyện ở đây cho bố tôi biết tôi phải đi trị thương đoàn vô nhai nói Vâng, bọn họ lần lượt rời đi. La Tu và đoàn vô viêm nhanh chóng bị mấy cao thủ thần cảnh mang tới gặp đoàn hoàng. Trong biệt viện chỉ còn lại Dương Thanh, đoàn vô nhai, đoàn ngữ yên và độc du. Không ai nghĩ tới, tình huống nguy hiểm vừa rồi lại được đoàn vô nhai giải quyết bằng cách này. Dương Thanh cười híp mắt nói, chúc mừng nhị hoàng tử. Đoàn vô nhai cười khổ một tiếng, vội đáp, nếu không nhờ cậu Thanh ra tay giúp sức, sợ là chúng tôi đã chết trong tay hoàng tộc họ đoàn rồi lúc này đoàn vô nhai lại thấy sợ hãi. Độc Du và đoàn ngữ yên không biết, nhưng ông ta có thể nghe ra được sự chế nhạo trong lời nói của Dương Thanh. Ai cũng tưởng đoàn vô nhai giấu giếm chân tướng đoàn vô viêm bị Dương Thanh giết là vì giúp anh thoát tội. Chỉ có đoàn vô nhai biết rõ, ông ta làm thế để đoàn hoàng không trở mặt với Dương Thanh, khiến hoàng tộc họ đoàn bị tổn thất nghiêm trọng không thể cứu vãn. Ông ta đã được tận mắt chứng kiến cuộc giao đấu giữa Dương Thanh và cao thủ siêu phàm cảnh đến từ Miêu Thành, sau đó còn có cao thủ thần bí xuất hiện quát lui cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành. Thậm chí cao thủ thần bí kia còn chưa xuất hiện đã có thể quát lui cao thủ siêu phàm cảnh, chứng tỏ thực lực của người đó cực kỳ khủng bố. Có thể nói sau lưng Dương Thanh vẫn còn một cao thủ thần bí, dù Đoàn Hoàng đã đột phá siêu phàm cảnh muốn giết Dương Thanh, kết quả vẫn chỉ có thể là Đoàn Hoàng thất bại, hoàng tộc họ Đoàn bị hủy diệt. Cùng lúc đó, trong nhà chính của hoàng chủ ở hoàng phủ họ Đoàn, Đoàn Hoàng đang ngồi thưởng thức trà đại hồng bảo hái từ cây mẹ trên núi Vũ Di lão ta không lo đoàn vô viêm không giết được dương thanh dù sao lão ta cũng đã phái toàn bộ cao thủ thần cảnh trong gia tộc tới giúp đoàn vô viêm chắc là dương sự cương chiều của đoàn hoàng đối với đoàn vô viêm đã vượt qua tất cả các hoàng tử khác nguyên nhân không gì khác ngoài việc vũ lan mẹ ruột của đoàn vô viêm chính là người phụ nữ mà đoàn hoàng yêu nhất đoàn vô viêm bị giết chắc chắn vũ lan sẽ không bỏ qua ông nói cái gì chết rồi ai chết Sắc mặt đoàn hoàng xanh mét, ly trà trắng bằng sứ đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Ông quản gia già thấp thỏm lo âu nói, "Hoàng chủ, là Ngũ hoàng tử Đoàn Vô Viêm và La Tu sư phụ của Ngũ hoàng tử." Ngũ hoàng tử bị khuét tim, La Tu bị nổ tung đầu, xác của hai người đó đang ở bên ngoài. Ầm, um, một luồng uy lực võ thuật khủng bố lan tràn khắp người đoàn hoàng. Lão ta khẽ nhấc chân trong nháy mắt đã vọt ra ngoài. Trước cửa phòng của lão ta có hai xác chết được đặt trên mặt đất. Trên xác chết phủ một tấm vải trắng, trong đó có một xác chết, trên tấm vải trắng chỗ trái tim bị máu nhuộm đỏ tươi. Còn một xác chết khác, trên tấm vải trắng chỗ phần đầu cũng loang lổ máu tươi. Lúc này bốn cao thủ thần cảnh đều quỳ trên đất, ai nấy cũng hoảng sợ tột độ. Viêm, Đoàn Hoàng loạn choạng đi tới trước mặt hai xác chết, khi vén tấm vải trắng trên người Đoàn Vô Viêm ra, sắc mặt lão ta tái nhợt, Vô Viêm của bố. Rốt cuộc ai đã ra tay ác độc với con tôi như vậy? nhưng bất kể là ai cũng đều phải chết đoàn hoàng gầm lên một luồng hơi thở võ thuật vượt xa thần cảnh đỉnh phong phun trào từ trên người lão ta không gian dường như cũng bị chấn động theo bốn cao thủ thần cảnh đang quỳ trên mặt đất suýt chút nữa đã bị luồng khí giận dữ này chấn động bay ngược ra ngoài nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ánh mắt lạnh lẽo của đoàn hoàng đột nhiên nhìn về phía bốn tên cao thủ thần cảnh là là la tu ngũ hoàng tử bị la tu giết nhầm đúng Chính là La Tu, khi lão ta ra tay giết hại nhị hoàng tử, bị nhị hoàng tử tránh được, kết quả đã giết lầm Ngũ hoàng tử. Hoàng chủ, Ngũ hoàng tử là bị La Tu giết chết, tội của La Tu đáng chết muôn phần. Hoàng chủ, tại chúng tôi vô dụng không bảo vệ tốt cho Ngũ hoàng tử, cầu xin hoàng chủ xử tội. Bốn tên cao thủ thần cảnh liên tiếp nói. Bọn họ không hề nói sự thật. Đoàn Vô Viêm cũng đã chết bây giờ hoàng tộc họ đoàn cũng chỉ có đoàn vô nhai vừa bước vào thần cảnh đỉnh phong mới là vị hoàng tử có tiềm lực nhất. Đoàn vô nhai đã ám chỉ bọn họ nói thế nào, bọn họ đành nói thế đó. La tu, đoàn hoàng là nhân vật nào, sao lão ta lại không biết bốn cao thủ thần cảnh đang nói dối chứ? Các người thật sự tưởng tôi già cả lầm cẩm rồi sao? Đoàn hoàng giận dữ hết, La tu là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, cực kỳ biết cách khống chế sức mạnh, dù đoàn vô nhai tránh được công kích của ông ta, chắc chắn cũng không đến nỗi ngộ sát được vô viêm. Các người đang nói láo. Đoàn hoàng vừa nói xong liền chụp cổ của một cao thủ thần cảnh. Chỉ chớp mắt cơ thể cao thủ thần cảnh kia bị nhấc bổng lên. Một luồng sát khí khủng bố lan tràn khắp người lão ta. Nói cho tôi biết sốt cuộc ai đã giết vô viêm. Hai mắt đoàn hoàng đỏ ngầu, giết lên, nếu các người dám nói gà tôi nữa, giết. Nói xong lão ta tiện tay ném đi, Cao thủ thần cảnh hậu kỳ kia bay thẳng ra ngoài, nặng nề đụng vào ngọn núi giả. Ầm, ngọn núi giả đổ ầm ầm dưới cú va chạm của cao thủ thần cảnh kia. Ba cao thủ thần cảnh còn lại nhìn thấy cảnh tượng này đều run lẩy bẩy. Bọn họ có thể cảm nhận được lửa giận ngập đầu của Đoàn Hoàng lúc này, thậm chí lão ta gần như sắp mất lý trí rồi. Nếu bọn họ tiếp tục giấu giếm Đoàn Hoàng sẽ giết sạch bọn họ. Bọn họ hiểu rõ Đoàn Hoàng, lão ta có thể làm như vậy thật rốt cuộc vô viêm bị ai giết chết. Trong mắt đoàn hoàng ngập tràn sát khí, liếc mắt nhìn ba cao thủ thần cảnh còn lại, lớn tiếng hỏi. Mấy cao thủ nhìn nhau rồi nói, là Dương Thanh, chính cậu ấy đã giết ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử khống chế đoàn ngữ yên, ép nhị hoàng tử tự phế tu vi, nếu không sẽ giết đoàn ngữ yên. Nhưng ai ngờ Dương Thanh vốn vẫn hôn mê bất tỉnh lúc này lại đột nhiên tỉnh lại, cậu ấy đã tấn công từ sau lưng và giết chết ngũ hoàng tử. Mấy cao thủ thần cảnh nào dám giấu giếm nữa, nhanh chóng nói ra sự thật. Dương Thanh. Đoàn Hoàng nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn sát khí. Bao nhiêu năm qua lão ta chưa từng mất khống chế như lúc này. Có thể tưởng tượng được lão ta giận dữ cỡ nào. Còn La Tu tại sao lại chết? Đoàn Hoàng hít sâu một hơi, cố gắng nén lại lửa giận trong lòng. Là nhị hoàng tử giết. La Tu đâm dao vào người nhị hoàng tử, nhị hoàng tử tức giận giết luôn La Tu mấy cao thủ thần cảnh kia vội nói cái gì vô nhai có thể giết chết la tu sao đoàn hoàng càng kinh ngạc không thôi lão ta biết thực lực của đoàn vô nhai rất mạnh nhưng la tu là cao thủ thần cảnh đỉnh phong ở hoàng tộc họ đoàn thực lực của la tu cũng chỉ thấp hơn lão ta mà thôi thế mà bây giờ la tu lại bị đoàn vô nhai giết chết điều này khiến đoàn hoàng không thể nào tin được hoàng chủ nhị hoàng tử đã đột phá thần cảnh đỉnh phong rồi cao thủ mạnh nhất của hoàng tộc họ đoàn lúc này ngoài hoàng chủ ra thì chỉ còn mỗi nhị hoàng tử. Hoàng chủ, kính xin ngài thu hồi mệnh lệnh, để nhị hoàng tử tiếp tục đảm nhiệm vị trí người thừa kế. Hoàng chủ, xin ngài thu hồi mệnh lệnh. Nhất thời mấy cao thủ thần cảnh thi nhau lên tiếng. Bọn họ thấy đoàn vô viêm đã chết, bây giờ cả hoàng tộc họ đoàn chỉ còn duy nhất đoàn vô nhai mới có tư cách trở thành người thừa kế. Mà đoàn vô nhai vốn là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn, chỉ là trước kia bị đoàn hoàng phế bỏ vị trí người thừa kế. Câm miệng, đoàn hoàng bỗng nhiên nổi giận gầm lên ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn đám người lớn tiếng hỏi có phải các người nghĩ vô viêm chết rồi đoàn vô nhai lại đột phá thần cảnh đỉnh phong thì tôi có thể bổ nhiệm đoàn vô nhai làm người thừa kế hoàng tộc họ đoàn mấy cao thủ thần cảnh lập tức đưa mắt nhìn nhau như hỏi chẳng lẽ không phải sao tôi nói cho các người biết nhất định phải có người chịu trách nhiệm về cái chết của vô viêm đoàn hoàng lớn tiếng nói dương thanh là kẻ cầm đầu đáng chém nhưng nếu không phải đoàn vô nhai dung túng Sao Dương Thanh lại dám giết Vô Viêm chứ? Đoàn Vô Nhai mới chính là thủ phạm chính gây ra cái chết của Vô Viêm. Nó nhất định phải lấy cái chết đền tội. Sau khi lão ta nói xong lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đoàn Vô Viêm là con trai của lão ta nhưng Đoàn Vô Nhai cũng vậy mà. Hơn nữa trước ngày hôm nay Đoàn Vô Nhai mới là người kế thừa của hoàng tộc họ Đoàn, được đoàn hoàng coi trọng bây giờ đoàn vô viêm đã chết đoàn hoàng cần gì phải vì một người đã chết mà đi trách phạt một đứa con trai khác chứ nếu chỉ trách dương thanh hiểu rõ vì sao đoàn hoàng lại giận dữ đến mức ngay cả đoàn vô nhai cũng không buông tha nguyên nhân chính là vì đoàn vô viêm mặc dù anh không thể hiểu vì sao cùng là con mình mà đoàn hoàng lại phân biệt đối xử đến thế nhưng anh vẫn muốn đi gặp đoàn hoàng một lần với thực lực của anh hiện nay dù đoàn hoàng đã bước vào siêu phàm cảnh anh cũng không sợ cậu thanh đoàn vô nhai nhìn dương thanh sốt ruột nói cậu đi mau đi chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu vừa nói ông ta vừa ra sức nháy mắt với dương thanh ông ta là hoàng tử của hoàng tộc họ đoàn dù giết đoàn vô viêm thì cũng có thể có được một đường sống nhưng nếu để đoàn hoàng biết người giết đoàn vô viêm chính là dương thanh đoàn hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho dương thanh đoàn vô nhai không muốn dương thanh và hoàng tộc họ đoàn nảy sinh xung đột ông ta hiểu rõ Dương Thanh là người có lai lịch rất lớn, có lẽ ngay cả chính Dương Thanh cũng không rõ ràng lắm. Ngày ấy ở Yến Đô, khi Dương Thanh đấu với cao thủ siêu phàm cảnh đến từ Miêu Thanh, anh đã rơi vào tình thế nguy hiểm, chợt có một giọng nói tựa hồ như đến từ chín tầng trời đuổi cao thủ siêu phàm cảnh kia đi. Nếu không, có lẽ Dương Thanh đã không thể sống sót tới giờ. Dù Dương Thanh không có lai lịch hơn người thì chỉ với năng lực có thể đánh ngang tay với cao thủ siêu phàm cảnh của anh, ông ta cũng không muốn Dương Thanh và hoàng tộc họ đoàn này sinh xung đột dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của đoàn vô nhai dương thanh chỉ bình thản nói ông yên tâm tôi sẽ không làm gì đoàn hoàng đâu dù sao ông ta cũng là bố của ông tất nhiên nếu chính ông ta muốn chết thì không trách được tôi nhưng tôi hứa với ông là sẽ tha mạng cho ông ta một lần nghe dương thanh nói thế nỗi lo âu trong lòng đoàn vô nhai cũng vơi bất phần nào nhưng độc du và đoàn ngữ yên vẫn còn bên cạnh ông ta vẫn phải lo lắng cho hai người hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia vẫn thờ ơ nhìn đoàn vô nhai như không hề nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Đi thôi, Dương Thanh bình thản lên tiếng. Đã đến nước này, có nói thêm gì cũng chẳng tác dụng, Đoàn Vô Nhai đành phải đồng ý, dẫn theo Độc Du và con gái cùng Dương Thanh đi về phía nơi ở của Đoàn Hoàng. Hoàng phủ họ Đoàn rất lớn, biệt viện của Đoàn Vô Nhai ở góc đông bắc, còn nơi Đoàn Hoàng ở chính là trung tâm của hoàng phủ họ Đoàn, đi bộ cũng mất tối thiểu 10 phút. 10 phút sau, bốn người cùng hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong tới cung điện của Đoàn Hoàng. Trong điện phủ cực lớn, có một chiếc ngai vàng đặt trên đài cao. Phía dưới có bốn cao thủ thần cảnh và vài cao thủ bán bộ thần cảnh xếp hàng hai bên. Đoàn hoàng đang ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng nhìn xuống. Vô nhai bái kiến phụ hoàng, đoàn ngữ yên bái kiến hoàng chủ, độc du bái kiến hoàng chủ, ba người quỳ xuống chào, chỉ có Dương Thanh vẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn về phía đoàn hoàng đang ngồi trên ngai vàng kia. Đoàn hoàng hẳn đã ngoài 70, tóc đã bạc cả, mặc hoàng bào, cặp mắt sắc bén như mắt ưng lé lên sát khí. Khi Dương Thanh nhìn về phía đoàn hoàng, đoàn hoàng cũng đang quan sát Dương Thanh. Lão ta cũng âm thầm khiếp sợ vì trông Dương Thanh còn trẻ đến thế. Mặc dù đã biết Dương Thanh còn rất trẻ nhưng khi gặp mặt, lão ta vẫn kinh ngạc vô cùng. Với cảnh giới võ thuật hiện nay của lão ta, các cao thủ trẻ tuổi như Dương Thanh dù có mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi uy lực mà lão ta phát ra. Lúc này, Dương Thanh đang nhìn thẳng vào lão ta, ánh mắt không chút sợ hãi giống như đang nhìn một người bình thường mà thôi dương thanh thấy bổn hoàng vì sao không quỳ đoàn hoàng lạnh lùng chất phấn hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong vừa mang bốn người đi vào đã trở về đứng hai bên đoàn hoàng nhìn dương thanh ánh mắt chứa đầy sát khí như thể chỉ chờ một mệnh lệnh từ đoàn hoàng bọn họ sẽ xông ra giết chết dương thanh ngay lập tức dương thanh khinh thường cười một tiếng ông có tư cách để tôi quỳ lại sao dương thanh chớ có vô lễ một cao thủ thần cảnh hậu kỳ bên cạnh đoàn hoàng tức giận quát lớn cốt dương thanh gầm lên một tiếng một luồng uy lực võ thuật khủng khiếp bất chợt phóng thẳng về phía tay cao thủ kia bịch 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 ngay dưới ánh mắt khiếp sợ của bao người cao thủ thần cảnh hậu kỳ, kỳ kia lập tức lùi lại phía sau mấy bước sau đó lão ta nhún chân ngồi phịch xuống đất toàn thân như không còn chút sức lực tràn ướt đẫm mồ hôi lạnh còn người ngập đầy sợ hãi như thể vừa thấy được thứ gì khủng bố lắm chuyện này trong điện đoàn hoàng Đám cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn đều trợn mắt há hốc miệng. Chỉ quát một tiếng đã có thể đẩy lùi một cao thủ thần cảnh hậu kỳ, thậm chí khiến kẻ kia đứng không vững phải ngã xuống đất, đây là một cao thủ mạnh cỡ nào? Ánh mắt Đoàn Hoàng trở nên lạnh lẽo như băng, thậm chí còn có vẻ căng thẳng khi nhìn lại Dương Thanh. Lão ta biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng không ngờ Dương Thanh lại mạnh đến cỡ này. Cho đến bây giờ, lão ta vẫn chưa thể nhìn ra Dương Thanh đã đạt tới cảnh giới nào rồi nhưng uy lực mà Dương Thanh vừa mới thể hiện ra kia, ít nhất cũng phải ngang với thực lực thần cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ, Dương Thanh là cao thủ thần cảnh đỉnh phong sao? Còn trẻ như vậy đã là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, thật đúng là thiên tài võ thuật. Nếu không phải vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ, lão ta thật sự không muốn trở mặt với người như thế. Cậu Thanh, đoàn vô nhai đang quỳ trên mặt đất, lo lắng gọi. Ông ta sợ nhất là chuyện Dương Thanh cùng hoàng tộc họ đoàn này sinh xung đột, nếu một ngày chuyện này thật sự xảy đến hai bên đều phải chịu thiệt nếu dương thanh thất bại vậy chỉ còn một đường chết nhưng sau đó vị cao thủ thần bí ngày ấy từng ngăn cản cao thủ siêu phàm cảnh của miêu thành giết dương thanh liệu có diệt sạch hoàng tộc họ đoàn này không dù không có vị cao thủ thần bí kia mã siêu cũng sẽ không bỏ qua cho hoàng tộc họ đoàn lấy thiên phú võ thuật của mã siêu nhất định sẽ có một ngày đặt chân vào siêu phàm cảnh khi đó chính là ngày diệt phong của hoàng tộc họ đoàn yên tâm đi, nếu tôi đã hứa với ông sẽ không giết lão già kia thì chắc chắn sẽ không xuống tay lấy mạng ông ta đâu. Dương Thanh bình thản nói. Lời vừa được thốt ra, toàn bộ đám người ở đây đều khiếp sợ. Dương Thanh lại dám thốt ra những lời ngung cuồng như vậy ngay trước mặt đoàn hoàng, còn dám gọi đoàn hoàng là lão già. Quả nhiên, đoàn hoàng lập tức phẫn nộ, một luồng uy lực vượt xa cảnh giới thần cảnh đỉnh phong quét về phía Dương Thanh chỉ dư âm của uy lực này cũng đã đủ khiến những cao thủ thần cảnh trong cung điện hoàng tộc họ đoàn run lên lập cập nhìn đó có thể hình dung người đối mặt trực tiếp với uy lực võ thuật này như dương thanh sắp phải chịu một áp lực nặng cỡ nào nhưng thật bất ngờ đối mặt với uy lực của đoàn hoàng dương thanh vẫn bình thản như cứ thậm chí còn thoáng nhếch môi nở một nụ cười châm chọc này lão già hình như ông đánh giá thực lực của mình quá cao rồi đấy nhỉ chỉ bằng uy lực võ thuật mà đã muốn chấn áp tôi dương thanh trào phúng ra mặt Thằng khốn, mày muốn chết đúng không?" Đoàn Hoàng nổi giận, ra lệnh, "Giết!" Mệnh lệnh vừa được hạ, hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đưa bọn Dương Thanh tới đây bèn phóng về phía Dương Thanh. "Phụ Hoàng, xin đừng." Đoàn Vô Nhai lập tức biến sắc, vội vã chắn trước mặt Dương Thanh. Một khi đánh rồi liền không còn đường thay đổi nữa. Ai dám cản trở, coi là cùng tội, "Giết!" Mọi người đều khiếp hãi giật mình, Đoàn Hoàng muốn giết luôn cả Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai càng không thể tin nổi chân lão đảo lùi lại mấy bước, kinh hoàng chết xứng, phụ hoàng, người muốn giết con. Lúc mày bắt tay với người ngoài giết chết thằng viêm thì nên nghĩ tới chuyện, sau này sẽ phải chịu trừng phạt thế nào. Đoàn hoàng lạnh lẽo nói. Nói đến đó, lão ta bỗng nhắm mắt lại, như thể không đành lòng nhìn, nhưng khi mở mắt lần nữa đã hoàn toàn không còn chút lưu luyến nào, chỉ còn lại sát khí bừng bừng. Giết, đoàn hoàng lại hạ lệnh một tiếng, không chỉ hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia mà cả bốn cao thủ thần cảnh hậu kỳ cùng hơn chục cao thủ bán bộ thần cảnh đều đồng loạt tiến về phía Dương Thanh và đoàn vô nhai. Cho tới lúc này, đoàn vô nhai mới hoàn toàn tin, đoàn hoàng thực sự muốn giết ông ta. Độc su, đưa ngữ yên đi mau, đoàn vô nhai bỗng hối hận vô cùng, hối hận vì sao vừa rồi không chịu nghe lời con gái, mang theo con bé rời khỏi hoàng tộc họ đoàn này. Nếu vừa rồi muốn đi, lấy thực lực thần cảnh đỉnh phong của ông ta cùng với thực lực thần cảnh hậu kỳ của Độc Du và một vị cao thủ hoàn toàn có khả năng đã bước vào siêu phàm cảnh như Dương Thanh, hai tên cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Đoàn chắc chắn không thể giữ chân họ. Nhưng ông ta lại vẫn ôm chút hy vọng với Đoàn hoàng, nào ngờ Đoàn hoàng lại hoàn toàn không muốn nghe ông ta giải thích một lời, cũng không có ý định buông tha ông ta mà trực tiếp hạ lệnh giết cả ông ta. Cô chủ, đi thôi. Hơi thở võ thuật cảnh giới thần cảnh hậu kỳ của Độc Du bùng phát, vừa bảo vệ đoàn ngữ yên vừa điên cuồng công kích kẻ địch. Uyên, ông ấy vung tay đập một trường, một cao thủ bán bộ thần cảnh bị giết chết trong nháy mắt. Đoàn ngữ yên hoàn toàn không biết phó, cô ấy sợ hãi vô cùng, bởi trước nay cô ấy chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này bao giờ, cũng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, ông nội cô ấy lại muốn giết chết bố cô ấy. Tuy độc du không muốn rời khỏi đây nhưng ông ấy cũng hiểu, đối với đoàn vô nhai, đoàn ngữ yên mới là quan trọng nhất, thậm chí có thể nói là quan trọng hơn cả tính mạng chính mình ông ấy chỉ có thể dốc hết sức chiến đấu cố gắng nghĩ cách đưa đoàn ngữ yên ra ngoài an toàn đoàn vô nhai cũng bộc phát thực lực thần cảnh đỉnh phong của mình giận dữ hét to phụ hoàng vì sao người lại muốn ép con sau tiếng gầm giận dữ ông ta nhấc chân bước lên một bước khối đá cầm thạch lót nền dưới chân lập tức nát vụn bóng ông ta biến mất khỏi vị trí uyên ông ta xông về phía một cao thủ thần cảnh đỉnh phong dồn hết sức đánh ra một đòn mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên sau đó khiếp sợ chứng kiến, cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia bị đoàn vô nhai đánh lùi lại năm, sáu bước. Đoàn hoàng cũng kinh hãi ra mặt, mày, mày đã đột phá lên thần cảnh đỉnh phong. Trước đó cấp dưới từng báo cáo lại là đoàn vô nhai giết La Tu, nhưng bởi đoàn vô viêm vừa chết, lão ta cũng không suy nghĩ cặn kẽ, cho đến lúc này mới hiểu, thì ra đoàn vô nhai đã đột phá tới thần cảnh đỉnh phong. Lòng lão ta biết rất rõ, hoàng tộc họ đoàn ngày nay, đoàn vô nhai mới là người có tư cách thừa kế ngai vàng nhất nhưng đoàn vô viêm đã chết, đoàn vô nhai cũng chỉ có thể chết. uy uy uy, đoàn vô nhai lúc này đã phẫn nộ tột cùng, mỗi lần tung chiêu đều như thể dốc hết sức bình sinh. cao thủ thần cảnh đỉnh phong đấu với ông ta bị đè ép hoàn toàn, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. độc thấy đoàn hoàng đứng lên, những người có mặt đều lộ vẻ sợ hãi. đoàn hoàng là chủ của hoàng tộc họ đoàn, lại đang trong cơn nóng giận, có thể tưởng tượng tiếp đó sẽ có chuyện đáng sợ thế nào xảy ra nhưng dương thanh vẫn bình chân như vậy ánh mắt nhìn về phía đoàn hoàng lóe lên ý muốn giết chóc mãnh liệt nếu không phải nể mặt đoàn vô nhai những hành vi của đoàn hoàng đã đủ cho anh có trăm ngàn lý do giết chết lão ta phụ hoàng đoàn vô nhai tung một quyền đẩy lùi một cao thủ thần cảnh đỉnh phong lao đến chắn trước mặt dương thanh ánh mắt nhìn đoàn hoàng đầy kiên định muốn động tới cậu thanh phải bước qua xác con đã ông ta cắn răng nói mày muốn chết rồi hả đoàn hoàng lớn tiếng quát đoàn vô nhai cười cười như tự diếu bố đã hạ lệnh giết con rồi mà chẳng phải trong mắt bố trước nay con vẫn luôn đang đâm đầu vào chỗ chết sao nói rằng đoàn hoàng lại giận dữ quát lớn cậu thanh đây là khách quý do chính con đưa đến hoàng tộc họ đoàn con sẽ chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng cho cậu ấy trừ khi con chết bằng không bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới chuyện gây tổn thương cho cậu ấy lấy một chút đoàn vô nhai kiên định nói ông ta làm thế cũng là để bảo vệ hoàng tộc họ đoàn một khi đoàn hoàng và dương thanh nảy sinh xung đột bất kể người nào thua hậu quả đều khôn lường kết quả nào cũng sẽ thành đả kích trí mạng đối với hoàng tộc họ đoàn nếu mày đã chọn đường chết vậy tao sẽ giúp mày một tay đoàn hoàng lạnh lẽo nói trước đó lão ta còn thoáng do dự không đành lòng nhưng nay ánh mắt lão ta đã vô cùng kiên định hiển nhiên là đã nổi ý muốn giết chết đoàn vô nhai dương thanh lạnh lùng nói đoàn vô nhai đã đến nước này, lẽ nào ông còn chưa nhìn rõ vấn đề sao? Lão già kia căn bản không có ý định giữ lại tính mạng ông. Hôm nay, lão ta muốn giết ông, ông có thể chống đỡ nổi sao? Nghe Dương Thanh nói thế, Đoàn Vô Nhai cười cười tự giễu, sao ông ta không hiểu ý Dương Thanh chứ? Là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên ông ta đã cảm nhận rõ ràng, lúc này Đoàn Hoàng thật sự muốn giết chết ông ta. Nghĩ tới vị phụ hoàng từng yêu thương quan tâm mình khi xưa, nay lại muốn giết mình một nỗi bi thương trào lên trong lòng đoàn vô nhai phụ hoàng người có thể nói cho con biết là vì sao không đoàn vô nhai nhìn về phía đoàn hoàng nghi hoặc hỏi giết người thì đền mạng mày bắt tay với người ngoài giết chết em trai mình đó là tội chết đoàn hoàng bỗng nói nếu bây giờ mày tự sát tao có thể bảo đảm với mày sẽ tha tội cho những kẻ khác nghe đoàn hoàng nói thế tất cả mọi người đều kinh ngạc tột cùng thì ra điều đoàn hoàng muốn nhất chính là lấy mạng đoàn vô nhai không chỉ Đoàn Vô Nhai không hiểu nổi mà những người khác cũng vô cùng nghi hoặc, Đoàn Vô Viêm chết thì cũng đã chết rồi, dù đúng là do Đoàn Vô Nhai giết nhưng người chết không thể sống lại, Đoàn Vô Nhai đã tiến vào cảnh giới thần cảnh đỉnh phong, để ông ta kế thừa hoàng vị của họ Đoàn mới là điều tốt nhất cho hoàng tộc họ Đoàn. Nhưng Đoàn Hoàng lại nhất quyết muốn lấy mạng Đoàn Vô Nhai, điều này quả thực không hợp lẽ thường. Dương Thanh nheo mắt, trong lòng cũng hết sức nghi hoặc, vì sao Đoàn Hoàng lại hành động vô tình đến thế? nếu không phải mặt mũi của đoàn vô nhai cũng có vài phần giống đoàn hoàng, anh chắc chắn sẽ nghi ngờ đoàn vô nhai không phải con ruột đoàn hoàng. Có thật thế không? Đoàn vô nhai trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên hỏi lại. Đoàn hoàng hư lạnh, đáp, bổn hoàng nói được làm được, chỉ cần mày tự sát, tao có thể tha cho con gái mày, cũng có thể tha cho độc du và dương thanh. Nhưng sau này, bọn chúng không thể rời khỏi hoàng tộc họ đoàn một bước, dương thanh và độc du phải nghe lệnh tao sắc mặt đoàn vô nhai lập tức cứng đờ ra điều này không thể nếu chỉ mình độc du thì cũng thôi nhưng cả dương thanh thì tuyệt đối không thể lấy thực lực của dương thanh ngay cả đoàn hoàng cũng chưa chắc đã là đối thủ lại còn muốn giam lỏng dương thanh ở hoàng tộc họ đoàn chuyện này sao có thể chứ ông ta nỗ lực muốn thuyết phục đoàn hoàng chẳng qua chỉ để tránh cho hoàng tộc họ đoàn gặp phải thảm họa nhưng đoàn hoàng lại không cho là vậy trái lại còn khăng khăng muốn kiếm chuyện phụ hoàng con có thể chết nhưng cầu xin người thả bọn họ đi." Đoàn Vô Nhai cắn răng nói, "Mày đang mặc cả với tao à?" Đoàn Hoàng nổi giận đùng đùng. Đoàn Vô Nhai nói, "Bố có thể cho là thế cũng được, hoặc là thả bọn họ đi, con chết, hoặc nếu bố vẫn nhất quyết muốn giết chúng con, vậy chúng con sẽ liều đánh một trận." Chỉ có điều, nếu phụ hoàng ép con liều mạng đánh một trận này, con chỉ có thể dốc hết sức mà ứng phó thôi. Nếu vì thế mà đem đến nguy nan cho hoàng tộc họ Đoàn này thì cũng không trách con được ý chí chiến đấu trên người đoàn vô nhai bắt đầu sụp sôi giọng điệu cực kỳ nghiêm túc đây là những lời khuyên bảo cuối cùng của ông ta dành cho đoàn hoàng bởi những gì cần nỗ lực ông ta cũng đã nỗ lực hết sức rồi nếu đoàn hoàng nhất định muốn giam lỏng dương thanh và độc du ở hoàng tộc họ đoàn này vậy ông ta chỉ có thể dốc hết sức bình sinh liều mạng tranh giành một phen mày dám đe dọa tao đoàn hoàng tức giận đến bật cười mày nên hiểu ở trong hoàng tộc họ đoàn này trước nay còn chưa có ai dám cọ kẻ ra điều kiện với tao đâu nếu mày đã chọn đường chết, tao đành phải giúp mày một tay vậy. Đoàn hoàng đứng chắp tay sau lưng, dáng vẻ bế nễ nhìn đời, hoàn toàn không thèm để mắt đến lời đe dọa của đoàn vô nhai. Hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong, hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ, hai cao thủ thần cảnh trung kỳ bước tới. Sáu cao thủ thần cảnh bao vây nhóm người dương thanh vào giữa. Vòng ngoài còn có rất nhiều cao thủ bán bộ thần cảnh cùng với cao thủ vương cảnh đang chầm chầm theo dõi bọn họ. Đoàn vô nhai không nói nữa, chợt ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Giây phút này, sắc mặt ông ta bỗng hiện lên rất nhiều cảm xúc. Có vui mừng, cũng có bi thương, có kích động, cũng có đau khổ, cuối cùng, tất cả triệt để hóa thành âm trầm. Dưới ánh mắt khiếp sợ của bao người, đoàn vô nhai cao giọng nói lớn, giờ tôi cho các người một cơ hội, quy phục tôi, tôi có thể tha cho các người một mạng. Lời vừa thốt ra, tất cả đều chấn kinh. Ngay cả Dương Thành cũng hơi bất ngờ, Đoàn Vô Nhai mới rồi còn nỗ lực tránh cho hoàng tộc họ Đoàn và anh này sinh xung đột, nay lại đột nhiên thốt ra những lời như vậy. Ông ta đang muốn thế chỗ Đoàn Hoàng, trở thành vị đoàn hoàng đời tiếp theo của hoàng tộc họ Đoàn. Nghe Đoàn Vô Nhai nói thế, Đoàn Hoàng càng khiếp sợ không thôi, lão ta trợn to mắt, vẻ như không thể tin nổi, mày muốn cướp ngôi của tao. Đoàn Vô Nhai nhìn về phía Đoàn Hoàng, ánh mắt phức tạp, nói: "Phụ hoàng, người già rồi, vẫn nên thoái vị đi thôi. Nhưng người cứ yên tâm người thoái vị rồi con sẽ không làm khó người đâu nếu người đoàn hoàng vừa dứt lời thì một hơi thở mạnh mẽ từ người lão ta bùng lên bùm 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 lấy vị trí lão ta đứng làm trung tâm một vết nứt to bằng cánh tay lực lưỡng lan ra xung quanh choảng 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 kính trong điện liên tiếp vỡ ra bỗng chốc cả hoàng tộc họ đoàn đều bị nhấn chìm trong khí thế võ thuật đáng sợ một số cao thủ vương cảnh không thể nào chịu được khí thế đáng sợ này nên lập tức quỳ xuống đất, người đẫm mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có cao thủ thần cảnh mới có thể chống lại khí thế đáng sợ này. Cảm nhận được khí thế võ thuật đang không ngừng phát ra từ trên người Đoàn Hoàng, Đoàn Vô Nhai hơi tái, ông ta cắn răng nói, "Phụ Hoàng, người mới là người giấu kín nhất. Bây giờ võ thuật của bố đã rất gần với siêu phàm cảnh rồi nhỉ? Nếu con đoán không nhầm thì bây giờ bố ở cảnh giới bán bộ siêu phàm, chỉ cách siêu phàm cảnh một bước mà thôi." Đoàn Vô Nhai chỉ từng cảm nhận được cảm giác này trên người Dương Thanh. Bốn cao thủ thần cảnh đã lựa chọn phản bội đoàn Vô Nhai bóng chốc mặt đầy tuyệt vọng. Bọn họ đã đánh cược số phận phần đời còn lại của mình, bày tỏ lòng trung thành với đoàn Vô Nhai, nhưng không ngờ đoàn Hoàng lại mạnh đến mức này. Hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong bảo vệ hai bên đoàn Hoàng nhìn đoàn Vô Nhai với vẻ vô cùng lạnh lùng. Bên trong hoàng phủ họ đoàn rất lớn, lúc này cũng chỉ có một mình Dương Thanh bình tĩnh như thể không cảm nhận được khí thế võ đạo bao phủ trên người đoàn hoàng mạnh cỡ nào. Độc du bảo vệ đoàn ngữ yên ở phía sau, sắc mặt nghiêm trọng, nói, điện hạ, cẩn thận. Lúc nói, ông ấy vừa tiến đến gần đoàn vô nhai vừa đảm bảo sự an toàn cho đoàn ngũ yên, sợ đoàn hoàng đột nhiên tấn công với đoàn vô nhai. Với thực lực của đoàn hoàng lúc này, một khi ra đòn chí mạng thì e là không ai có thể ngăn cản được. Đoàn vô nhai âm mưu giết bố đoạt quyền, tội này đáng chết đoàn hoàng bỗng lạnh lùng nói lão ta vừa dứt lời thì hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã xông về phía dương thanh đoàn vô nhai không chút do dự di chuyển hai chân lập tức đứng chắn trước mặt dương thanh hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ và trung kỳ khác cũng theo đoàn vô nhai bảo vệ dương thanh ở phía sau hôm nay họ đã lựa chọn đoàn vô nhai thì không có bất cứ đường lui nào chỉ có thể chiến đấu với đoàn hoàng đến cùng giết sau khi lao về phía đoàn vô nhai hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong không chút do dự, ra chiêu chí mạng khóa chặt đoàn vô nhai lại. Muốn giết hoàng chủ thì đánh thắng chúng tôi trước, hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ mỗi người dẫn một thần cảnh trung kỳ khóa chặt một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, dứt khoát sông lên. Chán sống, hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đều là cao thủ đỉnh cao mà đoàn hoàng bí mật đào tạo, sao có thể bị bốn cao thủ thần cảnh hậu kỳ và trung kỳ hợp sức đánh lui được. Hai người như thần binh từ trên trời giáng xuống, một cao thủ trong đó vung cánh tay, một sức mạnh rồ rào ngưng tụ trên nắm đấm của ông ta. Cánh tay ông ta đột nhiên hạ xuống, sức mạnh thần kỳ đáng sợ trên nắm đấm nhắm thẳng về phía cao thủ thần cảnh Hậu Kỳ. Lùi lại, Đoàn Vô Nhai thấy thế thì không chút do dự di chuyển chân, lập tức xuất hiện phía trước hai cao thủ thần cảnh đó rồi tung ra một quyền. Bộp, hai cú đấm va vào nhau, một luồng khí tức hủy diệt đáng sợ quét sạch xung quanh. Bàn ghế trong điện đều bị phá hủy một nửa dưới cú chạm đáng sợ này hai cao thủ thần cảnh khác cũng hợp sức chân áp cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia. Diệt, một cao thủ thần cảnh đỉnh phong khác chắp hai tay lại, trong lòng bàn tay toát ra một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ. Một giây sau, hai cánh tay chắp lại của ông ta, một cánh tay tấn công về phía cao thủ thần cảnh hậu kỳ, cánh tay còn lại tấn công cao thủ thần cảnh trung kỳ. Một người mà lại đồng thời tung ra hai tuyệt chiêu, ngông cuồng, cao thủ thần cảnh trung kỳ mặt mày tức giận như thể bị đối phương sỉ nhục cánh tay phải của ông ta đột nhiên cong lại, sau đó bắn ra, bỗng chốc tung ra đòn mạnh nhất. Bộp, nắm đấm chạm nhau, một luồng sức mạnh hủy diệt phát ra. Bịch bịch bịch, hai người liên tục lùi về sau vài bước, mỗi bước lùi của họ đều dẫm nát đá lót sàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đấu với bốn cao thủ thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ đang hợp sức. Chỉ trong thời gian ngắn mà cung điện rộng lớn vô cùng lộn xộn. Sắc mặt đoàn hoàng vô cùng u ám, cho dù thế nào thì sau hôm nay, nguyên khí của hoàng tộc họ đoàn tổn thương nặng nề. Nếu không phải đoàn vô nhai thì sao bốn cao thủ thần cảnh có thể phản bội chứ? Nếu không phản bội thì lão ta cũng không cần tự tay giết đi bốn cao thủ này. Đối với hoàng tộc họ đoàn, một khi bốn cao thủ thần cảnh bị giết thì quả thực là một tai họa nặng nề. Nhưng đoàn hoàng là một kẻ nắm quyền không thể dung túng cho những điều sai, bốn người này đã phản bội rồi, vậy thì chỉ có một đường chết. Giao ông ta cho tôi, mọi người đối phó với cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia đi đoàn vô nhai tung một cú đấm vào một cao thủ thần cảnh đỉnh phong đồng thời ra lệnh cho hai người đang đối phó với cao thủ thần cảnh đỉnh phong này rõ hai người không chút do dự xông thẳng về phía cao thủ thần cảnh đỉnh phong khác hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ và hai cao thủ thần cảnh trung kỳ bốn cao thủ hợp sức đối phó với một cao thủ thần cảnh đỉnh phong một cao thủ thần cảnh đỉnh phong khác đang đấu với đoàn vô nhai cũng thấy cực kỳ áp lực Đoàn Vô Nhai hôm nay đã bước vào thần cảnh đỉnh phong, mặc dù chỉ vừa bước vào cảnh giới này nhưng ông ta đã có thực lực ngang bằng với bán bộ siêu phàm. Điều này khiến cao thủ thần cảnh đỉnh phong đó cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng Đoàn Hoàng đã ra lệnh, lão ta không thể không dốc hết sức để giết Đoàn Vô Nhai. Bịch, Đoàn Vô Nhai nện mạnh xuống, cao thủ thần cảnh đỉnh phong bay thẳng ra ngoài. Ông không phải đối thủ của tôi, Đoàn Vô Nhai hờ hững nói. Ngay sau đó, ông ta rời mắt sang Đoàn Hoàng, đoàn hoàng cũng đang nhìn ông ta. Hai người gần nhau 5-6 mét nhưng khoảng cách này lại như ranh giới rõ ràng, hoàn toàn cắt đứt khoảng cách giữa hai bố con. Phụ hoàng, người thoái vị đi, đoàn vô nhai nhìn đoàn hoàng một lúc lâu rồi lên tiếng. Vẻ mặt đoàn hoàng đau buồn nhìn hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã bị đánh bại, xem ra lão ta chỉ có thể một mình chiến đấu. Lúc này, Dương Thanh di chuyển hai chân, xuất hiện bên cạnh đoàn vô nhai, anh nhìn đoàn hoàng, nói một cách vô cùng lạnh lùng, ông không phải đối thủ của ông ta. Trong lòng bỗng chốc, không gian như ngưng động, ngay cả những cao thủ thần cảnh hậu kỳ và trung kỳ kia cũng không dám thở mạnh. Ngay cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng có thể cảm nhận được luồng khí thế đáng sợ toát ra từ người đoàn hoàng, bao phủ cả hoàng phủ họ đoàn. Còn Dương Thanh thì như một người bình thường, trên người không có chút khí thức võ thuật nào, nhưng điều kỳ lạ là đối mặt trực tiếp với khí thế võ thuật của đoàn hoàng nhưng anh lại không có bất cứ phản ứng gì. Từ đó có thể thấy, thực lực của Dương Thanh ít nhất là ngang hàng với đoàn hoàng hoặc mạnh hơn. Đoàn vô nhai nhìn hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong với vẻ cảnh giác, sợ hai người này đột một tấn công ông ta, về phần Dương Thanh thì ông ta không lo lắng gì. Với sức mạnh của Dương Thanh, đoàn hoàng muốn đánh bại anh là rất khó. Cậu là một người ngoài, có tư cách gì mà bảo tôi thoái vị nhường ngôi? Đoàn hoàng tức giận chất phấn. Dương Thanh nhàn nhạt nói, đoàn vô nhai là bạn tôi, cho dù là chuyện của hoàng tộc họ đoàn thì tôi cũng nhúng tay vào được. Chắc ông cũng rõ, nếu tôi đấu với ông thì sẽ gây ra tổn thất lớn thế nào cho hoàng tộc họ đoàn. Vừa dứt lời, một luồng khí tức như có như không toát ra từ người Dương Thanh, ngay lập tức đẩy tan áp lực võ thuật mà đoàn hoàng đè ép trên người anh. Bề ngoài đoàn hoàng không có phản ứng gì nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Một thanh niên 28 tuổi mà lại có thể mạnh đến mức này, nhưng nếu người chết là người khác thì lão ta cũng không đến mức kiên quyết giết đoàn vô nhai. Nhưng người chết lại là đoàn vô viêm, đứa con nối dõi mà ngay cả lão ta cũng phải kiêng rè. Cho dù hoàng tộc họ đoàn bị tiêu diệt thì hôm nay tôi cũng phải đòi lại công bằng cho vô viêm. Khí thế trên người đoàn hoàng ngày càng mạnh, đột nhiên lão ta nhìn đoàn vô nhai, nói, mày nên biết rõ, trước giờ tao nói là làm, cái chết của vô viêm phải có người trả giá. Hôm nay, sự thật chứng minh người giết vô viêm là Dương Thanh, cho dù là mày đưa cậu ta đến hoàng tộc họ đoàn thì tao vẫn có thể tha cho mày một con đường sống chỉ cần mày bằng lòng mãi mãi ở lại hoàng tộc họ đoàn, tao miễn tội chết cho mày. Nghe đoàn hoàng nói thế, đoàn vô nhai như nhìn thấy hy vọng, nhưng ngay sau đó ông ta đã nắm được trọng điểm trong lời nói của đoàn hoàng, phải có người trả giá cho cái chết của đoàn vô viêm. Là Dương Thanh giết đoàn vô viêm, vậy ai phải trả giá cho việc này, đáp án rõ như ban ngày. Chỉ cần bố đồng ý để cậu Thanh rời khỏi hoàng phủ họ đoàn thì con nghe theo bố tất. Đoàn vô nhai nghiêm túc nói. Đoàn hoàng cao mày, Mày đang ra điều kiện với tao." Đoàn Vô Nhai không cảm xúc nói, "Nếu bố muốn nghĩ thế thì cũng được, cậu Thanh là do con đưa về hoàng tộc họ Đoàn, Đoàn Vô Viêm bị giết cũng là gieo gió gặt bão thôi. Nếu cậu Thanh không ra tay thì người chết sẽ là con gái con, cậu Thanh từng giúp con, cũng là ân nhân cứu mạng con gái con, nếu con mặc kệ sống chết của cậu ấy thì con chẳng khác nào loài cầm thú." Mong phụ hoàng nhìn rõ sự thật, nghe Đoàn Vô Nhai nói thế, cơn giận của Đoàn hoàng bỗng chốc biến mất, yên tĩnh đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, lão ta lại lên tiếng, nói vậy, chỉ cần tao không tha cho Dương Thanh thì mày muốn làm kẻ thù của tao. Thậm chí còn tranh quyền, Đoàn Vô Nhai gật đầu, con làm thế là cứu hoàng tộc họ Đoàn. Hay cho câu cứu hoàng tộc họ Đoàn, Đoàn Hoàng phi cười, đã vậy thì tao chỉ có thể chịu đau giết mày chung với cậu ta. Ông ta vừa dứt lời thì một luồng khí thế võ thuật đáng sợ càng quét cả hoàng phủ họ Đoàn. Cẩn thận, Đoàn Vô Nhai bỗng chốc sừng sốt, vội nói. Đồng thời ông ta di chuyển chân lập tức chặn trước mặt đoàn Ngư yên bởi vì bóng dáng của đoàn hoàng đã biến mất ngay tại chỗ và hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong bên cạnh đoàn hoàng cũng biến mất độc du không hề trần trừ dẫm mạnh chân xuống đất cả người lập tức phóng lên như một mũi tên bắn khỏi cung rầm mặt đất rung lắc dữ dội là hướng của dương thanh chỉ thấy anh đứng im tại chỗ đột nhiên vung nắm đấm về phía trước mà bóng dáng của đoàn hoàng cũng xuất hiện trước mặt anh và vung nắm đấm ra hai nắm đấm va vào nhau lấy vị trí hai người làm trung tâm bỗng một làn sóng năng lượng đáng sợ cuốn sạch xung quanh rầm 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 sức mạnh hủy diệt như ngày tận thế đến kính thủy tinh trong điện đoàn hoàng rộng lớn đều vỡ tan tành đồng thời chiếc bàn họp cỡ lớn có giá trị không hề nhỏ cũng lập tức đổ sụp thành 4 năm phần sàn đá cẩm thạch cũng nứt toác thành từng miếng dưới làn sóng năng lượng đáng sợ này chỉ vài nhịp thở ngắn ngủi mà sàn đá cẩm thạch đều vỡ tan những cao thủ dưới thần cảnh như gặp phải đòn nặng nề đồng loạt bay ra ngoài. Ngay cả những cao thủ thần cảnh cũng cảm nhận được làn sóng năng lượng khổng lồ này đang càn quét hoàng phủ họ đoàn. Cộp cộp cộp, đoàn vô nhai chắn trước đoàn ngữ yên liên tục lùi lại vài bước dưới sức mạnh đáng sợ này. Điều may mắn là khoảnh khắc Dương Thanh và đoàn hoàng va vào nhau, đoàn vô nhai đã chắn trước đoàn ngữ yên nên cô ấy mới không bị thương. Ngay cả những cao thủ bán bộ thần cảnh cũng bị chấn động bay ra ngoài, nếu đoàn ngữ yên mà chịu luồng khí thế võ thuật này, e là sẽ lập tức mất mạng. Bố, đoàn ngữ hiên vô cùng lo lắng. Khóe miệng đoàn vô nhai ứa máu, ông ta nhìn xoáy vào đoàn hoàng rồi cắn răng nói, lùi về sau. Vừa dứt lời, một tay ông ta túm lấy đoàn ngữ hiên rồi nhanh chóng rời khỏi điện đoàn hoàng, độc du cũng theo sát phía sau. Đoàn vô nhai từng chứng kiện cảnh tượng dương thanh đấu với cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành, lúc đó mọi người đều rời khỏi trung tâm trận chiến hàng cây số. Vừa rồi Dương Thanh và đoàn hoàng va vào nhau, chỉ mới bắt đầu mà đã toát ra khí thế đáng sợ như vậy, nghĩ cũng biết, một khi họ hoàn toàn bùng nổ thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ cỡ nào. Đoàn Vô Nhai vốn là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, ngay cả ông ta cũng không thể chịu nổi uy lực còn lại của cú va chạm này. Điều đó đủ để nói rõ hai người trong trận chiến này đều đã vượt qua thần cảnh đỉnh phong. Họ ở lại đây cũng không có bất cứ tác dụng gì. Qua vài giây ngắn ngủi, bên trong điện đoàn hoàng vốn đèn đóm sáng choang đã trở thành một đống đổ nát. Ngoài Dương Thanh và Đoàn Hoàng đang đối đầu nhau ra thì chỉ có hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đứng ở hai bên Dương Thanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hai người cũng rời khỏi đây đi, cuối cùng Đoàn Hoàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trước. "Rõ, hai người đã hiểu, trận chiến với cấp độ thế này hoàn toàn không phải là trận chiến mà bọn họ có tư cách để tham gia, chỉ là Đoàn Hoàng không lên tiếng nên họ không dám rời đi." hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong rời đi trong hoàng phủ họ đoàn bỗng chốc chỉ còn lại dương thanh và đoàn hoàng ông nên biết rõ ông của bây giờ vẫn không phải là đối thủ của tôi dương thanh bình tĩnh nói vừa rồi là đoàn hoàng chủ động ra đòn mà anh chỉ đứng im tại chỗ hai người va vào nhau cũng không ai lùi dù chỉ một bước nhưng đã phán đoán được cao thấp đoàn hoàng không bằng dương thanh tất nhiên đoàn hoàng biết điều này sau khi ngạc nhiên vẻ mặt ông ta nghiêm trọng nói vậy cậu cũng nên biết rõ rằng cho dù tôi không phải đối thủ của cậu thì cậu cũng không giết được tôi. Vậy sao? Dương Thanh cười khẩy. Bỗng chốc, một luồng sức mạnh rồi rào hơn toát ra từ người cơ thể anh. Đồng tử đoàn hoàng co lại, vẻ mặt như không thể tưởng tượng nổi, chuyện này. Chuyện này sao có thể chứ? Chẳng có gì là không thể cả. Dương Thanh bình tĩnh nói, đến cảnh giới võ thuật như tôi với ông thì ông nên biết, thế giới này rộng lớn hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, người này giỏi còn có người khác giỏi hơn hẳn là đoàn hoàng ông nên biết chứ nhỉ sở dĩ tôi nhân nhượng cho ông đến bây giờ không phải vì tôi kiêng rè hoàng tộc họ đoàn mà là tôi không muốn khiến đoàn vô nhai khó xử ông là bố của ông ấy tôi là bạn của ông ấy về tình hay về lý thì tôi với ông cũng không nên đấu với nhau sau đó dương thanh đột nhiên chuyển đề tài hỏi rốt cuộc đoàn vô viêm là ai vừa dứt lời đoàn hoàng bỗng chốc mở lớn mắt lúc lão ta nhận ra là mình thất thố thì mọi thứ đã muộn rồi Quả nhiên là vậy, cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của đoàn hoàng, Dương Thanh như hiểu ra. Dương Thanh nghĩ mãi không ra, đoàn vô nhai và đoàn vô viêm đều là con của đoàn hoàng, tại sao đoàn hoàng lại thiên vị đoàn vô viêm như vậy? Ngay cả khi người đã chết rồi mà lão ta vẫn kiên quyết bắt đoàn vô nhai trả giá, thậm chí còn muốn giết đoàn vô nhai. Điều này có hơi vô lý, dù sao thì đoàn vô nhai đã bước vào thần cảnh đỉnh phong, còn trẻ đã ở cảnh giới như vậy, trong bốn hoàng tộc lớn cũng chỉ có duy nhất đoàn vô nhai có thể nói đoàn vô nhai mới là người thừa kế thích hợp nhất của hoàng tộc họ đoàn. Nhưng chỉ vì Dương Thanh giết đoàn vô viêm để cứu đoàn ngữ yên mà đoàn hoàng muốn giết cả đoàn vô nhai. Tất cả đều rất kỳ lạ, ở đây chỉ có tôi với ông, cho dù nói ra sự thật thì cũng chẳng ai biết. Dương Thanh hờ hững nói, tôi nghĩ chắc chắn ông cũng không muốn để hoàng tộc họ đoàn chia rẽ nhỉ. Đoàn hoàng nhìn chằm chằm Dương Thanh, một lúc lâu sau, khi thế võ thuật trên người lão ta bỗng nhiên biến mất, sau đó bày ra vẻ mặt tự diếu Cậu đoán không sai, sở dĩ tôi kiên quyết muốn giết đoàn vô nhai không phải vì tôi muốn mà là vì vô viêm, nó có thân phận khác. Bỗng chốc, đoàn hoàng như già đi mười mấy tuổi, vẻ mặt ủ rột. Thân phận khác, Dương Thanh gật đầu, hỏi, là vì mẹ của ông ta sao? Có lẽ là gen của đoàn hoàng quá mạnh, đoàn vô nhai cũng vậy, đoàn vô viêm cũng thế, đều rất giống đoàn hoàng. Gần như có thể khẳng định rằng đoàn vô viêm là con trai ruột của đoàn hoàng. Đoàn hoàng đã nói rồi, Đoàn Vô Viêm có thân phận khác, ngoài thân phận là hoàng tử của hoàng tộc họ Đoàn ra thì chỉ có thể là liên quan đến mẹ ruột của Đoàn Vô Viêm thôi. Đoàn Hoàng gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm có hơi sợ hãi, cậu biết hoàng tộc họ Vũ không? Hoàng tộc họ Vũ? Dương Thanh hơi bất ngờ, anh chẳng những biết hoàng tộc họ Vũ mà còn biết Vũ Ninh người đứng đầu nhánh hai của hoàng tộc họ Vũ. Anh hỏi, mẹ của Đoàn Vô Viêm là người của hoàng tộc họ Vũ. Đoàn Hoàng gật đầu, ai cũng biết trăm năm trước vẫn là chín hoàng tộc lớn. Sau đó có năm hoàng tộc lớn hợp sức với nhau định trấn áp Yến Đô. Nhưng người kia lại một thân một mình trấn áp được năm hoàng tộc lớn, từ đó về sau, năm hoàng tộc lớn bị giáng xuống thành vương tộc hôm nay. Trận chiến đó, năm vương tộc lớn mất rất nhiều cao thủ hàng đầu, sau khi bị giáng xuống thành vương tộc, thực lực của họ không còn như trước nữa, dần bị bốn hoàng tộc lớn kéo xa khoảng cách. Nhưng điều mọi người không biết là trăm năm trước, ngoài chín hoàng tộc lớn ra thì vẫn còn hai hoàng tộc cổ xưa lớn mạnh hơn. Mà hoàng tộc họ Vũ chính là một trong hai hoàng tộc cổ xưa này. Mẹ của Đoàn Vô Viêm là Vũ Vũ Lan, từng là trưởng công chúa của hoàng tộc cổ xưa, cũng là người phụ nữ tôi yêu nhất cả đời này. Nói đến đây, vẻ mặt Đoàn Hoàng đầy quyến luyến. Trong lòng Dương Thanh kinh hãi, anh chỉ biết trăm năm trước, Chiêu Châu có 9 hoàng tộc lớn, về sau năm hoàng tộc lớn bị giáng xuống thành năm vương tộc lớn ngày nay. Theo lý mà nói, ngày nay nên còn lại 4 hoàng tộc lớn mới đúng. Trước đây khi gặp người của hoàng tộc họ vũ ở vương tộc họ quan, anh vẫn chưa nhận ra, bây giờ nghe đoàn hoàng nói xong anh mới ý thức được. Trước mắt, ngoài tiếp xúc với hoàng tộc họ đoàn, hoàng tộc họ diệp, hoàng tộc họ long và hoàng tộc thượng quan ra thì anh còn tiếp xúc với cả hoàng tộc họ vũ. Đã có đến năm hoàng tộc, nếu không phải nghe đoàn hoàng nói vậy thì thậm chí anh đã bỏ qua vấn đề này. Hóa ra không phải chỉ có bốn hoàng tộc lớn, hoàng tộc họ vũ không nằm trong bốn hoàng tộc lớn này mà là một trong hai hoàng tộc cổ xưa lớn đã vượt qua bốn hoàng tộc lớn nói vậy có nghĩa là thực lực của hoàng tộc cổ xưa rất mạnh vượt xa cả hoàng tộc họ đoàn dương thanh lên tiếng hỏi mà đoàn vô viêm chảy trong mình dòng máu của hoàng tộc họ vũ cho nên ông sợ đoàn vô viêm chết sẽ khiến hoàng tộc họ vũ đến tìm hoàng tộc họ đoàn các người để gây phiền phức dương thanh đã đoán được đại khái nguyên nhân đoàn hoàng thiên vị đoàn vô viêm rồi đoàn hoàng gật đầu nói đúng hơn thì người tôi sợ là Vũ Vũ Lan, mẹ ruột của đoàn vô viêm. Bà ta rất mạnh, Dương Thanh hỏi tiếp. Rất mạnh, 45 năm trước, bà ấy là thiên tài võ thuật số 1 của hoàng tộc họ Vũ, lúc đó bà ấy chỉ mới 20 tuổi, đã có thực lực của bán bộ thần cảnh rồi. Bây giờ 50 năm đã trôi qua, cậu nói xem bà ấy sẽ mạnh đến mức nào. Đoàn hoàng nhìn Dương Thanh rồi hỏi, vẻ mặt có vài phần tự diếu, mà tôi của lúc đó chỉ là vương cảnh trung kỳ, nếu không phải gặp được Vũ Vũ Lan thì có lẽ tôi cũng sẽ không có được cảnh giới võ thuật như hôm nay. Có thể nói, tất cả những thứ tôi có hôm nay đều là Vũ Vũ Lan cho tôi. Bây giờ tôi không thể bảo vệ tốt con trai của chúng tôi, nếu để bà ấy biết là cậu giết Đoàn Vô Viêm, điều tôi có thể nói cho cậu biết đó là bà ấy chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Dương Thanh cũng rất chấn động, lúc 20 tuổi Vũ Vũ Lan đã có thực lực bán bộ thần cảnh sao? Tài năng võ thuật như vậy quả thực vô cùng đáng sợ bây giờ bà ta ở cảnh giới võ thuật gì dương thanh hỏi vẻ mặt hơi nghiêm trọng đoàn hoàng nhìn dương thanh vẻ mặt phức tạp nói siêu phàm tam cảnh siêu phàm tam cảnh dương thanh hơi choáng ngợp anh chỉ biết trên thần cảnh là siêu phàm cảnh anh không hề biết còn có cả siêu phàm tam cảnh dương thanh có thể cảm nhận được tâm lý phức tạp vừa yêu vừa hận của đoàn hoàng dành cho vũ vũ lan đoàn vô nhai cũng là con trai ruột của ông sao ông có thể nhẫn tâm giết ông ấy đoàn hoàng đỏ mắt nói nhưng nếu tôi không giết nó thì vũ vũ lan cũng sẽ tự mình ra tay giết nó không chỉ vậy có lẽ đến lúc đó cả hoàng tộc họ đoàn đều phải gánh chịu thủ đoạn tàn độc của bà ấy chuyện do vô nhai gây ra vậy thì nó nên chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này nó không chết thì rất khó để vuốt cơn giận trong lòng vũ vũ lan nghe đoàn hoàng nói thế trong lòng dương thanh cũng hơi hối hận biết trước thế này thì anh sẽ không ra tay giết chết đoàn vô viêm đoàn hoàng nói đúng Bây giờ anh cũng chỉ vừa bước vào cảnh giới cao thủ siêu phàm, còn Vũ Vũ Lan đã là cao thủ siêu phàm tam cảnh rồi. Cao thủ ở cấp bậc này quả thực là đứng ở đỉnh cao, dựa vào thực lực hiện tại của Dương Thanh thì thật sự không thể nào đối phó được. Mặc dù anh có khả năng chiến đấu vượt cấp, nhưng đến siêu phàm cảnh thì sự chênh lệch giữa hai cảnh giới nhỏ bất kỳ đều rất lớn. So sánh siêu phàm nhất cảnh và siêu phàm tam cảnh với nhau, sự chênh lệch giữa hai cảnh giới nhỏ đủ để nới rộng khoảng cách giữa hai cao thủ. Huống hồ bản thân Vũ Vũ Lan là thiên tài võ thuật, siêu phàm tam cảnh của bà ta át hẳn vượt qua cả cao thủ siêu phàm tam cảnh bình thường. Tôi đã chặn tin tức đoàn vô viêm bị giết, nhưng tôi tin chẳng bao lâu nữa bà ấy sẽ biết được sự thật thôi. Đoàn Hoàng nói với vẻ nghiêm trọng, bởi vì La Tu chính là cao thủ mà bà ấy sắp xếp bên cạnh đoàn vô viêm, bây giờ La Tu đã chết, Vũ Vũ Lan không liên lạc được với La Tu thì chắc chắn sẽ điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Cậu nghĩ rằng dựa vào thực lực mới bước vào siêu phàm nhất cảnh của cậu là có thể chịu được cơn giận của Vũ Vũ Lan sao? Dương Thanh lập tức im lặng, với thực lực hiện tại của anh thì quả thực không đấu lại. Hồi lâu sau, đột nhiên anh nhìn Đoàn Hoàng, nghiêm túc nói, người giết Đoàn Vô Viêm là tôi, có gì cứ bảo bà ta nhắm vào tôi là được rồi. Dù sao thì giữa hai người cũng có tình cảm, bà ta sẽ tiêu diệt cả hoàng tộc họ Đoàn các ông vì tôi đã giết con trai bà ta ở hoàng tộc họ Đoàn sao? Đoàn Hoàng vẫn chưa bước vào siêu phàm nhất cảnh, nói chính xác là bán bộ siêu phàm, cũng chỉ cách siêu phàm một bước. Nhưng khoảng cách một bước này, cho dù tài năng võ đạo của Đoàn Hoàng có mạnh hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ của siêu phàm nhất cảnh bình thường. Cũng chính vì vậy cho nên sau khi nhận ra thực lực của Dương Thanh đã bước vào siêu phàm nhất cảnh, Đoàn Hoàng đã từ bỏ đấu với Dương Thanh. Lão ta biết rõ, cho dù tất cả cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn có hợp sức lại thì cũng không phải là đối thủ của một mình Dương Thanh. Thay vì vậy, chỉ bằng thẳng thắn nói cho Dương Thanh sự thật, để Dương Thanh cùng gánh cơn giận của Vũ Vũ Lan. Đoàn Hoàng lắc đầu, hơn 40 năm trước, quả thực giữa chúng tôi có tình cảm. Nhưng từ 47 năm trước, sau khi Đoàn Vô Viêm sinh ra, bà ấy đã được cao thủ hoàng tộc họ Vũ đón về hoàng tộc họ Vũ rồi. Tình hình bà ấy về sau cũng là tôi tốn rất nhiều tâm tư mới nghe ngóng được, về phần bà ấy còn tình cảm với tôi hay không thì không thể biết được. Nhưng, khả năng không còn tình cảm gì lớn hơn tôi muốn đẩy mọi chuyện lên đầu cậu, sự thật cũng là như vậy, quả thực đúng là cậu giết vô viêm. Nhưng với sự hiểu biết của tôi về bà ấy thì cho dù bà ấy có tha cho hoàng tộc họ đoàn, bà ấy cũng sẽ tự tay giết đoàn vô nhai. Tất nhiên cả cậu nữa, thậm chí là đoàn ngữ yên. Dương Thanh lập tức cau mày, đoàn ngữ yên chỉ là một người bình thường, cô ấy có tội gì? Bởi vì đoàn vô nhai đưa cậu đến hoàng tộc họ đoàn, mà cậu lại giết con trai Vũ Vũ Lan, đoàn ngữ yên là con gái của đoàn vô nhai, chắc chắn Vũ Vũ Lan sẽ giết đoàn ngữ yên, khiến đoàn vô nhai chịu nỗi đau mất đi con gái thân yêu, sau đó mới giết đoàn vô nhai. Đoàn Hoàng hiểu rất rõ Vũ Vũ Lan. Sắc mặt Dương Thanh vô cùng khó coi, anh cắn răng nói, nói vậy có nghĩa là giữa tôi với Vũ Vũ Lan chắc chắn sẽ có một người chết. Đoàn Hoàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Những gì lão ta nên nói đều đã nói rồi, phải đối phó với Vũ Vũ Lan thế nào thì chỉ có thể tùy thuộc vào Dương Thanh thôi. Hai người im lặng 5 phút, Dương Thanh lên tiếng phá vỡ im lặng trước, tôi vẫn muốn ở bên vợ và con gái tôi cả đời, đã vậy thì tôi chỉ có thể tự tay giết Vũ Vũ Lan thôi. Giờ phút này, anh vô cùng kiêu ngạo, giọng điệu cũng đầy tự tin. Điều này khiến đoàn hoàng có ảo giác như Dương Thanh thật sự có thể giết chết Vũ Vũ Lan. Nhưng nghĩ đến cảnh giới võ thuật hiện tại của Vũ Vũ Lan, lão ta vẫn không tin, dựa vào một cao thủ chỉ mới bước vào siêu thảm nhất cảnh mà có thể giết được Vũ Vũ Lan ở siêu phàm tam cảnh. Tất nhiên lão ta sẽ không nói ra. Đột nhiên, trong đầu lão ta lóe lên một suy nghĩ táo bạo, lão ta nhìn chầm chầm vào Dương Thanh rồi nói, bây giờ, chỉ có cách cậu thừa kế đế thôn rồi thì có lẽ sẽ có hy vọng đối phó được với hoàng tộc họ Vũ. Người ta đồn cao thủ ở đế thôn nhiều như mây, lời đồn là vậy, cho dù thực lực của cao thủ ở đế thôn có tệ hơn nữa thì mạnh nhất cũng là siêu phàm cảnh đúng không? Nếu không có sự che chở của các cao thủ hàng đầu đế thôn thì cậu với đoàn vô nhai và đoàn ngữ yên chết chắc. Thậm chí cả vợ cậu, tất cả những người có liên quan đến cậu đều sẽ gặp phải thủ đoạn thâm độc của bà ấy đoàn hoàng vừa dứt lời một luồng khí thế cuồn cuộn từ trong cơ thể dương thanh bộc phát ra ngoài nếu bà ta dám làm tổn thương một người bên cạnh tôi thôi thì sẽ giết hết cả nhà bà ta dương thanh giận dữ nói giống như ác quỷ đến từ chín tầng địa ngục ngay cả đoàn hoàng cũng cảm thấy lạnh đến thấu xương ân oán giữa tôi với hoàng tộc họ đoàn chấm dứt tại đây sau khi bình tĩnh lại dương thanh thấp giọng nói tất nhiên nếu hoàng tộc họ đoàn muốn gây phiền phức cho tôi thì tôi giang hai tay chào đón nhưng lần sau hoàng tộc họ đoàn chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngoài ra tôi sẽ đưa nhóm đoàn vô nhai đi nếu vũ vũ lan đến hoàng tộc họ đoàn ông cứ nói thật cho bà ta là được có gì thì nhắm vào tôi tất nhiên nếu ông có thể nói trước với tôi bà ta đến hoàng tộc họ đoàn thì tôi sẽ nợ đoàn hoàn ông một ân tình nói xong không đợi đoàn hoàng trả lời anh đã xoay người rời đi nhìn bóng lưng Dương Thanh dần đi xa, vẻ mặt đoàn hoàng phức tạp. Theo lý mà nói, Dương Thanh giết con trai đoàn vô viêm của lão ta thì lão ta nên đẩy ý thủ địch với Dương Thanh mới đúng. Nhưng sau khi lão ta biết thực lực thật sự của Dương Thanh thì ý thủ địch này hoàn toàn biến mất. Bởi vì lão ta rất rõ, thiên tài võ thuật như Dương Thanh sẽ trở nên mạnh hơn trong tương lai, nếu dựa vào hoàng tộc họ đoàn thì cả đời này cũng không có cơ hội để trả thù. Mà Dương Thanh lại có mối quan hệ rất tốt với đoàn vô nhai, Đoàn vô nhai cũng là con trai của lão ta. Nếu Dương Thanh có thể sống sót trong tay Vũ Vũ Lan, vậy truyền ngôi vị cho Đoàn vô nhai thì có sao? Cậu Thanh. Lúc Dương Thanh đi đến trước mặt Đoàn vô nhai, ông ta thoáng hoảng hốt, vội đi lên trước. Tất nhiên Dương Thanh biết rõ nỗi lo trong lòng Đoàn vô nhai, anh nói, yên tâm, tôi với ông ta sẽ không có trận chiến nào nữa. Nói xong, vẻ mặt anh nghiêm trọng, nói tiếp, chuẩn bị đi, đưa cả Đoàn Ngư Hiên và Độc Du. Bây giờ theo tôi rời khỏi hoàng tộc họ Đoàn. Được. Dương Thanh cao mày, đây không phải lần đầu có người hỏi anh là ai. Theo mức độ anh tiếp xúc càng tăng lên thì cũng hiểu ra nhiều điều hơn. Có lẽ người khác không tin, nhưng sự thật chính là vậy. 6 năm trước anh rời khỏi Giang Hải, sau khi đến biên giới phía Bắc thì tài năng võ thuật mới dần bộc lộ. Trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành tướng quân canh giữ biên giới phía Bắc, tốc độ phát triển thế này, ngoài anh và Mã Siêu Gia thì chưa từng thấy người thứ ba. Vốn dĩ anh luôn nghĩ gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô là gia tộc của anh, Vũ Văn Cao Dương là bố của anh, nhưng về sau anh mới biết không phải thế. Vậy chẳng phải bố của mình là người khác à? Lẽ nào mình thật sự có gia thế vững chắc gì sao? Tôi là ai? Hoàng tộc họ Vũ nên biết rất rõ mới đúng. Sau một hồi im lặng, Dương Thanh nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Hừ, lão già của hoàng tộc họ Vũ cười khẩy, trẻ như vậy mà có thể bước chân vào siêu phàm nhất cảnh? trừ khi cậu có huyết thống mạnh, nếu không chắc chắn điều đó là không thể. Chỉ với 6 năm mà từ một người bình thường đi đến vị trí như hôm nay. Đoàn vô viêm do tôi giết, có gì ông cứ nhắm vào tôi là được. Dương Thanh không muốn nói nhiều lời vớ vẩn mà đi thẳng vào vấn đề, một mình chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Lão già của hoàng tộc họ vũ cao mày, lão ta nên bắt Dương Thanh rồi đưa về hoàng tộc họ vũ chịu phạt mới đúng, nhưng xem ra bây giờ muốn bắt được Dương Thanh là điều hoàn toàn không có hy vọng. Dù sao thì thực lực của Dương Thanh cũng bước vào siêu phàm nhất cảnh rồi, thậm chí còn mạnh hơn lão ta. Đã vậy thì cậu chuẩn bị nhận lấy cơn giận của hoàng tộc họ Vũ đi. Vừa dứt lời, lão già của hoàng tộc họ Vũ vác thi thể của đoàn vô viêm lên vai rồi xài bước rời đi. Đến khi bóng lưng của đối phương biến mất, người của hoàng tộc họ đoàn mới dám thở mạnh, rất nhiều người đều toát mồ hôi lạnh. Đoàn hoàng đi đến bên cạnh Dương Thanh, nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, nói, chuyện hôm nay đều là lỗi của tôi, nếu không phải tôi nhất quyết muốn giết cậu thì cũng không đến mức xảy ra chuyện thế này. Dương Thanh ngạc nhiên, nhìn đoàn hoàng, hỏi, nhưng tôi là hung thủ giết đoàn vô viêm, ông chắc chắn không truy cứu trách nhiệm của tôi nữa. Trong mắt đoàn hoàng có vài phần đau thương, đột nhiên lão ta cười diếu, cho dù tôi muốn truy cứu trách nhiệm của cậu thì tôi có thể làm được sao? Nghe đoàn hoàng nói thế Dương Thanh mới nhận ra, cao thủ siêu phàm nhất cảnh kia của hoàng tộc họ vũ có thể khiến đoàn hoàng bị thương nặng chỉ với một đòn. Mà thực lực của Dương Thanh còn mạnh hơn một bậc, nếu anh dốc hết sức, e là sẽ giết luôn cả đoàn hoàng. Đoàn hoàng đã là người mạnh nhất của hoàng tộc họ đoàn rồi, ngay cả lão ta cũng không chịu nổi một đòn thì ai có thể trả thù đây. Đoàn vô nhai cũng rất khó chịu, mặc dù giữa ông ta với Dương Thanh không được xem là rất thân thiết nhưng có thể tin tưởng lẫn nhau, ông ta là người bị kẹp ở giữa. Cao thủ siêu phàm nhất cảnh của hoàng tộc họ Vũ đã xuất hiện rồi, chẳng bao lâu nữa cái chết của đoàn vô viêm sẽ chuyển đến tai Vũ Vũ Lan, bà ấy có thời gian rồi chắc chắn sẽ ra tay với cậu đột nhiên đoàn hoàng nhìn đoàn vô nhai nói con là người có tài năng võ thuật mạnh nhất của hoàng tộc họ đoàn ta hôm nay con cũng bước vào thần cảnh đỉnh phong thì ngôi vị lẽ ra nên truyền cho con nhưng dù sao thì cái chết của vô viêm cũng liên quan đến con vũ vũ lan chắc chắn sẽ không tha cho con sau này con mãi mãi rời khỏi hoàng tộc họ đoàn đi vừa dứt lời đoàn vô nhai lập tức biến sắc bố bố muốn đuổi con đi đoàn hoàng lắc đầu đỏ mắt nói không phải bố muốn đuổi con mà là con bắt buộc phải đi, bố rõ hơn ai hết Vũ Vũ Lan điên cuồng cỡ nào. Từ sau khi bà ấy được đón về hoàng tộc họ Vũ thì chưa từng tái hôn, nếu không phải ràng buộc gia tộc thì bà ấy đã đón vô viêm về hoàng tộc họ Vũ lâu rồi. Bây giờ bà ấy mất đi đứa con trai yêu quý, con nghĩ bà ấy có thể bỏ qua cho mọi người sao? Con ở lại hoàng tộc họ đoàn chỉ có con đường chết thôi, thậm chí còn mang đến tai họa cho hoàng tộc họ đoàn, bây giờ chỉ có cách đuổi con ra khỏi hoàng tộc họ Đoàn mới có thể tránh được tai họa cho hoàng tộc họ Đoàn con đi rồi bố sẽ chỉ định anh cả con làm người thừa kế hoàng tộc mặc dù nó chỉ là thần cảnh trung kỳ tài năng võ thuật cũng kém xa con và vô viêm nhưng suy cho cùng nó là con trưởng của hoàng tộc họ Đoàn ta đợi nó bước vào thần cảnh đỉnh phong thì bố sẽ suy xét nhường ngôi cho nó sau khi nói xong Đoàn Hoàng bỗng chốc như già đi mười mấy tuổi sắc mặt tiểu tùy Hai mắt đoàn vô nhai đỏ hoe, tất nhiên ông ta có thể hiểu những lời đoàn hoàng nói. Đoàn hoàng đuổi ông ta ra khỏi hoàng tộc cũng là đang cứu ông ta. Phụ hoàng, vô nhai bất hiếu, sau này không thể ở bên báo hiếu người, mong người chăm sóc tốt bản thân. Đoàn vô nhai quỳ xuống đấy, nghẹn ngào nói. Bộp bộp bộp, nói xong, ông ta dập đầu ba cái. Đoàn ngữ hiên cũng vội quỳ xuống, lại rồi lại lại. Đối với cô ấy, người ông nội này vô cùng xa lạ. Đi đi, đi cả đi, đoàn hoàng xoay người, không nhìn đoàn vô nhai nữa mà vừa đi vừa nói. dáng người thẳng tắp ban đầu cũng hơi khom xuống. Đoàn vô nhai xót xa, hai tay siết chặt lại, ông ta muốn ở lại hoàng tộc họ đoàn, cùng đối mặt với cơn giận của Vũ Vũ Lan. Nhưng ông ta biết, đứng trước hoàng tộc họ Vũ lớn mạnh, ông ta chẳng là gì cả. Ở lại hoàng tộc họ đoàn sẽ mang đến tai họa càng lớn hơn cho hoàng tộc. Trong lòng Dương Thanh cũng có rất nhiều cảm xúc, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Vốn dĩ ở Yến Đô, sau khi đoàn vô nhai chủ động bày tỏ ý tốt thì anh cũng chỉ cần xem tất cả những chuyện này như trao đổi lợi ích. Cho đến mấy hôm nay, mọi chuyện xảy ra ở hoàng tộc họ đoàn khiến anh ý thức được không phải như vậy. Đoàn vô nhai thật sự có tâm với anh, nếu không cũng sẽ không ngăn cản khi đoàn hoàng ra lệnh muốn giết anh, thậm chí còn đối đầu với đoàn hoàng. Và lại gặp được đoàn hoàng cũng khiến anh có rất nhiều cảm xúc đi thôi, cho đến khi bóng lưng đoàn hoàng hoàn toàn biến mất, Dương Thanh mới lên tiếng. Một nhóm bốn người gồm Dương Thanh, đoàn vô nhai, đoàn ngữ yên và độc du ngồi máy bay riêng rời khỏi hoàng thành đoàn. Nhìn hoàng thành đoàn ngày càng nhỏ, đoàn vô nhai siết chặt nắm đấm, nói với vẻ mặt kiên định, rồi sẽ có một ngày, tôi nhất định quay về đây. Không phải để tranh giành quyền lực, chỉ vì ở đây là quê hương ông ta lớn lên từ nhỏ, cội nguồn của ông ta ở đây hôm nay cao thủ siêu phàm cảnh của hoàng tộc họ vũ đến hoàng tộc họ đoàn, chỉ với một đòn đã phá hủy điện đoàn hoàng, điều này đã để lại hận thù trong lòng ông ta. Những gì trải qua hôm nay cũng sẽ thúc đẩy ông ta trở nên mạnh hơn. Bố, đoàn ngữ hiên nắm chặt tay bố, vẻ mặt hơi lo lắng. Cùng lúc này, khu đông châu ở Chiêu Châu, trên một ngọn đồi xanh chọc tầng mây, có một cung điện nguy nga tráng lệ, bên trên cửa cung điện treo một tấm biển lớn với chữ vàng. Bốn chữ, Hoàng cung họ vũ, phồn thể to lớn, nét bút đi như rồng rắn, lại mang theo vài phần khí thế võ thuật. Trong góc phía tây của Hoàng Cung họ Vũ là một tứ hợp viện với phong cách xưa chiếm khoảng 3.000 mét vuông. Trong đại sảnh nhà chính, một người phụ nữ trong khoảng 50 mặc trang phục truyền thống đang ngồi trước bàn trà, một cô hầu trẻ trung sinh đẹp đang quỳ bên bàn trà. Làm nòng ấm, đổ trà vào, pha trà, đổ nước, ủ trà, dâng trà, động tác vô cùng thành thạo, trông rất vui mắt. Trường công chúa, mời uống trà. Cô hầu bưng tách trà bằng hai tay, dâng lên với vẻ mặt cung kính. Choảng, audio điện tử võ tấn bền rời khỏi. Trong hoàng cung họ Vũ, Vũ Hoàng nhíu mày nhìn Vũ Vũ Lan, lạnh lùng nói, cô có biết cao thủ siêu phàm cảnh nhập thế sẽ rước lấy phiền phức lớn cỡ nào không? Vũ Vũ Lan không nói gì nhưng ánh mắt kiên quyết cực kỳ, không sợ chút nào, nhìn thẳng vào mắt Vũ Hoàng. Nhìn nhau khoảng một phút, sự sắc sảo trong mắt Vũ Hoàng chợt biến mất, thở dài, nhiều năm trôi qua vậy rồi mà cô vẫn không thể quên được tên đó à? ha ha vũ vũ lan cười mỉa suốt đời này thứ tôi không thể quên được chỉ có con trai tôi đương nhiên bà ta biết rõ tên đó mà vũ hoàng nói là ai bây giờ con trai bà ta chết ở hoàng tộc họ đoàn bà ta còn định đến hoàng tộc họ đoàn hỏi cho ra lẽ sao vẫn quan tâm đến đoàn hoàng được hai ngày tôi chỉ cho cô hai ngày không cần biết bà làm gì trong vòng hai ngày cô phải về hoàng tộc họ vũ cho tôi vũ hoàng kiên quyết nói với bà ta được Vũ Vũ Lan có được sự đồng ý của Vũ hoàng, xoay người đi ngay. Bà ta vừa đi thì một lão già đầu bạc mặc đồ truyền thống bước ra từ bức màn phía sau. "Hoàng chủ, con trai bà ta chết rồi." Lão già tóc bạc nói. Vũ hoàng gật đầu, "Tôi biết, ngài đã biết mà vẫn dám để bà ta nhập thế." Lão già tóc bạc nghiêm túc nói, "Chắc ngài cũng biết rõ Vũ Vũ Lan điên cuồng đến nhường nào. Những năm gần đây bà ta luôn quan tâm đến tình hình của con trai." bây giờ con trai đã chết, chắc chắn bà ta sẽ không bỏ qua cho hung thủ. Đoàn vô viêm con trai của bà ta là ngũ hoàng tử của hoàng tộc họ đoàn, quyền cao chức trọng nhưng lại bị giết ở hoàng tộc họ đoàn, đủ để chứng minh thực lực và lai lịch của người giết cậu ta mạnh đến nhường nào. Lần này Vũ Vũ Lan rời đi, tất nhiên sẽ mang đến rắc rối cho hoàng tộc họ Vũ. Tôi nghe nói người giết đoàn vô viêm là một cao thủ siêu phàm nhất cảnh mới chỉ có 28 tuổi. Mặt Vũ Hoàng không có cảm xúc gì, Dường như đã nắm rõ hết mọi thứ, sau khi im lặng một lúc lâu, lão ta thở dài nói, "Tôi nợ nó. Dù có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ gánh vác cùng nó." Hiển nhiên lão ta biết rõ Vũ Vũ Lan muốn đi đâu, thậm chí là muốn đi làm gì. "Hoàng chủ, chuyện năm đó không phải là lỗi của ngài." Tuy Vũ Vũ Lan là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất hoàng tộc họ Vũ nhưng dù sao bà ta cũng là phụ nữ, mà ngôi vị hoàng đế của hoàng tộc chỉ truyền cho nam chứ không truyền cho nữ. Lão già tóc bạc bình tĩnh nói, "Không phải ngài cướp ngôi vị hoàng đế của bà ta mà là theo lời dặn của tổ tiên, bà ta không thể thừa kế ngôi vị hoàng đế." Đúng vậy, đôi mắt sâu thẳm của Vũ Hoàng toát lên vẻ đau khổ, "Nhưng chính tôi đã đưa nó từ hoàng tộc họ Đoàn về, đã hơn 40 năm, nó vẫn hận người anh là tôi." Vũ Hoàng lại là anh trai của Vũ Vũ Lan. Lão già tóc bạc thở dài, không nói thêm nữa. Cùng lúc đó, hoàng tộc họ Đoàn, Đoàn Hoàng đang ở trong một tòa nhà cổ kính vài nhân viên y tế đang kiểm tra sức khỏe toàn thân cho lão ta. Lúc trước đoàn hoàng đánh nhau với Dương Thanh, chỉ có một chiêu là dừng ngay nhưng trận đấu đó vẫn khiến đoàn hoàng bị thương khá nặng. Hoàng chủ, sức khỏe của ông rất ổn, không có bệnh nào cả, đúng là không thể tin nổi. Một lúc lâu sau, bác sĩ đứng đầu mới kinh hãi nói. Dương Thanh mới dẫn nhóm đoàn vô nhai rời khỏi hoàng tộc họ đoàn của họ, bọn họ bắt đầu chữa trị khẩn cấp cho đoàn hoàng. Lúc mới bắt đầu, đúng là đoàn hoàng đã bị thương, mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng được xem là vết thương nặng trước khi đi dương thanh đã cố ý để lại cho đoàn hoàng một chiếc bình xứ hơn nữa còn nói với lão ta rằng trong đây có ba viên thuốc chữa bệnh dặn đoàn hoàng hãy uống một viên mặc dù đoàn hoàng không thân với dương thanh nhưng lão ta hiểu nếu dương thanh muốn mạng sống của lão ta thì anh đã lấy từ lâu rồi sau khi uống viên thuốc lão ta cũng không quan tâm lắm nhưng bây giờ sau khi kiểm tra cẩn thận lão ta mới phát hiện ra rằng ba viên thuốc chữa bệnh mà Dương Thanh cho lão ta lợi hại đến nhường nào. Ý các người là mới có hai tiếng ngắn ngủi mà vết thương của tôi đã khỏi hẳn rồi. Đoàn Hoàng cũng rất ngạc nhiên. Bác sĩ đứng đầu vội vã gật đầu, Hoàng chủ, vết thương của ngài đã khỏi thật rồi. Ngài cảm nhận thử là biết. Lúc trước lo cho vết thương của mình nên đoàn Hoàng không dám dùng võ. Sau khi nghe bác sĩ nói, lão ta vội vã chém thử một quyền. Bùm! khí thế điên cuồng ngưng tụ trên nắm đấm của lão ta rồi bùng nổ chuyện này đoàn hoàng tròn mắt nhìn mặt như không thể tin nổi tôi đã hồi phục thật rồi hơn nữa hình như cảnh giới võ thuật còn có tiến bộ cho nên ba viên thuốc mà cậu thanh để lại cho ông rất quý giá dường như có thể sánh bằng thần dược chữa bệnh của gia tộc cổ võ bác sĩ kích động sau đó nhìn sang viên thuốc trên bàn trà do hỏi thử hoàng chủ có thể cho tôi một viên để tôi nghiên cứu thử không cầm hết hai viên đi nghiên cứu đi đoàn hoàng không hề do dự, đưa bình xứ trắng đựng hai viên thuốc cho bác sĩ. Cảm ơn hoàng chủ, vài bác sĩ thấy thế thì kích động, hơi thở bắt đầu dồn dập hẳn lên. Một khi họ có thể nghiên cứu được loại thuốc có công dụng tương đương với thần dược chữa bệnh này thì đó sẽ là một thành tựu to lớn của hoàng tộc họ đoàn. Đương nhiên đoàn hoàng cũng hiểu điều này nên mới đưa cả hai viên thuốc quý giá đó cho bác sĩ. Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại đoàn hoàng và một người đàn ông trung niên. Phụ Hoàng, đúng là Dương Thanh này không đơn giản chút nào. Trong tay cậu ta có thần dược chữa bệnh quý báu đến thế, thực lực võ thuật cũng siêu đỉnh. Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói. Đoàn Hoàng gật đầu, nhìn người đàn ông trung niên nói, "Vô Hằng, con nghĩ Phụ Hoàng nên xử lý quan hệ giữa hoàng tộc họ Đoàn và Dương Thanh thế nào đây?" Đoàn Vô Hằng đại hoàng tử của hoàng tộc họ Đoàn, thực lực thần cảnh trung kỳ, bây giờ đã 53 tuổi, thiên phú võ thuật kém hơn Đoàn Vô Nhai và Đoàn Vô Viêm nhưng chỉ số IQ lại rất cao đoàn vô hằng đã đưa ra rất nhiều kế sách cho hoàng tộc họ đoàn. Bây giờ đoàn vô nhai rời đi, đoàn vô viêm bị giết, chỉ có đoàn vô hằng mới là hoàng tử thích hợp kế vị nhất. Đoàn vô hằng nói, phụ hoàng, người chết không thể sống lại được, bây giờ với hoàng tộc họ đoàn mà nói, quan trọng nhất là phải mạnh hơn một bậc. Nếu phụ hoàng có thể bước vào siêu phàm cảnh thì chắc chắn sẽ là chuyện đáng mừng của hoàng tộc họ đoàn chúng ta, Hoàng tộc họ Đoàn cũng sẽ lớn mạnh hơn ba hoàng tộc còn lại và khoảng cách giữa hoàng tộc họ Đoàn và hai hoàng tộc cổ xưa lớn sẽ gần hơn. Bây giờ, Dương Thanh chỉ tiện tay lấy ra ba viên thuốc mà lại có công dụng chữa bệnh mạnh mẽ đến vậy, chứng minh trong tay cậu ấy vẫn còn thuốc loại khác. Cậu ấy mới 28 tuổi mà võ thuật đã đến siêu phàm cảnh, tất nhiên là huyết mạch của dòng chính trong gia tộc cổ võ. Có lẽ sở dĩ cậu ấy có võ thuật mạnh mẽ đến vậy là nhờ người của gia tộc cổ võ âm thầm giúp đỡ nếu có thể làm thân với Dương Thanh thì đây mới là lợi ích lớn nhất của hoàng tộc họ đoàn. Phụ hoàng đừng quên vẫn còn em hai, bây giờ đã làm bạn với Dương Thanh, chỉ cần chúng ta chủ động thêm một chút là quan hệ giữa hoàng tộc họ đoàn và Dương Thanh sẽ càng ngày càng thân. Chấm. Giờ phút này, một hơi thở kinh khủng bao phủ khắp hoàng tộc họ đoàn. Cao thủ dưới cấp thần cảnh không thể chịu nổi sự đàn áp này, lần lượt quỳ phịch xuống đất, người run bẩn bật. Dù là cao thủ thần cảnh thì cũng phải hứng chịu một áp lực cực kỳ lớn. Bà vẫn ngang ngược giống hệt 40 năm trước. Đoàn Hoàng bước ra khỏi phòng nhìn Vũ Vũ Lan đang đứng cách lão ta khoảng 10 phút, lão ta hơi kích động. Từ hơn 40 năm trước, sau khi Vũ Vũ Lan bị cao thủ của hoàng tộc họ Vũ đưa về hoàng tộc họ Vũ, họ không còn gặp nhau nữa. Lần này gặp lại nhau nhưng lại tình thế lại căng thẳng như nước với lửa, Đoàn Hoàng chỉ cảm thấy mỉa mai thay. Trong ánh mắt của Vũ Vũ Lan, lão ta không còn thấy được chút tình yêu nào mà chỉ có sự tức giận đang ngập tràn đoàn kình thương, lúc đầu ông đã hứa với tôi thế nào? Vũ Vũ Lan căm tức nhìn đoàn hoàng, nghiến răng nói, ông nói chỉ cần có ông ở đây, tuyệt đối sẽ không để con trai chúng ta phải bị thương, nhưng bây giờ thì sao? Nó chết rồi. Nó chết ở hoàng tộc họ đoàn của các người. Hôm nay nếu ông không giải thích rõ ràng với tôi thì đừng trách sao tôi tiêu diệt hoàng tộc họ đoàn của ông. Giải thích không thỏa đáng là sẽ tiêu diệt hoàng tộc họ đoàn, một vài người lớn tuổi của hoàng tộc họ đoàn biết vũ vũ lan nhưng rất nhiều con cháu đời sau chưa bao giờ nghe nói đến người tên vũ vũ lan này lúc này sau khi nghe vũ vũ lan nói bọn họ cực kỳ sợ hãi mới tỏa khí thế ra thôi mà đã làm cao thủ dưới thần cảnh phải quỳ phịch xuống đất với hoàng tộc họ đoàn mà nói đây chẳng khác gì mối tai họa sợ rằng đoàn hoàng cũng không phải là đối thủ của đối phương nhỉ đoàn hoàng im lặng rất lâu sau mới từ từ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ tồn tại ở nơi tận sâu trong ký ức, lão ta nói, tôi có lỗi với bà, có lỗi với Vô Viêm. Nhưng người chết không thể sống lại, Vô Viêm đã mất, mong bà hãy nén bi thương. Đoàn Hoàng vừa dứt lời, Vũ Vũ Lan đang đứng tại chỗ chợt biến mất. Ầm. Uhm, khi bà ta xuất hiện thì lại đứng ở chỗ của Đoàn Hoàng, mà Đoàn Hoàng thì bay ra ngoài giống như con diều bị đứt dây. Hoàng chủ, thấy thế, cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn biến sắc vài cao thủ thần cảnh bao vây lấy vũ vũ lan đám vô dụng như các người mà cũng hỏng giết tôi vũ vũ lan nhìn mọi người lạnh lùng nói sát ý trên người bà ta nồng nặc hơn cút hết cho tôi đoàn hoàng bò dậy gầm lên mặc dù lão ta bị vũ vũ lan đánh rất mạnh nhưng vũ vũ lan chưa ra đòn hiểm nếu không lão ta sẽ không thể đứng lên nổi thậm chí là chết mất rồi vũ vũ lan là cao thủ siêu phàm tam cảnh mà lão ta thì miễn cưỡng cũng được xem là cao thủ bán bộ siêu phàm dù lão ta có bước vào cảnh giới siêu phàm nhất cảnh thì cũng không phải là đối thủ của vũ vũ lan nếu vũ vũ lan muốn giết lão ta thì toàn bộ hoàng tộc họ đoàn đều phải bị trôn theo tôi muốn ông cho tôi một lời giải thích chứ không phải khuyên tôi nén bi thương mắt vũ vũ lan đỏ bừng nhìn chằm chằm đoàn hoàng nói hơi thở đàn áp trên người bà ta càng mãnh liệt hơn chỉ thấy từng vết nứt to bằng cánh tay bắt đầu lan từ phần đất dưới chân bà ta ra từ phía. Những cao thủ thần cảnh đến gần bà ta không thể chịu nổi khí thế này nên lùi về sau mấy bước. Tôi có lỗi với bà. Đoàn Hoàng nói, ánh mắt hối lỗi. ầm, um. đòn tấn công của Vũ Vũ Lan lại ập xuống, đoàn Hoàng lại bay ra lần nữa, cố gắng bỏ dậy, khóe miệng chảy máu. Đoạn kinh thương, nếu ông còn dám nói nhảm nữa, ông có tin tôi giết ông không? Vũ Vũ Lan giận dữ hét lên, cảm xúc cực kỳ kích động. Nhưng đoàn hoàng lại mỉm cười, lão ta biết Vũ Vũ Lan không nhẫn tâm với lão ta, bà ta chỉ đang tức giận vì mất đi đứa con trai yêu quý của mình. Hai cú đánh ban nãy, Vũ Vũ Lan không ra đòn hiểm, chỉ khiến lão ta phải bị thương nặng nhưng lại không ảnh hưởng đến nền tảng võ thuật. Vũ Lan, xem như tôi xin bà, bà hãy bỏ qua chuyện vô viêm được không? Đoàn hoàng như đang cầu xin, mắt đỏ hoe nói, nếu bà muốn báo thù thật thì cứ dồn hết lên người tôi đi, giết tôi, báo thù cho Vô Viêm. Chỉ là tôi mong rằng, sau khi bà giết tôi, bà đừng truy tìm việc Vô Viêm bị giết nữa, xem như tôi cầu xin bà. Người của hoàng tộc họ Đoàn ngạc nhiên ngỡ ngàng, họ chưa bao giờ thấy Đoàn Hoàng hèn mọn đến vậy cả. Còn là trước mặt một người phụ nữ nữa chứ. Nhưng sau khi cảm nhận được sự mạnh mẽ của Vũ Vũ Lan, họ có thể hiểu. Trước mặt cao thủ siêu phàm cảnh, Đoàn Hoàng có thể cứng rắn chống đối không? Từ cuộc đối thoại của Đoàn Hoàng và Vũ Vũ Lan, có thể thấy quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Có rất nhiều người mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp Vũ Vũ Lan nhưng đã biết thân phận của bà ta, mẹ ruột của đoàn vô viêm. Cũng là thiên tài võ thuật đứng đầu của hoàng tộc họ Vũ một trong hai hoàng tộc cổ xưa lớn. Đoàn kinh thương, ông muốn chết đến thế à? Khí thế võ thuật trên người Vũ Vũ Lan lại tăng vọt lần nữa, lúc nhìn đoàn hoàng, ánh mắt bà ta đầy sát khí. Đoàn hoàng cười tự diễu, sợ rằng lòng bà chỉ có một mình vô viêm tôi đâu là cái thá gì đúng không tôi vẫn muốn nói câu đó tôi mong bà có thể từ bỏ mối hận việc vô viêm bị giết nếu bà muốn trả thù thì cứ trả thù tôi là được đến đây giết tôi báo thù cho vô viêm đi dứt lời lão ta giang tay ra nhắm mắt như thể không còn gì tiếc nuối nữa hoàng chủ người của hoàng tộc họ đoàn thấy cảnh tượng như vậy thì đồng loạt hô lên đoàn hoàng mới là linh hồn của hoàng tộc họ đoàn nếu lão ta chết thì thực lực của hoàng tộc họ đoàn sẽ giảm đi rất nhiều đoàn vô nhai đã dẫn độc du đi đoàn vô viêm thì chết rồi hoàng tộc họ đoàn của bây giờ đã yếu đi nhiều nếu đoàn hoàng bị giết hoàng tộc họ đoàn sẽ tiêu đời có phải ông nghĩ tôi không dám giết ông không khoảnh khắc vũ vũ lan dứt lời bà ta xuất hiện trước mặt đoàn hoàng đặt tay lên cổ đoàn hoàng ánh mắt đầy sát khí điên cuồng hoàng chủ người của hoàng tộc họ đoàn kêu lên Bọn họ muốn cứu đoàn hoàng nhưng dưới uy lực của Vũ Vũ Lan, thậm chí họ còn không thể đến gần. Cảm nhận được tay Vũ Vũ Lan càng ngày càng mạnh, đoàn hoàng vẫn không sợ, cố gắng nói, tôi. Tôi mong bà, hãy quên, những thù hận đó đi. Đoàn kình thương, nếu ông muốn chết thì tôi tác thành cho ông. Vũ Vũ Lan hét lớn, tay kia ngưng tụ một luồng sức mạnh rất lớn, trưởng thẳng về phía ngực của đoàn hoàng. Nhưng đúng khoảnh khắc này, đoàn hoàng đang nhắm chặt mắt chợt mở mắt, lúc nhìn vũ vũ lan ánh mắt lão ta không hề có chút thù hận nào mà chỉ có sự dịu dàng trong chớp mắt vũ vũ lan có cảm giác họ như quay lại mấy chục năm trước ngày hai mươi mới gặp nhau lúc đó đoàn hoàng cũng nhìn bà ta một cách dịu dàng đến thế mắt thấy đòn tấn công của bà ta chuẩn bị đâm vào tim đoàn hoàng bỗng nhiên nó chạy đi một chút ầm uhm, đòn tấn công của vũ vũ lan ập xuống nhưng đã tránh khỏi phần tim của đoàn hoàng nghe đoàn vô nhai nói dương thanh chợt im lặng mặt anh không cam tâm từ khi anh rời khỏi biên giới phía bắc vốn dĩ anh định sống cuộc sống bình yên nhưng không ngờ không thể bình yên được bây giờ cao thủ siêu phàm cảnh đã ra mặt rồi anh muốn bảo vệ người thân để họ không bị ảnh hưởng nhưng cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của họ đương nhiên bây giờ còn một vấn đề cậu định khuyên người thân tạm rời yến đô thế nào đây đoàn vô nhai lại nói im lặng một lúc lâu cuối cùng dương thanh cũng quyết định bây giờ chỉ có thể tìm cách chặn vũ vũ lan ở ngoài yến đô thôi về phần những người thân xung quanh tôi để họ rời đi cũng không thành vấn đề tôi chỉ cần ông giúp tôi bảo vệ họ vài ngày là được đợi tôi giải quyết phiền phức rồi hắn đưa họ về nói đến đây dương thanh chợt ngừng một lúc rồi mới nói tiếp nếu như tôi gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn đừng để họ quay về đây cứ sống ẩn giật đi nghe dương thanh nói vài người ngạc nhiên dương thanh mà cũng có lúc không tự tin hả nhưng nghĩ đến cảnh giới võ thuật của vũ vũ lan họ lại thấu hiểu tâm trạng bây giờ của dương thanh cậu thanh xin lỗi mắt đoàn vô nhai đỏ hoe nói nếu không phải cậu đưa tôi đến hoàng tộc họ đoàn thì sẽ không gặp chuyện thế này dương thanh khẽ lắc đầu không có gì phải xin lỗi cả vốn dĩ ông muốn cứu tôi mà tôi không trông mong gì nhiều chỉ hy vọng rằng nếu tôi gặp chuyện ông hãy giúp tôi chăm sóc người nhà đoàn vô nhai là cao thủ thần cảnh đỉnh phong nếu được ông ta bảo vệ thì ngoài cao thủ siêu phàm cảnh không ai có thể làm hại đến tần thanh tâm cậu thanh cậu yên tâm đi nếu có ngày đó thật thì tôi sẽ liều mạng bảo vệ người nhà của cậu hết quãng đời còn lại đến khi tôi chết mới thôi đoàn vô nhai kiên quyết nói mặc dù độc du không nói gì nhưng nét mặt rất nghiêm túc vốn dĩ ông ấy rất trung thành với đoàn vô nhai nếu đoàn vô nhai bảo vệ người nhà dương thanh thì tất nhiên ông ấy cũng vậy còn đoàn ngữ yên thì càng không cần phải nói mặc dù cô ấy không biết võ nhưng cô ấy là cô gái biết uống nước nhớ nguồn cô ấy hiểu rõ vì cứu cô ấy nên Dương Thanh mới giết đoàn vô viêm, từ đó gặp tai họa. Phụ hoàng tôi nói Vũ Vũ Lan sẽ đi chuyến bay quốc tế đến Yến Đô, mà chuyến bay quốc tế đi từ Hoàng Thành đoàn đến Yến Đô sẽ phải quá cảnh ở Ninh Châu. Tôi mới kiểm tra chuyến bay quốc tế đi từ Hoàng Thành đoàn đến Yến Đô mới cất cánh 10 phút trước. Nếu chuyến bay không bị delay thì hẳn 2 tiếng 8 phút nữa là đến Ninh Châu. Mà chuyến bay từ Yến Đô đến Ninh Châu chỉ có 45 phút, nếu cậu Thanh đi máy bay riêng thì có thể tiết kiệm thời gian chờ chuyến bay. Cũng có nghĩa là bây giờ cậu Thanh có thể ở lại Yến Đô 83 phút, nếu phải chặn Vũ Vũ Lan ở Ninh Châu thì cậu Thanh chỉ có thể đến trước, trừ thêm 10 phút đề phòng thì bây giờ cậu Dương chỉ có 73 phút tự do. Đúng lúc này, đoàn ngữ yên chợt cầm điện thoại lên nói. Trong lúc Dương Thanh và đoàn vô nhai đang bàn tính, cô ấy đã quyết định xong rồi. Tôi phải đi đây, cuối cùng Dương Thanh nhìn đoàn vô nhai thật kỹ rồi xoay người rời đi. Trong 73 phút cuối cùng này, anh chỉ muốn ở bên vợ và con gái. Thoáng chốc, một chiếc may bách màu đen, động cơ máy gào thét, phóng như bay đến tập đoàn Nhãn Thanh. Tại con, nếu không phải tại con thì anh Thanh sẽ không bị như vậy. Sau khi Dương Thanh đi, cuối cùng đoàn ngữ yên bật khóc, bố ơi, con khó chịu quá. Đoàn vô nhai thở dài ôm con gái vào lòng an ủi, không phải tại con, nếu muốn trách thì đây là lỗi của bố. Hơn nữa, cậu Thanh còn trẻ như vậy mà thực lực đã đạt đến siêu phàm cảnh, tuyệt đối không phải người tầm thường. Nếu hoàng tộc họ Vũ muốn giết cậu ấy thì phải xem thế lực sau lưng cậu Thanh có đồng ý hay không. Độc Du cũng nói, chắc chắn cậu Thanh sẽ không sao. Cùng lúc đó, Dương Thanh đang lái xe đến tập đoàn Nhãn Thanh gọi điện thoại cho Mã Siêu. Anh Thanh, qua điện thoại, Dương Thanh có thể cảm nhận được sự kích động của Mã Siêu lúc trước anh hôn mê, sau khi phùng tiểu uyển hết cách chữa trị mới được đoàn vô nhai đưa đến hoàng thành đoàn. Ba ngày nay nhóm Mã Siêu rất lo cho Dương Thanh. Bây giờ nghe giọng Dương Thanh là chứng minh Dương Thanh đã khỏe rồi. 30 phút nữa tôi sẽ đến tập đoàn nhãn Thanh, bây giờ cậu sang đó ngay đi. Giọng Dương Thanh cực kỳ nặng nề. Dạ, anh Thanh, bóng Dương Mã Siêu thấy bất an, không dám hỏi nhiều, vội vã đồng ý. Sau khi cúp máy, Dương Thanh hơi do dự rồi cuối cùng gọi thêm một cuộc nữa. "Dương Thanh, đối phương nhấc máy ngay, giọng hơi kích động. Dạo này bố khỏe không?" Dương Thanh hỏi, vẻ mặt phức tạp. "Khỏe, khỏe lắm." Câu hỏi thăm của Dương Thanh làm đối phương vui cực kỳ, cười to nói, "Tám gia tộc lớn ở Yến Đô đã bị rất nhiều thế lực bên ngoài thay thế rồi. Lúc trước có một thế lực mới đến có ý đồ muốn gia tộc Vũ Văn phải chịu thua, kết quả sau khi biết quan hệ giữa chúng ta, bọn họ xin lỗi rồi đền bù." Ha ha ha. Vũ Văn Cao Dương cười to, giọng còn hơi tự hào. "Bố, lúc trước con xin lỗi bố." Dương Thanh chợt nói. Lần này, đầu bên kia im lặng. Không biết có phải nghe nhầm không mà hình như Dương Thanh nghe tiếng khóc thật khẽ. Thoáng chốc Vũ Văn Cao Dương cười ha ha, "Con nói gì vậy? Mặc dù con và bố không có quan hệ huyết thống nhưng Vũ Văn Cao Dương bố nuôi con từ nhỏ, trong lòng bố con cũng là con trai của bố." Dù Vũ Văn Cao Dương cười nhưng nụ cười lại toát lên chút nghẹn ngào lòng Dương Thanh càng ái náy hơn, anh luôn nghĩ rằng Vũ Văn Cao Dương đuổi hai mẹ con anh ra khỏi gia tộc nên mẹ anh mới bệnh nặng rồi mất. Đến sau này anh mới biết Vũ Văn Cao Dương đuổi hai mẹ con ra khỏi Yến Đô không phải là vì bản thân ông ta mà là vì bảo vệ hai mẹ con họ. Không những thế, khi mẹ Dương Thanh mang thai anh, Vũ Văn Cao Dương đã biết đứa con trong bụng của mẹ Dương Thanh là con của người khác. Nhưng ông ta vẫn lấy mẹ Dương Thanh, hơn nữa còn nuôi Dương Thanh như con trai ruột của mình, đến sau này do áp lực của gia tộc, vì bảo vệ hai mẹ con, ông ta mới hạ quyết tâm đuổi họ ra khỏi Yến Đô. Bố, bố cố gắng giữ sức khỏe, con chúc bố mạnh khỏe. Nhìn phần bụng nhô lên của Ngài Lâm, Dương Thanh càng ái náy hơn. Ngài Lâm sắp sinh rồi mà còn liên lụy đến họ. Anh Thanh, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mã siêu nghi ngờ hỏi. Dương Thanh cười khẽ lắc đầu, không có gì, tôi đắc tội một kẻ thù cực kỳ mạnh, có thể sẽ liên lụy đến hai người. Tìm hai người là muốn nói xin lỗi nhiều lắm, tiện thể mong hai người hãy rời khỏi Yến Đô một khoảng thời gian. Dứt lời, vẻ mặt Mã Siêu và Ngài Lâm đều thay đổi. Không phải không muốn rời Yến Đô, họ có thể đi bất kỳ lúc nào. Chỉ là Dương Thanh nói rất nhẹ nhàng nhưng họ có thể cảm nhận được chắc chắn Dương Thanh muốn tự đối diện một mình. Dương Thanh, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu chuẩn bị định tự đối diện với tất cả, hơn nữa tình hình còn là cửu tử nhất sinh đúng không? Ngài Lâm nghiêm túc nhìn Dương Thanh chầm chầm, hỏi anh họ đã từng gặp nhau ở biên giới phía bắc hiểu rõ đối phương là người thế nào nếu không phải không còn cách nào khác chắc chắn dương thanh sẽ không để họ rời yến đô hơn nữa từ ánh mắt dương thanh họ cảm nhận được sự ái náy đến nặng nề và sự luyến tiếc không nỡ mặt mã siêu tái mét những lời vợ mình nói làm anh ta sực tỉnh lại ngay chắc chắn là xảy ra chuyện gì lớn lớn đến mức dương thanh cũng không thể giải quyết nổi hai người có tin tôi không dương thanh chợt nghiêm túc hỏi mã siêu và ngài lâm đều run lên do dự cậu thanh cậu không cần phải hỏi chúng tôi câu này đâu cậu biết rõ chúng tôi có tin cậu hay không cậu hỏi vậy là để chúng tôi phải nghe lời cậu rời khỏi yến đô này vứt bỏ để cậu phải một mình đối diện với mọi thứ ngài lâm nói mã siêu gật đầu lúc trước em luôn tin anh nhưng lần này anh có nói gì em cũng không tin nhìn thái độ kiên quyết của hai vợ chồng dương thanh đau khổ xem ra không thể lừa hai vợ chồng này rồi không giấu gì hai người tôi đắc tội với cao thủ đứng đầu của một hoàng tộc cổ xưa cao thủ siêu phàm tam cảnh thực lực bây giờ của tôi chỉ mới bước vào siêu phàm nhất cảnh dương thanh không giấu nữa nói đúng sự thật có lẽ hai người cũng biết dù là ở thần cảnh thì giữa hai cảnh giới nhỏ cũng hơn kém nhau rất nhiều huống chi là siêu phàm cảnh trên cả thần cảnh tôi là người mới bước vào siêu phàm nhất cảnh trước mặt cao thủ siêu phàm tam cảnh e là cửu tử nhất sinh tôi giết con trai của bà ta bà ta là một kẻ điên hai tiếng nữa bà ta sẽ đến Yến Đô. Nếu như để bà ta đến Yến Đô, tất cả những người có liên quan đến tôi sẽ bị bà ta giết hết. Tôi định tự đến Ninh Châu, chặn bà ta trước khi bà ta quá cảnh. Bây giờ tôi chỉ còn khoảng 50 phút nữa là phải chạy đến Ninh Châu rồi. Trong 50 phút cuối cùng này, tôi muốn gặp những người cần gặp. Dương Thanh nói xong, Mã Siêu và Ngải Lâm đều ngạc nhiên. Cuối cùng họ cũng biết lần này kẻ thù mà Dương Thanh phải đối mặt mạnh đến nhường nào. Hoàng tộc cổ xưa là gia tộc lớn mạnh hơn bốn hoàng tộc lớn, cao thủ thần cảnh nhiều như mây, cao thủ siêu phàm cảnh cũng không ít. Bây giờ, Dương Thanh lại đắc tội với cao thủ siêu phàm tam cảnh của hoàng tộc cổ xưa. "Anh Thanh, em đi với anh." Mã Siêu kiên quyết nói. Dương Thanh lắc đầu, nhìn Mã Siêu nói, "Không phải tôi khinh thường cậu mà dù cậu có bộc phát sức mạnh thần cảnh đỉnh phong đi chăng nữa, cậu cũng không thể đến gần cao thủ siêu phàm tam cảnh." nếu cậu đi với tôi thì tôi phải dồn hết sức chiến đấu hay tôi sẽ phân tâm để bảo vệ cậu cậu cũng hiểu rõ một cao thủ siêu phàm tam cảnh đến tôi còn không đấu nổi huống chi là thần cảnh trung kỳ như cậu còn hai tháng nữa là ngài lâm sinh rồi đúng không tôi chúc mừng trước nhé ngài lâm sắp làm mẹ rồi mã siêu cũng sắp làm bố rồi dương thanh bình tĩnh cười dịu dàng mã siêu và ngài lâm thì không cười nổi mã siêu siết chặt nắm đấm ánh mắt không cam tâm anh ta biết dương thanh nói đúng với thực lực bây giờ của anh ta nếu anh ta đi theo dương thanh thì không giúp được gì mà còn thành gánh nặng của dương thanh anh thanh mắt mã siêu đỏ hoe nghẹn ngào anh hứa với em là phải bình an trở về ngài lâm cũng nghẹn ngào đúng vậy cậu phải bình an trở về cậu là bố nuôi của con tôi cậu phải về đúng con em không thể không có bố nuôi được mã siêu nói được tôi hứa với hai người tôi sẽ bình an trở về dương thanh mỉm cười nét mặt kiên quyết không những là vì hai người mà còn vì con trai nuôi chưa chào đời của tôi nữa đúng không? Hoặc là con gái nuôi, cậu Thanh, cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ đi trốn, tuyệt đối không làm cậu phải lo. Ngài Lâm nói rồi kéo mã siêu xoay người đi. Họ hiểu rõ thời gian Dương Thanh ở lại Yến Đô không còn nhiều, phải gặp những người khác nữa. Họ chiếm thêm một giây của Dương Thanh thì cũng tương đương với chiếm một giây thời gian Dương Thanh ở bên vợ con. Nhìn hai vợ chồng rời đi, mắt Dương Thanh cũng ươn ướt. Nếu không phải bất đắc dĩ thì anh đâu nỡ làm như vậy. Anh Thanh, Dương Thanh vừa đến là Phùng Tiểu Uyển thấy anh ngay, sau khi Mã Siêu và Ngải Lâm đi rồi cô ấy mới làm phiền Dương Thanh. Tiểu Uyển, anh Thanh về rồi đây." Dương Thanh cười khẽ. "Anh đã hứa với thần y Phùng là phải bảo vệ Phùng Tiểu Uyển nhưng anh không biết sau này anh có thể tiếp tục bảo vệ cô ta hay không." "Em đi theo anh Siêu của em đi." Dương Thanh chỉ nói một câu. "Ban nãy lúc anh nói với Mã Siêu và Ngải Lâm" Phùng Tiểu Huyền đã đến rồi nên không cần phải giải thích nhiều. Anh đến là để gặp người thân và bạn bè lần cuối rồi mới yên tâm rời đi. Mắt Phùng Tiểu Huyền đỏ hoe, nước mắt rưng rưng, nhìn Dương Thanh chầm chầm, vẻ mặt đau lòng. Anh Thanh, anh phải bình an trở về. Một lúc lâu sau, cuối cùng Phùng Tiểu Huyền cũng lên tiếng, giọng cực kỳ nghẹn ngào. Dương Thanh rỗi tay xoa đầu Phùng Tiểu Huyền, cười nói, yên tâm đi, anh Thanh của em mạng lớn lắm, giống như con rán đánh mãi không chết chắc chắn anh sẽ về, anh đã hứa với thần y Phùng là sẽ bảo vệ em cả đời mà. Anh Thanh, em sẽ đợi anh. Phùng Tiểu Uyển lau nước mắt, vội vã lấy một chiếc bình sứ trắng ra đưa cho Dương Thanh rồi nói, anh Thanh, đây là thuốc em mới chế tạo ra, tổng cộng có 3 viên. Mỗi lần uống một viên, có thể tăng chút thực lực nhưng tác dụng phụ rất mạnh. Uống càng nhiều thì độc tố tích tụ trong cơ thể anh sẽ càng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng nền tảng võ thuật của anh. Nếu không bất đắc dĩ thì đừng uống thuốc này. Phùng Tiểu Uyển dặn dò. Dương Thanh vui vẻ và ngạc nhiên như thể nhìn thấy hy vọng. Bây giờ anh đang ở siêu phàm nhất cảnh, nếu uống ba viên liên tục, có lẽ thực lực của anh có thể tăng đến siêu phàm nhị cảnh nhỉ. Chỉ thua siêu phàm tam cảnh một bậc, nếu anh cố gắng dốc hết sức, có lẽ có thể miễn cưỡng đấu một trận đúng không? Tiểu Uyển, cảm ơn em. Dương Thanh cảm ơn. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, mắt đỏ hoe chạy đi. Nhìn bóng lưng đã rời đi của Phùng Tiểu Uyển, Dương Thanh khẽ cười dịu dàng. Anh thấy ba viên thuốc tăng cường thực lực mà Phùng Tiểu Uyển cho ba mình, lập tức tự tin hơn. Đương nhiên, cho dù anh dùng hết, thực lực có thể miễn cưỡng nâng cao được một cảnh giới đã là rất mạnh rồi. Nhưng vẫn còn chênh lệch rất lớn với Vũ Vũ Lan siêu phàm tam cảnh. Lại nói, anh có đan dược và thủ đoạn nâng cao thực lực, Vũ Vũ Lan là cao thủ hàng đầu của hoàng tộc họ Vũ, lẽ nào bà ta lại không có? Chào chủ tịch, sau khi Dương Thanh bước vào tập đoàn Nhạn Thanh, lập tức có người chào hỏi dương thanh khẽ mỉm cười gật đầu chào các anh mãi đến lúc dương thanh bước vào thang máy rời đi những nhân viên ở đại sảnh tầng một mới hoàn hồn không ngờ chủ tịch cười với tôi chủ tịch cũng cười với tôi còn chào tôi nữa chấm một đám nhân viên ở tầng thấp nhất đều hưng phấn chủ tịch lạc bân đang bận rộn thì thấy dương thanh đến ông ta lập tức đứng dậy dương thanh khẽ gật đầu ông cứ ngồi xuống nói chuyện lạc bân làm sao dám ngồi vội vàng rót nước mang tới cho dương thanh và cung kính đứng trước mặt anh dương thanh không biết phải làm sao lạc bân luôn cung kính như thế thật sự làm người ta không chịu nổi chủ tịch cậu có gì dặn dò ạ à? lạc bân nơm nớp lo sợ hỏi dương thanh mỉm cười lắc đầu ông đừng căng thẳng như vậy ông đã làm rất tốt một năm qua ông đã phải vất vả phả rồi chủ tịch tôi không hề vất vả lạc bân vội vàng trả lời đồng thời hơi nghi ngờ ông ta thấy dương thanh hôm nay vô cùng kỳ lạ sau này lại phải làm phiền ông lo cho tập đoàn nhãn thanh rồi dương thanh vừa nói dứt lời thì đứng dậy rời đi mãi đến khi anh đi rồi lạc bân mới lẩm bẩm sao mình có cảm giác chủ tịch là lạ vậy dương thanh cũng không bảo lạc bân rời đi dù sao ông ta chỉ là cấp dưới của anh chẳng lẽ vũ vũ lan còn không bỏ qua cho ông ta sao sau khi rời khỏi chỗ của lạc bân dương thanh đi tới văn phòng của tần y chủ tịch anh tới rồi Tần Y thấy Dương Thanh thì cười rất tinh nghịch nói: "Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, gọi anh rể là được rồi. Anh rể đến văn phòng của em có gì chỉ giáo vậy?" Tần Y cười hì hì nói: "Em chuẩn bị đi, anh sẽ dẫn mọi người đi du lịch." Dương Thanh vừa cười vừa nói: "Du lịch à, chúng ta đi ngay bây giờ sao?" Tần Y kinh ngạc đến ngây người. Dù sao bây giờ đang trong thời gian làm việc, sao Dương Thanh lại đột nhiên muốn đi du lịch chứ? Anh gật đầu, "Đúng vậy, ngay bây giờ." Anh nói xong lại liếc nhìn đồng hồ, vừa cười vừa nói, anh chỉ cho em 10 phút chuẩn bị, sau đó tập trung ở đại sảnh tầng 1. Nếu em đến muộn, anh sẽ không dẫn em đi nữa. Được rồi, được rồi, em sẽ thu dọn đồ ngay đây. Cho dù Tần Y rất kinh ngạc nhưng vẫn bắt đầu vội vàng thu dọn đồ. Dương Thanh mỉm cười rời đi, cuối cùng tới văn phòng của Tần Thanh Tâm. "Chồng," Tần Thanh Tâm vừa nhìn thấy Dương Thanh thì thoáng ngẩn người, sau đó vội vàng nhào vào trong lòng anh dương thanh ôm chặt lấy vợ mình đến bây giờ tần thanh tâm còn chưa biết anh đã đi đâu trong ba ngày mất tích này chồng lần sau anh rời đi phải nói với em một tiếng được không tần thanh tâm nghẹn ngào nói anh có biết ba ngày qua em chưa từng ngủ ngon vừa nhắm mắt lại đã thấy anh đầm điểm máu chồng em thật sự không thể thiếu anh được con gái cũng không thể không có anh tần thanh tâm gần như cầu xin làm dương thanh càng áy náy hơn vợ lần này là ngoài ý muốn thôi sau này gặp phải chuyện như vậy, anh chắc chắn sẽ nói trước cho em biết. Dương Thanh cười nói, được rồi, em bỏ công việc đấy, chuẩn bị đồ đi, anh sẽ dẫn mọi người đi du lịch. Du lịch à? Tần Thanh Tâm phản ứng giống Tần Y, hết sức kinh ngạc. Anh đã chuẩn bị xong máy bay tư nhân, vừa rồi cũng đã thông báo với Y Y rồi. Bây giờ chúng ta đi đón bố và Tiêu Tiêu, sau đó rời khỏi Yến Đô. Dương Thanh cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh. Chồng sao anh đột nhiên muốn đi du lịch thế tần thanh tâm nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mắt dương thanh nhưng không thấy được gì cả không biết sao cô luôn cảm giác không đúng lần này anh đi chấp hành nhiệm vụ đã tới một nơi tuyệt đẹp có núi có sông quả thật giống như cảnh tiên thoát tục lúc đó anh đã nghĩ chờ tới lúc về sẽ dẫn mọi người tới đó dương thanh vừa cười vừa nói cho nên anh vừa về đã tới tìm mọi người chỉ sợ người khác phát hiện ra tiên cảnh kia thôi anh đã căn dặn Lạc Bân rồi, mấy ngày tới ông ấy sẽ chịu trách nhiệm về tập đoàn Nhãn Thanh. Bây giờ em yên tâm rồi chứ, vậy chúng ta mau đi thôi. Dương Thanh kéo Tần Thanh Tâm ra khỏi văn phòng. Suốt đường đi, anh đều nắm chặt tay cô. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay Tần Thanh Tâm trong tập đoàn Nhãn Thanh như vậy, rất nhiều nhân viên đều kinh ngạc. Chờ đến lúc bọn họ đến đại sảnh tầng 1 thì thấy Tần Y đã chờ sẵn. Trong lúc xuống đây, Tần Y đã nóng lòng gọi điện thoại cho Tần Đại Dũng, bảo ông ấy lập tức qua trường mầm non gặp mặt. Lúc bọn họ đến trường mầm non thì Tần Đại Dũng cũng đã đến. Bọn họ đón Tiêu Tiêu, sau đó 5 người một nhà đi về phía sân bay quốc tế Yến Đô. Trên đường đi, trong xe đều là tiếng nói cười của Tần Y và Tiêu Tiêu, bầu không khí rất hài hòa. Dương Thanh cũng thỉnh thoảng nói vài câu, chỉ có Tần Thanh Tâm luôn hoang mang vì có dự cảm xấu. 3 giờ 27 phút chiều, cả nhà 5 người cuối cùng đã tới sân bay quốc tế Yến Đô mà lúc này chỉ còn một giờ nữa là chuyến bay của Vũ Vũ Lan sẽ bay tới Ninh Châu. Từ Yến Đô đến Ninh Châu chỉ mất 45 phút, nói cách khác Dương Thanh còn có 15 phút cuối cùng có thể đoàn tụ với người nhà. Dương Thanh, chỗ con nói thật sự đẹp như vậy sao? Tần Đại Dũng mỉm cười hỏi. Dương Thanh gật đầu, đúng là rất đẹp đấy bố. Chỗ đó có núi có sông, còn có thảo nguyên và rừng rậm, trên thảo nguyên đều là ngựa, dê, bò, nước trong núi xanh, quả thật chính là cảnh tiên nơi trần thế con cạn vốn từ nên không thể nào diễn tả hết được vẻ đẹp của nó. Bây giờ chúng ta bay, qua tới đó đúng lúc chập tối, nói không chừng còn có thể ngắm mặt trời lặn nữa. Chờ tới tối, chúng ta sẽ dựng lều vải trên thảo nguyên và đốt lửa trại, có thể hát hò nhảy múa quanh đống lửa. Muộn một chút lại có thể nằm trên thảo nguyên, ngẩng đầu nhìn ngắm sao trên bầu trời, biết đâu còn có thể thấy sao băng. Dương Thanh vừa cười vừa nói. Tần Đại Dũng và Tần Y đều hưng phấn, dường như nóng lòng đi tới nơi mà Dương Thanh đã nói. Cậu Thanh, đúng lúc này, đoàn vô nhai dẫn theo độc du và đoàn ngữ yên đi tới. Đúng rồi, con suýt quên nói cho mọi người biết, mấy người này là bạn con, bọn họ cũng sẽ đi cùng chúng ta. Dương Thanh cười nói, sau đó vội vàng giới thiệu cho bọn họ làm quen với nhau. Thời gian tốt đẹp thường trôi qua rất nhanh. Dường như chỉ chớp mắt đã hết 10 phút, Dương Thanh cũng chỉ còn lại 5 phút để lên máy bay đi thôi, chúng ta lên máy bay thôi. Không ai biết sau khi Dương Thanh vào phòng nghỉ trong cùng đã theo cửa sau xuống khỏi máy bay. Ú, ú ú Dương Thanh vừa xuống máy bay thì tiếng động cơ máy bay vang lên. Ngay sau đó, chiếc máy bay bắt đầu di chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng bay lên không chung. Dương Thanh nhìn máy bay dần biến mất, hai mắt chợt ướt. Anh Thanh, đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên. Dương Thanh xoay người lại, nhìn thấy mã siêu dẫn theo ngải lâm đi tới phùng tiểu huyền cũng có mặt ở đó mấy người đều đỏ mắt nhìn dương thanh anh cong môi khẽ cười lần lượt nhìn ba người rồi xoay người đi nhanh về phía trước ba người nhìn dương thanh bước từng bước rời đi lại thấy anh đột nhiên vung cánh tay lên và nói với mấy người mà không hề quay lại anh đi đấy anh thanh bọn em chờ anh về mã siêu hét lớn một tiếng dương thanh không trả lời bước nhanh hơn và leo lên một chiếc máy bay tư nhân khác bây giờ thời gian cấp bách anh phải chạy tới ninh châu với tốc độ nhanh nhất chồng cậu thanh chắc chắn sẽ bình an trở về đúng không ngài lâm nắm lấy tay mã siêu giọng hơi nghẹn ngào nói mã siêu nắm chặt tay vợ và nói với giọng điệu vô cùng kiên định anh ấy chắc chắn sẽ về ầm 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 chiếc máy bay tư nhân mà dương thanh đang ngồi đã lao lên không trung nhanh chóng biến mất khỏi bầu trời yến đô mỗi người đều âm thầm cầu khẩn hy vọng anh có thể bình yên trở về chúng ta cũng nên rời khỏi Yến Đô thôi. Mã siêu liếc nhìn Ngài Lâm và Phùng Tiểu Uyển nói. Được, hai cô đáp, sau đó rời đi cùng anh ta. Bọn họ không biết lần này mình đi tới bao giờ mới có thể trở về nhưng chắc chắn sẽ luôn chờ đợi, cho tới khi biết Dương Thanh quay về, bất kể phải chờ bao lâu. Cùng lúc đó, trong hoàng phủ của hoàng tộc họ đoàn. Phụ hoàng, chắc phố Vũ, Vũ Lan sẽ đến Ninh Châu trong 40 phút nữa đoàn vô hằng nhìn về phía đoàn hoàng đang ngồi trên ngai vàng và nói từ sau khi đoàn hoàng nói cho đoàn vô nhai biết tung tích của vũ vũ lan lão ta vẫn ngồi trên ngai vàng với vẻ bất an cho đến lúc đoàn vô hằng nói chuyện đoàn hoàng mới có phản ứng lão ta đứng dậy đi tới ngoài điện đoàn hoàng và đứng chắp tay nhìn về phía ninh châu ta cũng không biết mình làm vậy rốt cuộc là tốt hay xấu đoàn hoàng đột nhiên nói với vẻ phức tạp dù sao Vũ Vũ Lan cũng là người phụ nữ mà lão ta yêu suốt cả cuộc đời, cho dù bây giờ hai người đã xa nhau 40 năm nhưng lão ta vẫn yêu Vũ Vũ Lan như ngày nào. Đồng thời hôm nay gặp được Vũ Vũ Lan, Đoàn Hoàng có thể cảm giác được bà ta vẫn còn tình cảm với mình. Nếu không, bà ta sẽ không nhẹ tay như vậy, chắc chắn bà ta sẽ san bằng hoàng tộc họ Đoàn. Vũ Vũ Lan rất mạnh nhưng lão ta lại có một dự cảm xấu, vì không điều tra ra được gia thế của Dương Thanh nên lão ta mới thấy lo lắng nếu đúng như lão ta suy đoán dương thanh xuất thân từ gia tộc cổ võ với tài năng võ thuật của anh tất nhiên sẽ có cao thủ siêu phàm cảnh âm thầm bảo vệ để tránh cho dương thanh phát hiện ra thực lực của đối phương chỉ có thể cao hơn anh bản thân dương thanh đã là cao thủ siêu phàm nhất cảnh nếu có người âm thầm bảo vệ mà không để cho anh phát hiện vậy thực lực sẽ mạnh tới mức nào một khi vũ vũ lan muốn giết dương thanh tất nhiên sẽ khiến cho siêu cao thủ ẩn nấp trong bóng tối phải ra mặt lão ta nói cho dương thanh biết tung tích của vũ vũ lan nếu có cao thủ gia tộc cổ võ giết vũ vũ lan vậy tương đương với lão ta là kẻ gây họa nghĩ đến đây đoàn hoàng càng thấy hổ thẹn hơn phụ hoàng đừng lo lắng dương thanh hay vũ vũ lan đều rất mạnh muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng gì đâu đoàn vô hằng an ủi đoàn hoàng không nói gì nhưng trong đôi mắt vẫn vô cùng lo lắng trong lúc đoàn hoàng đang lo lắng đoàn vô nhai ở trên máy bay tư nhân cũng rất lo lắng trên đường đi, Tần Y và Tiêu Tiêu đều vô cùng kích động, trên máy bay luôn vang lên tiếng nói cười, chỉ có Tần Thanh Tâm vẫn bất an, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng nghỉ trong cùng. Chị Tâm, chị muốn ăn gì không? Đoàn ngữ yên mỉm cười nhìn về phía Tần Thanh Tâm hỏi. Tần Thanh Tâm khẽ lắc đầu, chị ăn không vào, cảm ơn. Thanh Tâm, chắc cháu mới ngồi máy bay tư nhân lần đầu nhỉ. Có phải cháu thấy hơi căng thẳng không? Đoàn vô nhai cũng nói, thật ra lần đầu chú ngồi máy bay tư nhân cũng thấy không quen nhưng nghĩ lại thì chẳng khác với máy bay chở khách bình thường, điểm khác biệt duy nhất là máy bay tư nhân càng rộng hơn, sang trọng hơn thôi. Ông ta sợ rằng Tần Thanh Tâm đột nhiên chạy vào phòng nghỉ tìm Dương Thanh nên chủ động tìm đề tài nói chuyện với cô. Tần Thanh Tâm cười gượng, trông vẫn có vẻ tâm sự nặng nề. Mẹ, sao bố không chơi với Tiêu Tiêu? Tiêu Tiêu chợt hỏi, còn lướt nhìn về phía phòng nghỉ. Giờ phút này, mặt hai người đoàn vô nhai và đoàn ngữ yên đều biến sắc và căng thẳng tần thanh tâm hơi do dự từ sau khi lên chiếc máy bay này cô vẫn thấy bất an luôn cảm giác như dương thanh giấu mình chuyện gì đó đặc biệt là trước khi máy bay cất cánh lúc dương thanh nói muốn đi nghỉ còn nhìn cô và tiêu tiêu với ánh mắt vô cùng lưu luyến bây giờ nghe con gái nói vậy cô dường như tìm được lý do để mình đến làm phiền dương thanh nghỉ ngơi vậy chúng ta đi tìm bố được không tần thanh tâm nói được trên gương mặt nhỏ nhắn tiêu tiêu vô cùng vui mừng cô bé đã mấy ngày không gặp bố giờ khó lắm mới gặp được chỉ muốn bố chơi với mình chị tâm đoàn ngữ yên vội vàng kéo tay tần thanh tâm tần thanh tâm thoáng ngây người nhìn đoàn ngữ yên với vẻ nghi ngờ ngữ yên em làm gì vậy chị tâm mấy ngày nay anh thanh đã quá mệt mỏi rồi chị để cho anh ấy được nghỉ ngơi thêm một lát đi đoàn ngữ yên cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh cô ấy không hay lừa người đây là lần đầu tiên nên vẻ mặt không được tự nhiên. Đặc biệt là khi Tần Thanh Tâm cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, khiến cô ấy có cảm giác như bị nhìn thấu. Thanh Tâm, Ngư Yên nói đúng đấy. Dương Thanh quá mệt rồi, còn để cho nó nghỉ ngơi thêm một lát. Chờ tới lúc xuống máy bay, chúng ta lại đánh thức nó sau. Tần Đại Dũng cũng nói. Tần Y cười xấu, nói với Tần Thanh Tâm, chị, em thấy chị vẫn luôn có vẻ tâm sự nặng nề, Thật ra là chị không gặp anh rể mấy ngày nên nhớ anh ấy chứ gì." Tần Thanh Tâm lập tức đỏ mặt, liếc nhìn về phía phòng nghỉ. Đoàn Vô Nhai và Đoàn Ngư Yên biết rõ chân tướng đều căng thẳng nhìn Tần Thanh Tâm. Nếu cô cứ kiên trì muốn đi tìm Dương Thanh, vậy bọn họ phải làm thế nào? Ngư Yên, hình như em rất sợ chị tới phòng nghỉ tìm Dương Thanh." Tần Thanh Tâm đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Đoàn Ngư Yên. Đoàn Vô Nhai thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tần Thanh Tâm, thầm nghĩ không xong rồi đoàn ngữ yên mới nói dối lần đầu tiên, sao có thể chịu được khi tần thanh tâm cứ nhìn chầm chầm như vậy. Cô ấy nhất thời hoảng loạn, ánh mắt né tránh. Tiêu tiêu, chúng ta đi tìm bố. Tần thanh tâm càng thấy bất an hơn, kéo tiêu tiêu đi về phía phòng nghỉ. Thanh tâm, cháu không được vào đó. Đoàn vô nhai nhanh nhẹn chắn trước cửa phòng nghỉ, nói với vẻ kiên định. Dương Thanh đã giao nhiệm vụ bảo vệ người nhà cho ông ta, bây giờ vẫn chưa tới nơi, nếu Tần Thanh Tâm biết Dương Thanh không ở trên máy bay, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ông ta là người si tình, cũng biết tình cảm giữa Tần Thanh Tâm và Dương Thanh sâu sắc đến mức nào. Một khi Tần Thanh Tâm mất kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chú đoàn, xin chú tránh ra, nỗi bất an trong lòng Tần Thanh Tâm ngày càng mãnh liệt. Đoàn ngữ yên không dám nhìn thẳng vào mắt cô, bây giờ đoàn vô nhai cũng định ngăn cô vào phòng nghỉ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không hay rồi. Lúc này, Tần Đại Dũng và Tần Y cũng nhận ra sự khác thường. "Rất xin lỗi, nếu không có mệnh lệnh từ cậu Thanh, chú sẽ không cho bất cứ ai bước vào phòng nghỉ." Đoàn Vô Nhai đứng ở cửa ra vào, kiên định nói. "Chú Đoàn, chú nói cho cháu biết, có phải anh ấy không còn ở trong đó nữa không?" Mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, giọng cũng hơi nghẹn ngào. Đoàn Vô Nhai thầm giật mình, cô gái này đã phát hiện rồi ư? "Thanh Tâm, cháu nói gì thế?" Đoàn Vô Nhai giả vờ ngờ vực chúng ta đã tận mắt thấy cậu thanh đi nghỉ ngơi sao cậu ấy lại không ở trong đó được vừa nãy đoàn ngữ yên suýt để lộ chuyện nên bây giờ không dám nói tiếp nữa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tràn ngập vẻ tự trách và ái náy thanh tâm con sao vậy tần đại dũng bước đến bên tần thanh tâm hỏi với vẻ khó hiểu tần y cũng kéo tay tần thanh tâm nói với vẻ lo âu chị chị nói thế là sao chứ chẳng phải anh rể đã vào đó nghỉ ngơi ư mắt tần thanh tâm đỏ hoe chỉ có linh cảm dương thanh không còn ở trong đó nữa rồi sao có thể chứ lúc này tần đại dũng cũng cảm thấy tần thanh tâm đang gây chuyện ông ấy mỉm cười con thấy dương thanh mệt quá nên không yên tâm ư tần thanh tâm nhìn về phía đoàn vô nhai nói với vẻ cầu khẩn chú đoàn xem như cháu xin chú cho cháu vào đó xem sao được không nếu anh ấy ở trong đó cháu sẽ lặng lẽ rời đi chứ không quấy dày cháu chỉ muốn xác nhận anh ấy vẫn ở trên máy bay mà thôi thấy Tần Thanh Tâm như thế, Đoàn Vô Nhai sợ hết hồn, vội nói: "Thanh Tâm, cháu nói quá rồi. Không phải chú không cho cháu vào, mà cậu Thanh đã có lệnh không cho phép bất cứ ai vào trong, chú chỉ làm theo mà thôi, hy vọng cháu hiểu cho chú nhé." Ông ta chỉ có thể nói vậy. Ngay cả Tần Y cũng cảm thấy khác thường, bèn nhìn về phía Đoàn Vô Nhai: "Chú Đoàn, chị cháu chỉ muốn vào xem thôi cũng không được ạ?" À. Chẳng lẽ ngay cả người làm vợ như chị ấy cũng không có tư cách nhìn anh ấy một cái ư? đoàn vô nhai vẫn kiên định như cũ lắc đầu rất xin lỗi nhìn dám vẻ gần như vô tình của đoàn vô nhai tần thanh tâm bỗng thấy hơi tuyệt vọng tránh ra tần y không thể chịu nổi nữa tức giận quát lên với đoàn vô nhai chú tránh ra cho cháu đoàn vô nhai vẫn thờ ơ như một tòa tháp sắt cho dù tần y đẩy kiểu gì thì cũng không di chuyển anh rể tần y bỗng hô lớn anh rể rốt cuộc anh đang làm gì tại sao không cho bọn em vào chứ anh rể anh có nghe thấy không nếu anh nghe thấy thì mau ra ngoài đi thấy tần y hét lớn như thế đoàn vô nhai vô cùng ngạc nhiên tuy ông ta đang chặn cửa phòng nghỉ nhưng không thể ngăn tần y hét nhưng cho dù tần y gọi thế nào thì trong phòng vẫn im ri nước mắt tần thanh tâm lập tức rơi lã chã dương thanh rốt cuộc anh đang ở đâu tần y cũng có vẻ ngơ ngác anh rể không ở trong đó thật à cô ta gọi bao nhiêu câu như thế mà dương thanh vẫn không trả lời tức là dương thanh không hề ở đây tần đại dũng cũng ngơ ngác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế chẳng phải dương thanh đã lên máy bay với chúng ta ư rõ ràng bố thấy nó vào phòng nghỉ mà nhìn đám người đang bi thương đoàn vô nhai cắn răng mắt đỏ hoe chợt nói đúng là cậu thanh không ở trên máy bay dương thanh tần thanh tâm khóc lóc gọi rồi lao thẳng vào phòng nghỉ nhưng phòng nghỉ trống không làm gì còn bóng dáng của dương thanh nữa tần y và tần đại dũng cũng vội chạy vào đều sững sờ chú đoàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, Dương Thanh đâu rồi? Xin chú nói cho cháu biết, được không? Tần Thanh Tâm không thấy Dương Thanh đâu, sắp phát điên đến nơi rồi. Cô kích động nói lớn. Cậu ấy đi rồi, đoàn vô nhai im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Đi, anh ấy đi đâu, tại sao phải đi chứ? Tần Thanh Tâm kích động hét lớn, rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Chú mau nói cho cháu biết, rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Chú đoàn, cháu xin chú, cháu lại chú, chú nói cho cháu biết rốt cuộc anh ấy đi đâu được không xin chú nói cho cháu biết được không tần thanh tâm nói rồi định quỳ xuống thanh tâm đừng làm thế đoàn vô nhai vội kéo tần thanh tâm dậy thấy tần thanh tâm kích động như thế ông ta cũng không vui vẻ gì cho cam chú mau nói đi rốt cuộc anh rể cháu đi đâu rồi tần y cũng hoảng hốt chất vấn đoàn vô nhai cậu thanh đắc tội với một nhân vật lớn rất lợi hại ngay cả cậu ấy cũng không nắm chắc rằng sẽ thắng thế nên cậu ấy mới cử chú đi bảo vệ mọi người suốt cuộc đoàn vô nhai cũng mở miệng nghiêm nghị nói nếu cậu ấy ở với mọi người thì chỉ làm liên lụy tới mọi người mà thôi thế nên cậu ấy đã rời khỏi yến đô đến một nơi không ai tìm thấy rồi sau khi nguy cơ này qua đi cậu ấy sẽ về tìm mọi người đoàn vô nhai nói nửa thật nửa giả nếu nói cho đám tần thanh tâm biết chuyện lần này dương thanh đang lành ít giữ nhiều chắc chắn họ sẽ không chấp nhận nổi nhưng dù vậy Tần Thanh Tâm vẫn không thể chấp nhận. Dương Thanh, đồ khốn, anh đã nói cả đời này anh sẽ không rời khỏi em và con cơ mà, anh lừa em, anh lừa em. Sau khi nghe thấy đoàn vô nhai nói thế, người Tần Thanh Tâm mềm nhún, gào khóc. Trong mắt cô, Dương Thanh chính là anh hùng vạn năng, không có phiền phức nào mà anh không giải quyết được. Nhưng bây giờ, Dương Thanh đã lừa họ rời khỏi Yến Đô, tức là kẻ địch lần này rất mạnh. Cùng lúc đó, chiếc máy bay tư nhân mà Dương Thanh đang ngồi chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế ở Ninh Châu. Còn 5 phút, sau khi xuống máy bay, Dương Thanh nhìn đồng hồ, 5 phút nữa chuyến bay quốc tế mà Vũ Vũ Lan ngồi sẽ đến. Đúng 5 phút sau, tiếng ù ù vang lên, một chiếc máy bay hành khách đáp xuống. Cùng lúc đó, khí thế đáng sợ cũng bùng nổ từ người Dương Thanh. Anh đến Ninh Châu là để ngăn cản Vũ Vũ Lan, một khi anh phóng khí thế ra, chắc chắn Vũ Vũ Lan sẽ cảm nhận được. Quả nhiên ngay sau đó, một luồng khí thế đáng sợ hơn lập tức lao ra khỏi máy bay hành khách rồi khóa chặt lấy Dương Thanh. 5 phút sau, ở đỉnh Ninh Sơn, hai bóng người đang đứng đối diện nhau. "Chính cậu đã giết con trai tôi à?" Vũ Vũ Lan nhìn Dương Thanh với nét mặt dữ tợn. Bà ta đã biết người giết đoàn vô viêm chính là một cao thủ siêu phàm cảnh mới 28 tuổi, tuy Dương Thanh chưa nói mình là ai, nhưng khí thế của anh đã đạt đến siêu phàm nhất cảnh rồi do đó bà ta dễ dàng đoán được thân phận của dương thanh đoàn vô viêm đáng chết dương thanh bình tĩnh nói xem như đang trả lời vũ vũ lan cậu chán sống rồi vũ vũ lan nổi giận khí thế đáng sợ lập tức bùng nổ từ người bà ta bao trùm lấy dương thanh ngay cả người mạnh như dương thanh cũng cảm nhận được áp lực cực lớn vai anh nặng trĩu như bị núi đè đây chính là sự áp đảo tuyệt đối về thực lực trong võ thuật khí thế của người có cảnh giới cao hơn sẽ mang lại áp lực khổng lồ cho người ở cảnh giới thấp. Dầm, tảng đá dưới chân vũ vũ lan bỗng vỡ tan. Tên nhãi kia, tôi không giết loại vô danh tiểu tốt, hãy nói cho tôi biết, rốt của cậu là ai. Vũ vũ lan nhìn Dương Thanh với vẻ mặt dữ tợn, tức giận chất vấn. Tuy bà ta rất muốn giết Dương Thanh, nhưng cũng hiểu chắc chắn cao thủ siêu phàm nhất cảnh trẻ như vậy sẽ có lai lịch khó lường. Nếu việc giết Dương Thanh sẽ mang đến tài ương cho hoàng tộc họ Vũ, có lẽ bà ta có thể tạm thời buông bỏ thù hận. Dương Thanh có vẻ cay đắng, đương nhiên anh biết Vũ Vũ Lan hỏi về thân phận của anh vì bà ta đang kiêng rè. Nhưng anh cũng không biết mình có bối cảnh khó lường gì nữa. Bà chưa có tư cách biết tôi là ai đâu. Dương Thanh lạnh lùng nói. Không ngờ bây giờ anh lại lưu lạc đến mức phải cáo mượn oai hùng. Chỉ cần cho anh thêm một khoảng thời gian, chắc chắn thực lực của anh sẽ tăng lên cho dù anh chỉ đột phá đến siêu phàm nhị cảnh thì cũng không cần bị động như bây giờ nữa. Tôi cũng đang muốn xem xem tại sao tôi lại chưa đủ tư cách để biết thân phận của cậu đây. Vũ Vũ Lan tức giận quát, hơi nhích chân, lập tức biến mất. Dương Thanh vẫn luôn cảnh giác, đúng lúc Vũ Vũ Lan di chuyển, anh cũng hành động theo. Dầm, nhưng anh vừa nhúc nhích thì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể ngăn cản đập thẳng vào ngực mình. Sau tiếng động vang rền, người Dương Thanh đập mạnh vào một tảng đá dưới sự va chạm mãnh liệt này, tảng đá cao khoảng 2 mét kia lập tức chia 5 xẻ bảy Phụt, Dương Thanh hộc máu, sắc mặt tái mét. Anh cứ tưởng, cho dù mình không thắng nổi thì vẫn có thể miễn cưỡng đỡ mấy chiêu của Vũ Vũ Lan, nào ngờ ngay cả một chiêu anh cũng không tiếp được. Hừ, Vũ Vũ Lan hừ lạnh, khinh thường nhìn Dương Thanh, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nói cho tôi biết đi, rốt của cậu là ai thế? Vũ Vũ Lan dẫm lên ngực Dương Thanh, nghiêm nghị hỏi cú dẫm này của bà ta như đá tảng nặng nghìn cân khiến dương thanh không sao thở nổi bà bà không có tư cách biết mắt dương thanh đỏ ngầu anh căm tức nhìn vũ vũ lan nói một cách khó khăn dầm anh vừa dứt lời vũ vũ lan lại đá bay anh vết thương của anh ngày càng nặng anh cảm nhận được hình như nội tạng của anh đã bị lệch đi rồi cảm giác này đúng là khó chịu gần chết một bình xứ trắng bỗng xuất hiện trong tay anh đây là thuốc mà phùng tiểu Uyển cho anh nếu chưa đến lúc bất đắc dĩ thì không được dùng. Trong bình chỉ có 3 viên thuốc, sẽ giúp thực lực của anh tăng mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng lớn vô cùng. Bây giờ anh không thể chống lại cao thủ siêu phàm tam cảnh Vũ Vũ Lan, chắc cũng được coi là tình huống bất đắc dĩ rồi chứ. Dương Thanh mỉm cười cay đắng, lập tức dốc cả 3 viên thuốc vào miệng. Thuốc vừa vào miệng đã tan ngay, mùi thuốc rất nồng tràn ngập trong miệng anh. Thịt thịt thịt, ngay sau đó tim anh bỗng đập rất nhanh thậm chí anh còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa có lẽ nhịp tim của anh phải nhanh gấp đôi lúc bình thường theo sự tăng dần của nhịp tim dương thanh cảm nhận được máu trong người mình đang sôi trào các tế bào của cơ thể đang hấp thu dược hiệu vô cùng mạnh mẽ không những thế một luồng sức mạnh đáng sợ đang lan ra khắp người anh anh thấy toàn thân mình tràn ngập sức mạnh ừm Đương nhiên Vũ Vũ Lan cũng phát hiện sự biến đổi của Dương Thanh, lập tức nhíu mày, sắc mặt hơi nghiêm nghị. Đương nhiên bà ta có thể cảm nhận rõ, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, thực lực của Dương Thanh đã tăng từ siêu phàm nhất cảnh lên đến siêu phàm nhị cảnh rồi. Ngay cả thiên tài số một của hoàng tộc họ Vũ như bà ta cũng chỉ mới nghe về loại thuốc giúp tăng một cảnh giới ở siêu phàm cảnh, chứ chưa bao giờ được dùng. Nghe nói chỉ đại sư luyện đan của gia tộc cổ võ mới sản xuất được loại thuốc này. Bây giờ, dương thanh lại có loại thuốc với dược hiệu mạnh mẽ như thế chẳng lẽ anh đến từ gia tộc cổ võ ư nếu đúng thế thật thì hơi phiền sắc mặt vũ vũ lan vô cùng khó coi một bên là việc báo thù rửa hận cho con một bên là an nguy của hoàng tộc họ vũ nếu dương thanh là người của gia tộc cổ võ thật một khi anh chết dưới tay bà ta hoàng tộc họ vũ sẽ gặp phải tai ương rất lớn sốt của cậu là ai vũ vũ lan nghiến răng nghiến lợi cho dù bà hỏi thêm 10.000 lần nữa thì câu trả lời cũng chỉ có một, bà chưa có tư cách biết đâu. Ý chí chiến đấu của Dương Thanh lập tức sôi trào. Tuy thực lực của anh đã tăng mạnh, nhưng anh cũng hiểu, nếu muốn đánh bại Vũ Vũ Lan thì còn thiếu nhiều lắm. Dầm! Tảng đá dưới chân anh lập tức vỡ nát, anh lao tới chỗ Vũ Vũ Lan. Lần này, anh chủ động tấn công. Dầm dầm dầm! Hai người lập tức lao vào nhau, sức mạnh khủng khiếp khiến đá tảng dưới chân họ vỡ vụn. Vũ Vũ Lan vẫn chưa đánh hết sức, rõ ràng đang kiêng rẻ thân phận của Dương Thanh. Dương Thanh mừng thầm, xem ra hành động cáo mượn oai hùng của anh đã dọa được Vũ Vũ Lan, chỉ cần anh sống sót, đến lần gặp mặt sau, chắc chắn anh sẽ không thua Vũ Vũ Lan nữa. Anh thầm thề trong lòng. Khốn kiếp, cậu chán sống rồi. Vũ Vũ Lan bỗng tức giận quát, đập vào ngực Dương Thanh. Không có gì bất ngờ, Dương Thanh lại bay ra xa nếu cậu không nói cho tôi biết cậu là ai tôi đành giết cậu vậy lần này vũ vũ lan thực sự sợ hãi bà ta có thể cảm nhận được dương thanh thật sự muốn giết mình lần đầu tiên bà ta cảm thấy hối hận bây giờ bà ta đã là cao thủ siêu phàm tam cảnh trên đời này không có ai là đối thủ của bà ta có thể nói với thực lực của bà ta bây giờ bà ta có thể sở hữu mọi thứ mà mình muốn còn nếu bà ta chết thì sẽ mất trắng ngay dương thanh đừng giết tôi bà ta tuyệt vọng nhắm nghiền mắt hét lớn rầm tiếng va chạm trầm đục vang lên nhưng vũ vũ lan đã chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy đau đớn bà ta chậm rãi mở mắt thấy dương thanh đấm mạnh xuống đất mắt đỏ ngầu nắm đấm của dương thanh chỉ cách đầu bà ta vài phân có thể thấy nếu vừa rồi dương thanh đấm trúng đầu bà ta giờ bà ta đã chết rồi khí thế điên cuồng vẫn lan ra từ người dương thanh lúc này trông anh như ác ma đến từ địa ngục Khiến Vũ Vũ Lan sợ tới mức run lẩy bẩy. "Cút, cút về hoàng tộc họ Vũ đi." Dương Thanh gào thét, "Nếu bà dám đến trêu vào tôi lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho bà." "Được rồi, tôi cút, tôi cút ngay đây." Vũ Vũ Lan vội vàng rời đi. Lúc này, bà ta chỉ muốn sống chứ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Rốt cuộc Vũ Vũ Lan cũng rời đi, nhưng Dương Thanh vẫn không đỡ hơn, những suy nghĩ điên cuồng như muốn thay thế trí nhớ của anh, biến anh thành cỗ máy chỉ biết giết người anh cố gắng chịu đựng định dần những suy nghĩ đó xuống khi chưa bước vào siêu phàm cảnh anh đã rất khó kìm nén trạng thái điên cuồng này huống hồ bây giờ anh đã đạt đến siêu phàm cảnh thực lực càng mạnh thì càng khó kiểm soát những suy nghĩ điên cuồng trong đầu hơn dương thanh cảm thấy nội tạng mình như bị sức mạnh hung bạo này xé rách khiến anh đau đến mức không muốn sống nữa gào anh lại nổi giận gầm lên mái tóc trắng bay phấp phới theo gió rầm dầm dầm anh điên cuồng tấn công những tảng đá muốn chút hết những suy nghĩ điên cuồng ra ngoài trước đó ở võ qué nhiến đô vương chiến phải dùng liều thuốc siêu phàm tăng thực lực lên ngang với dương thanh rồi chiến đấu với anh thì mới khiến những suy nghĩ điên cuồng trong đầu anh biến mất nhưng sau đó vương chiến không chịu nổi tác dụng phụ nên đã qua đời đây là nỗi đau trong lòng dương thanh bây giờ anh lại rơi vào trạng thái điên cuồng ai sẽ giúp anh chút những suy nghĩ đó ra ngoài chứ dương thanh chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng lúc Dương Thanh sắp không chịu nổi nữa, một giọng nói trêu tức bỗng vang lên. Dương Thanh lập tức nhìn về phía đối phương, khi trông thấy Black Doctor, nét mặt anh càng thêm dữ tợn. Là ông, Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập sát khí. Bên cạnh Black Doctor còn có một bóng người quen thuộc, đó chính là Hoa Anh Kiệt hội trưởng của Hiệp hội Võ Thuật. Nhưng lúc này, mắt Hoa Anh Kiệt trống rỗng, lão ta ngơ ngác đứng cạnh Black Doctor, đờ đẫn nhìn Dương Thanh trông chẳng khác gì người chết. Không những thế, trên người Hoa Anh Kiệt không có chút hơi thở võ thuật nào, nhưng Dương Thanh vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, cũng như Black Doctor, tuy trông ông ta rất bình thường, không hề có thực lực gì, nhưng Dương Thanh vẫn cảm nhận được ông ta rất nguy hiểm. Dương Thanh, có phải bây giờ cậu đang vô cùng tức giận, rất muốn giết tôi không? Black Doctor cười híp mắt. Nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, nhưng cậu cũng biết mình không có bất cứ hy vọng nào trong việc giết tôi nhỉ. Tôi có thể nói rõ cho cậu biết, tuy tôi không phải người học võ, cũng không có thực lực võ thuật, nhưng tôi có thể phát huy sức chiến đấu ngang với siêu phàm ngũ cảnh. Với thực lực của cậu hôm nay, cậu vốn không thể giết nổi tôi. Dương Thanh nhìn chằm chằm vào Black Doctor bằng đôi mắt đỏ ngầu, đằng đằng sát khí. Chỗ tôi vẫn còn một liều thuốc hoàn mỹ phiên bản cải tiến, cũng có thể gọi là liều thuốc siêu hoàn mỹ dược hiệu của nó mạnh hơn liều thuốc hoàn mỹ mà cậu đã dùng nhiều. Black Doctor cười ha hả, với cảnh giới võ thuật của cậu bây giờ, nếu dùng liều thuốc siêu hoàn mỹ, chắc chắn cậu sẽ phát huy được thực lực ngang với siêu phàm ngũ cảnh. Cậu muốn thử không? Black Doctor nói rồi lấy một lọ thuốc bằng thủy tinh ra, rõ ràng đó chính là liều thuốc siêu hoàn mỹ mà ông ta vừa nhắc tới. Cốt, Dương Thanh giận dữ quát. Chính liều thuốc hoàn mỹ đã khiến anh thành ra thế này, mỗi khi điên cuồng thì đúng là người không ra người, Quỷ không ra quỷ. Bây giờ anh đang sắp mất lý trí, nếu dùng thêm liều thuốc siêu hoàn mỹ nữa, Dương Thanh gần như có thể khẳng định anh sẽ mất lý trí ngay. Ha ha, cậu là vật thí nghiệm của tôi mà lại bảo tôi cút, đúng là không ngoan chút nào. Black Doctor cười híp mắt, lập tức rót thuốc vào ống tiêm rồi bước về phía Dương Thanh, vừa đi vừa nói, từ ngày cậu trở thành vật thí nghiệm của tôi, cậu không còn quyền từ chối yêu cầu của tôi nữa rồi. Nếu cậu không muốn chủ động dùng thì tôi đành phải ra tay thôi nghe thấy black doctor nói thế nét mặt dương thanh càng dữ tợn hơn anh nhìn chằm chằm vào black doctor đang đến gần mình ông chán sống rồi dương thanh chợt quát rồi lao đến gần như trong chớp mắt anh đã đến trước mặt black doctor rồi tung một đòn toàn lực của cao thủ siêu phàm tam cảnh dầm anh đấm trúng ngực black doctor nhưng điều khiến anh khiếp sợ chính là trước đòn tấn công mạnh mẽ như thế black doctor chỉ dùng mình một cái mà thôi thậm chí còn không lui về sau bước nào Black Doctor mỉm cười tôi đã nói cậu không giết nổi tôi mà sao có thể chứ trong đôi mắt đỏ ngầu của dương thanh tràn ngập vẻ không dám tin có lẽ ngay cả cao thủ siêu phàm tam cảnh thực thụ cũng không đỡ nổi cú đấm vừa rồi nhưng Black Doctor lại làm được điều đó anh có ảo giác như mình vừa đấm vào miếng bọt biển chứ không phải tấn công lên cơ thể người không có chuyện gì là không thể Black Doctor mỉm cười bất chợt tóm lấy tay dương thanh đúng là rất kỳ lạ Rõ ràng ông ta chỉ là người bình thường, nhưng Dương Thanh lại không thể ngăn cản nổi cánh tay yếu ớt của ông ta, chỉ có thể để ông ta giữ tay mình. "Phập, anh bỗng thấy đau ở tay, Black Doctor đã tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ cho anh." Quá trình tiêm kết thúc trong nháy mắt. Xong rồi, thậm chí Dương Thanh còn chưa kịp phản ứng, Black Doctor đã tiêm hết liều thuốc siêu hoàn mỹ cho anh. Ban đầu Dương Thanh không cảm nhận được gì, nhưng ngay sau đó, một cơn đau dữ dội bắt đầu lan ra khắp người anh từ cánh tay không những thế xung quanh vết tiêm từng mạch máu màu đỏ bắt đầu xuất hiện rồi lan ra khắp người trong chớp mắt khắp người dương thanh toàn mạch máu trông như những hình xăm a à, dương thanh bất chợt hét lên đau đớn ầm ầm vào giây phút này cả đỉnh núi như rung chuyển từng khe nứt xuất hiện dưới chân dương thanh rồi lan ra xung quanh black doctor mỉm cười nhìn dương thanh bằng ánh mắt kích động có vẻ ông ta đã coi dương thanh là vật thí nghiệm của mình thật Kết quả thí nghiệm sắp xuất hiện rồi. A, à, Dương Thanh siết chặt nắm tay, ngửa mặt hét dài, trong lúc nhất thời, khí thế đáng sợ bùng nổ từ người anh đã bao phủ cả Ninh Châu. Vũ Vũ Lan vừa tới sân bay cũng cảm nhận được một luồng khí thế đáng sợ đang bao trùm cả đất trời. Bà ta nhìn về hướng đỉnh Ninh Sơn bằng ánh mắt kinh hãi. Đó, đó là Dương Thanh ư? Sao, sao cậu ta lại mạnh đến vậy? Vũ Vũ Lan nói với vẻ không dám tin. Vừa nãy dương thanh đã phát huy thực lực ngang với siêu phàm tam cảnh đỉnh phong áp đảo bà ta một cách bạo lực nhưng bây giờ khí thế này hơn xa khí thế mà dương thanh bộc lộ khi đánh với bà ta vũ vũ lan không dám ở lâu vội vàng rời đi sợ dương thanh tìm tới mình ở đỉnh ninh sơn dương thanh hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng khí thế đáng sợ trên người anh cứ tăng vọt như muốn khiến cơ thể anh nổ tung chỉ sau mấy giây ngắn ngủi người dương thanh đã đầm điểm máu rất nhiều mạch máu nổi lên trên da anh đang nổ tung trông anh vô cùng dữ tợn đúng là quá hoàn mỹ black doctor lại nhìn dương thanh với vẻ hài lòng như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật do mình tạo nên khen không mất lời hoa anh kiệt giết cậu ta đi black doctor ra lệnh vâng thưa chủ nhân hoa anh kiệt lạnh lùng đáp rồi nhào về phía dương thanh gào hình như dương thanh cũng cảm nhận được gì đó lập tức giờ nắm đấm lên Dầm, một tiếng động lớn bỗng vang lên, núi đá nứt toác. Hoa Anh Kiệt bị đánh bay mười mấy mét, đập vào một đỉnh núi khác. Dương Thanh bất chợt biến mất, đến khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt Hoa Anh Kiệt rồi. Hoa Anh Kiệt như một cỗ máy vô cảm, sau khi bị Dương Thanh đánh bay thì lập tức đứng lên. Lão ta vừa đứng dậy, đòn tấn công của Dương Thanh lại ập đến, lão ta thẳng thừng dơ nắm đấm lên. Dầm, ở chỗ mà nắm đấm hai người chạm vào nhau một luồng sức mạnh hung bạo bất chợt bùng nổ như bom nguyên tử khí thế khủng khiếp đó lập tức lan ra xung quanh dưới khí thế này đá trên đỉnh núi nát vụn rồi bay theo gió dầm rầm rầm dương thanh và hoa anh kiệt lại rơi vào trận chiến kịch liệt black doctor đứng ở đỉnh núi khác nhìn hai người bằng đôi mắt tràn ngập ý cười hai vật thí nghiệm này đều là kiệt tác hoàn mỹ nhất của mình black doctor khen không mất lời trên đời này không có mấy cao thủ như thế lúc này dương thanh chỉ cảm thấy ý thức của mình đang dần biến mất không những thế trí nhớ của anh cũng bị xóa đi dường như có một cây bút đang viết trong đầu anh black doctor là chủ nhân của anh anh phải nghe lệnh ông ta chứ không được phản kháng dương thanh chợt phát hiện ký ức tốt đẹp giữa anh và tần thanh tâm đang biến mất dần không những thế tiêu tiêu mã siêu còn cả những chuyện xảy ra ở biên giới phía bắc đang từ từ biến mất không anh đau đớn hét lên a à, dầm đúng lúc này hoa anh kiệt đã đấm trúng ngực dương thanh dương thanh lập tức bay ra xa không đừng 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 dương thanh đau khổ hét lớn đừng xóa trí nhớ của tôi đừng tôi xin ông a à, chủ nhân của tôi là black doctor không không phải không phải thế tôi phải nghe lệnh black a à, không không phải dương thanh ôm đầu đau đớn lăn lộn trên đất sắc mặt black doctor hơi khó coi ông ta nhíu mày sao có thể chứ cậu ta đã bị tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ với dược hiệu mạnh gấp 10 lần liều thuốc hoàn mỹ, sao cậu ta vẫn giữ được lý trí của mình? Theo kế hoạch của ông ta, sau khi bị tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ, hoặc Dương Thanh sẽ nổ tung vì không chịu nổi dược hiệu. Hoặc anh sẽ mất hết lý trí, từ nay về sau chỉ nghe lệnh ông ta. Nhưng bây giờ, Dương Thanh vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, còn đấu tranh với dược hiệu mạnh mẽ, rốt cuộc ý chí phải kiên cường tới mức nào thì mới làm được điều đó đây. Hoa Anh Kiệt, ra tay tiếp đi. Black Doctor sầm mặt nói ông ta không cười nữa nét mặt vô cùng âm u do đó có thể thấy phản ứng của dương thanh đã nằm ngoài dự đoán của ông ta rồi hoa anh kiệt hơi nhích chân lại tấn công dương thanh rầm 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 hai người lại rơi vào trận chiến kịch liệt dương thanh càng đánh càng thấy ý chí của mình bị bào mòn gần như không còn chút gì nữa những ký ức tốt đẹp trong đầu anh cũng mất dần hai hàng lệ bỗng chảy xuống từ mắt anh anh không hiểu sao mình lại khóc chỉ biết trong lòng rất đau đớn, dường như đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá, nhưng rốt cuộc là thứ gì thì anh không nghĩ ra. Anh chỉ nhớ, những thứ đó rất quan trọng với anh, anh sẵn sàng bảo vệ chúng bằng mạng sống của mình. Dương Thanh, kể từ hôm nay, tôi Black Doctor là chủ nhân của cậu, cậu phải nghe lời tôi. Đúng lúc này, Black Doctor bỗng giận dữ quát. Tôi tên Dương Thanh, kể từ hôm nay, chủ nhân của tôi chính là Black Doctor, tôi phải. Dương Thanh thấy dương thanh lao đến chỗ mình black doctor sầm mặt trong mắt lóe lên sát khí nếu đã thất bại thì đành hủy hoại cậu thôi cùng lúc đó dương thanh đã lao tới trước mặt black doctor đấm một phát dầm sau tiếng và chạm trầm đục black doctor bị đẩy lùi mấy chục bước rồi mới đứng vững không những thế khóe miệng ông ta cũng trào máu tươi không ngờ một vật thí nghiệm thất bại cũng có thể mạnh tới mức này đúng là không cam lòng black doctor lau vết máu ở khóe miệng Nhìn Dương Thanh với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tôi phải giết ông, Dương Thanh giận dữ quát rồi lại lao về phía Black Doctor. Anh không biết tại sao mình phải giết Black Doctor, chỉ biết anh nhất định phải làm điều đó. Lúc này, toàn thân anh tràn ngập sức mạnh, anh hơi nhích chân, mặt đất lập tức nứt toác. Rầm, Hoa Anh Kiệt bóng chắn trước mặt Black Doctor rồi giơ nắm đấm lên. Cút, Dương Thanh đấm một cú, ngực Hoa Anh Kiệt lập tức lõm vào, bị đánh bay ra xa đúng lúc Dương Thanh đánh bay Hoa Anh Kiệt, Black Doctor đã tìm được cơ hội, lập tức đấm vào ngực anh. Dầm, cơ thể Dương Thanh cũng bay đi như lá rụng. Chết đi cho tôi, Dương Thanh còn chưa rơi xuống đất, Black Doctor đã đuổi sát theo, tung đòn chí mạng. Dầm, Dương Thanh đang ở giữa không trung bỗng giơ tay lên đỡ đòn tấn công từ Black Doctor, như phản xạ có điều kiện. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức bùng nổ từ tay hai người. Dầm dầm dầm, dưới sức mạnh này, vô số tảng đá lập tức vỡ nát. Người dương thanh văng ra xa với tốc độ nhanh hơn. Black Doctor cũng không chịu nổi, cơ thể cũng bay ngược ra sau. Dầm dầm dầm, người dương thanh đập vào một tảng đá, vô số vết nứt lập tức xuất hiện trên tảng đá, ngay sau đó nó trực tiếp nổ tung. Anh chỉ thấy máu mình đang sôi lên, sức mạnh điên cuồng tăng vọt như thủy triều. Sau khi bay xa mười mấy mét, Black Doctor lồm cồm bò dậy, cảm nhận được khí thế của Dương Thanh vẫn đang không ngừng mạnh lên, Sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Sao có thể chứ, ông ta nói với vẻ không dám tin. Từ sau khi để mắt đến Dương Thanh, ông ta đã tìm hiểu hết mọi thứ về anh rồi, cũng nắm rõ thực lực của anh ngày hôm nay. Tuy ông ta đã tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ cho Dương Thanh, nhưng anh chỉ miễn cưỡng phát huy được sức chiến đấu của siêu phàm ngũ cảnh là cùng. Đây là số liệu chính xác mà ông ta đã đưa ra sau nhiều lần thử nghiệm. Nhưng bây giờ, khí thế của Dương Thanh vẫn đang không ngừng mạnh lên. Black Doctor chỉ có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm ngũ cảnh, bây giờ ông ta không nhìn thấu Dương Thanh nữa, nhưng ông ta có thể chắc chắn, sức chiến đấu của Dương Thanh đã vượt xa ông ta. Nghĩ tới đây, nét mặt ông ta lập tức trở nên dữ tợn, sao vật thí nghiệm có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tôi chứ? Ông ta nói rồi lấy một cái lọ thủy tinh ra, ném cho Hoa Anh Kiệt. Uống liều thuốc siêu phàm rồi giết Dương Thanh đi, Black Doctor nói. Hoa Anh Kiệt đã mất ý thức từ lâu, chỉ biết nghe lệnh của Black Doctor lão ta uống hết liều thuốc siêu phàm trong lọ thủy tinh khi nghiên cứu liều thuốc siêu hoàn mỹ black doctor cũng nghiên cứu cả liều thuốc siêu phàm liều thuốc siêu hoàn mỹ chỉ dành cho vật thí nghiệm đã dùng liều thuốc hoàn mỹ và sống sót tương ứng với nó là liều thuốc siêu phàm với thực lực của black doctor hiện giờ liều thuốc siêu phàm do ông ta nghiên cứu chỉ có thể tăng thực lực của vật thí nghiệm lên đến siêu phàm ngũ cảnh thôi nhưng vẫn chưa có vật thí nghiệm nào chịu được dược hiệu của liều thuốc siêu phàm nếu bây giờ không phải lúc mất đắc dĩ, ông ta cũng không muốn cho Hoa Anh Kiệt dùng liều thuốc siêu phàm. Vì xác suất thất bại rất cao. A, à, Hoa Anh Kiệt bỗng ngửa mặt hét dài, như muốn chút hết sức mạnh điên cuồng trong cơ thể ra ngoài. Dương Thanh có vẻ nghiêm nghị, anh đã cảm nhận được khí thế của Hoa Anh Kiệt vừa tăng vọt chỉ trong trước mắt. Tôi nhất định phải ngăn cản ông. Dương Thanh nói rồi hơi nhích chân, lập tức lao đến. Dương Thanh, cậu chán sống rồi. Black Doctor quát lớn, lập tức xuất hiện trước mặt hoa anh kiệt bây giờ đang là lúc hoa anh kiệt hấp thu liều thuốc siêu phàm cũng không biết có thành công hay không nên không thể để dương thanh cắt ngang được giết dương thanh không hề e ngại vùng nắm đấm về phía black doctor dầm nắm đấm của hai người chạm vào nhau black doctor không thể ngăn nổi sức mạnh của dương thanh cánh tay trực tiếp nổ tung cơ thể cũng bay ra xa ngay sau đó hoa anh kiệt cũng bị đánh văng nốt vào giây phút này dương thanh cũng sướng sờ nhìn cánh tay vừa nổ tung của black doctor với vẻ không dám tin rốt cuộc ông là thứ gì chứ bởi vì anh đã thấy sau khi cánh tay của black doctor nổ tung xương cốt của ông ta làm bằng sắt thép hơn nữa còn chẳng chịt dây nhựa black doctor vô cùng giận dữ khi thấy tay mình nổ tung dương thanh ông ta nghiến răng ken két trong mắt tràn ngập sát khí ông ta là nhà khoa học biên đã nghiên cứu rất nhiều chẳng những ông ta lấy người khác làm vật thí nghiệm mà cũng thí nghiệm trên cơ thể mình luôn ông ta vốn là một nhà khoa học bình thường nhưng để mạnh hơn ông ta đã biến cánh tay mình thành cánh tay robot nhưng bây giờ cánh tay này của ông ta đã bị dương thanh hủy hoại bây giờ ông ta không thể giết dương thanh được nữa may mà hoa anh kiệt đã thành công tuy trên người lão ta không có khí thế gì nhưng black doctor biết rõ lúc này hoa anh kiệt có thể phát huy sức chiến đấu ngang với siêu phàm ngũ cảnh tuy tay ông ta đã bị hỏng nhưng vẫn chưa mất hẳn sức chiến đấu Tạch tạch tạch, trong lúc Dương Thanh đang khiếp sợ, ở chỗ cánh tay phải vừa bị nổ của Black Doctor bỗng xuất hiện một lưỡi dao. Hoa Anh Kiệt, đi giết Dương Thanh với tôi. Black Doctor ra lệnh, Hoa Anh Kiệt lao tới chỗ Dương Thanh trước. Ngay sau đó, Black Doctor cũng di chuyển, lưỡi dao ở cánh tay phải lóe lên ánh sáng sắc bén. Dầm, Hoa Anh Kiệt lao tới chỗ Dương Thanh rồi đấm một phát. Dương Thanh cũng vùng nắm đấm, thủy cú đấm đó trông rất đơn giản, nhưng lại mang theo khí thế ngút trời, đập thẳng vào ngực Hoa Anh Kiệt. Sau khi dùng liều thuốc siêu phàm, sức chiến đấu của Hoa Anh Kiệt đã ngang với cao thủ siêu phàm ngũ cảnh, nhưng lão ta vẫn không đỡ nổi một đòn từ Dương Thanh. Lồng ngực lão ta lại lõm vào, cơ thể bay xa mấy mét, nặng nề đập lên một tảng đá lớn, tảng đá đó lập tức vỡ nát, còn Hoa Anh Kiệt thì nằm giữa vũng máu tươi. Nhưng lão ta như không biết đau, bất chấp cả số xương đã gãy, lại lao tới chỗ Dương Thanh tiếp. Cùng lúc đó, Black Doctor cũng xuất hiện trước mặt Dương Thanh, lưỡi dao ở tay phải ông ta đâm thẳng về phía anh. Phụt, Dương Thanh không kịp tránh ra xa nữa, chỉ có thể cố gắng né tránh thôi. Lưỡi dao đâm vào ngực Dương Thanh, xuyên thẳng ra sau lưng. Bịch, cùng lúc đó, Dương Thanh cũng dồn hết sức mạnh lên tay phải, đấm vào ngực Black Doctor. Black Doctor hộc máu mồm, người bay ra xa mười mấy mét, nặng nề đập vào một ngọn núi khác. Vô số cắt bụi rơi lên người ông ta, ông ta lồm cồm bò dậy, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự giận dữ. Từ khi bắt đầu nghiên cứu cực hạn võ thuật của loài người cho đến nay, ông ta đã săn bắt cũng chiến đấu với rất nhiều cao thủ, nhưng chưa bao giờ chật vật thế này. Không ngờ ông ta suýt bị Dương Thanh người mà ông ta coi là vật thí nghiệm giết. Tuy ông ta còn sống, nhưng cánh tay robot mà ông ta tốn bao công sức để tạo ra cho bản thân đã bị hủy hoại. Ngay cả hoa anh kiệt cũng bị thương nặng, bây giờ ngay cả sức để bò dậy cũng không có lão ta đã dùng liều thuốc siêu phàm nhưng vẫn bị thương nặng trước đòn đánh từ Dương Thanh. Dương Thanh, kiếp sau lại làm vật thí nghiệm của tôi nhé. Ha ha ha, Black Doctor bỗng ngửa mặt cười lớn, lập tức đưa hoa anh Kiệt rời đi. Tuy Dương Thanh còn sống, nhưng Black Doctor không hề nghĩ anh có thể sống sót tiếp. Bởi vì trên lưỡi dao ở tay phải ông ta có kịch độc. Ông ta vốn định đâm vào tim Dương Thanh, tuy Dương Thanh đã né đi, nhưng kịch độc trên lưỡi dao cũng đủ để khiến anh chết không có chỗ chôn rồi. Bịch Dương Thanh bóng quỳ một gối xuống đất, sau khi ngực bị lưỡi dao đâm trúng, anh cảm thấy sức mạnh trên người mình đang dần biến mất. Lúc này người anh mềm nhũn, độc tố từ vết thương ở ngực không ngừng lan ra xung quanh. Anh vốn đã bị Black Doctor tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ, hơn nữa còn uống 3 viên thuốc tăng thực lực mà Phùng Tiểu Uyển cho. Hai thứ đó đã khiến cơ thể anh tổn thương nặng nề, giờ còn thêm cả kịch độc từ lưỡi dao của Black Doctor, anh chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Mình phải chết rồi ư? rốt cuộc Dương Thanh cũng không chịu nổi nữa, ngã lăn ra đất, dần chìm vào hôn mê. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế ở vực Tây Châu của Chiêu Châu. Tây Châu là châu vực nằm ở phía Tây trong số 5 châu vực lớn. Nơi này có đồng cỏ lớn nhất, sa mạc đẹp nhất, món ăn ngon nhất Chiêu Châu, là nơi tuyệt vời để du lịch. Mẹ, con nhớ bố, vừa xuống khỏi máy bay, Tiêu Tiêu đã nhìn Tần Thanh Tâm bằng đôi mắt đỏ hoe. Nhìn đôi mắt đấm lệ của con, Tần Thanh tâm càng khó chịu hơn, "Tiêu Tiêu, bố bận mất rồi, không đi với mẹ con mình được. Khi nào bố xong việc thì sẽ tới tìm chúng ta, giờ mẹ dẫn con đi xem đồng cỏ tuyệt đẹp nhé." Tiêu Tiêu lắc đầu, chu môi, như sắp khóc, "Mẹ, Tiêu Tiêu muốn bố mẹ cùng đi với con cơ." Tiêu Tiêu, Tần Thanh không kiểm soát nổi tâm trạng của mình nữa, ôm con gái vào lòng. "Hu hu," Tiêu Tiêu hòa khóc. Trước đó, rõ ràng cô bé đã thấy bố lên máy bay, đi vào phòng nghỉ ở trong cùng nhưng bây giờ không thấy bố đâu nữa tiêu tiêu rất buồn tần thanh tâm ôm con gái thật chặt cố gắng không khóc thành tiếng nhưng trên mặt lại đầm đìa nước mắt tần y cũng lặng lẽ rơi lệ cô ta đã coi dương thanh là anh trai mình từ lâu tuy đoàn vô nhai đã giải thích dương thanh rời đi vì không muốn liên lụy đến họ nhưng tần y biết chắc chắn dương thanh đang gặp phải phiền phức rất lớn lớn hơn nhiều so với trước kia có lẽ anh không về được nữa nghĩ đến đây tần y càng thêm buồn bã nước mắt rơi như mưa. Tần Đại Dũng cũng thở dài, thấp giọng an ủi, Dương Thanh đưa chúng ta rời khỏi Yến Đô cũng vì bất đắc dĩ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ, chờ nó bình an quay về. Chứ không nên trở thành gánh nặng cho nó đúng không? Trông thấy cảnh tượng này, đoàn ngữ yên cũng không nhịn được mà rơi lệ, trên mặt tràn ngập vẻ ái náy và tự trách. Ban đầu, khi ở hoàng tộc họ đoàn, nếu không vì cứu cô ấy, sao Dương Thanh lại giết đoàn vô viêm chứ? Nếu anh không giết đoàn vô viêm, sao có thể đắc tội với Vũ Vũ Lan được. Dương Thanh cũng không cần tự gánh chịu tất cả. Đoàn vô nhai cũng thấy rất khó chịu, do ông ta dẫn Dương Thanh về hoàng tộc họ đoàn nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay. Gần như cùng lúc đó, ở sân bay quốc tế của vực Nam Châu, Mã Siêu, Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển cũng vừa xuống máy bay. Trên đường đến vực Nam Châu, đám người đều có vẻ lo lắng, bây giờ tới nơi rồi, họ càng lo hơn. Chồng, Ngải Lâm chợt gọi Mã Siêu. Mã Siêu nhìn vợ, cố gắng nói bằng giọng dịu dàng, vợ, sao thế? Ngài Lâm không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Mã Siêu, nhìn chằm chằm vào anh ta. Hai người kết hôn đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Ngài Lâm nhìn chằm chằm vào Mã Siêu lâu như vậy. Trong, anh đi tìm Dương Thanh đi, hai người nhìn nhau khoảng một phút, Ngài Lâm chợt nói. Người Mã Siêu run rẩy, anh ta hết sức ngạc nhiên, vợ, em. Ngài Lâm đặt ngón tay lên môi Mã Siêu, tuy cô ấy đang mỉm cười nhưng mắt lại rơm rớm nước mắt. Người khác không biết tình cảm giữa anh và Dương Thanh, nhưng sao em có thể không biết được chứ? Ngài Lâm mỉm cười, đến giờ em vẫn nhớ, trong một cuộc chiến 3 năm trước, anh đã xông vào doanh trại địch một mình, chém giết cao thủ bán bộ thần cảnh bằng thực lực vương cảnh trung kỳ. Cũng trong lần đó, anh đã nổi tiếng, được Dương Thanh Phong làm một trong chín vị vương của biên giới phía Bắc, nhưng anh cũng bị thương nặng, chính Dương Thanh đã xông vào doanh trại địch để đưa anh về. Anh hôn mê 3 ngày 3 đêm, Dương Thanh cũng rời đi suốt 3 ngày 3 đêm. Trước khi đi, cậu ấy đã nói một câu mà đến giờ em vẫn nhớ. Cậu ấy nói, ai dám động đến anh em của Dương Thanh, xa mấy cũng giết sạch. Mãi sau này, em mới biết trong ba ngày đó, Dương Thanh đã một mình xông vào doanh trại của bốn nước đối địch, giết 10 chiến thần của họ. Dương Thanh cũng nổi tiếng nhờ trận chiến đó, được thủ lĩnh của nước đối địch khen là Dương Bất Bại, một người có thể đấu với nửa quốc gia. Khi Ngải Lâm nói đến đây, mắt mã siêu đã đỏ hoe, trên mặt phùng tiểu huyền đang lặng lẽ nghe cũng đầm đìa nước mắt. Tuy cô ta chưa bao giờ ra chiến trường, nhưng cũng biết bố mẹ mình đã chết ở đó, còn cô ta thì chào đời trên chiến trường. Lúc này, khi nghe Ngải Lâm kể về quá khứ anh dũng trên chiến trường của Dương Thanh và Mã Siêu, cô ta thấy vừa tự hào vừa chua sót. Lần này, Dương Thanh đã đẩy chúng ta đi hết, một mình đối mặt với tất cả, anh là anh em vào sinh ra tử của cậu ấy, chắc chắn sẽ rất khó chịu, em là vợ anh, em hiểu anh. Mắt Ngải Lâm đỏ hoe, em biết anh muốn đi tìm Dương Thanh, dù có chết anh cũng không sợ nhưng anh lại lo cho em, lo cho cả bé cưng chưa ra đời nữa. Ngài Lâm nói rồi cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao của mình, nhẹ nhàng xoa bụng, dịu dàng nói, Du Du, con cũng không muốn trở thành nỗi vướng bận của bố con, đúng không? Ngài Lâm vừa dứt lời, đứa bé bỗng cửa quậy, thậm chí họ còn thấy rõ một bàn chân nhỏ xíu nhô lên nữa. Chồng, anh thấy chưa? Du Du đang đáp lại anh, nó nói nó không muốn trở thành nỗi vướng bận của bố, nó không muốn. Trong lúc Ngài Lâm nói chuyện, nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt cô ấy ngay cả mã siêu cũng không nhịn được mà rơi lệ anh ta bỗng ôm vợ vào lòng nghẹn ngào vợ anh không bỏ được anh thanh nhưng sao anh có thể bỏ em và con chứ vợ anh khó chịu lắm rất khó chịu cảm xúc của mã siêu lập tức sụp đổ anh ta khóc nấc lên không phải đàn ông không khóc chỉ là chưa tới lúc đau lòng bây giờ một bên là anh em tốt chưa rõ sống chết đang phải đối mặt với cao thủ một mình bên kia là người vợ mà anh ta coi như mạng sống và đứa con chưa chào đời mã siêu thực sự rất khó chịu cũng vô cùng cảm động vì vợ đã hiểu cho anh ta chồng anh phải hiểu anh là thuộc hạ của dương thanh trước rồi mới là chồng em là bố của con ngài lâm vùi mặt vào ngực mã siêu nghẹn ngào mẹ con em cần anh dương thanh cũng cần anh ít nhất khi cần anh mẹ con em vẫn còn sống còn khi dương thanh cần anh có lẽ ngài lâm không nói nổi nữa cô ấy nhẹ nhàng đẩy mã siêu ra Bỗng ôm cổ Mã Siêu rồi hôn anh ta. Nụ hôn này kéo dài tận 3 phút rồi mới kết thúc. Chồng, có Tiểu Huyền rồi, em và con không sao đâu. Ngài Lâm chiều miến nhìn Mã Siêu, mẹ con em sẽ chờ anh bình an quay về rồi đón chúng em nhé. Anh, đi đi, Ngài Lâm nói rồi quay người rời đi. Cảnh tượng này khiến Phùng Tiểu uyển cảm động rơi nước mắt. Cô ta chạy đến trước mặt Mã Siêu, ôm anh ta thật chặt, vừa khóc vừa nói, anh Siêu, em sẽ chăm sóc chị dâu ở bên chị ấy và bé cưng, chờ anh và anh Thanh Bình An quay về. Cô ta nói rồi quay người đuổi theo Ngài Lâm. Mã siêu đứng im, nước mắt rơi như mưa, vẫn dán mắt vào bóng lưng vợ, đến khi không thấy cô ấy nữa, anh ta mới lau nước mắt, vợ, chờ anh, chắc chắn anh và anh Thanh sẽ bình an quay về. Anh ta nói rồi quay người rời đi. Lúc này, ở Ninh Châu, mây đen cuồn cuộn kéo tới, sấm sét vang rền, gió lớn nổi lên. Cơn mưa tầm tã chợt ập đến. Ở đỉnh Ninh Sơn, một bóng người đang nằm im như mất hết sức sống á à, đúng lúc này tiếng hét kinh ngạc của một cô gái bỗng vang lên chị ở đây ở đây có người hình như chết chết rồi một cô gái trẻ mặc đồ thể thao không trang điểm đang lắp bắp với vẻ sợ hãi chắc anh ấy còn sống chị vừa thấy ngón tay anh ấy cử động mà một cô gái trẻ khác cũng mặc đồ thể thao nói với vẻ bất an chị hình như anh ta bị thương chúng ta có cần cứu anh ta không ạ à? Cô gái nhỏ hơn do dự, ở đây không có camera, nhớ anh ta chết, liệu người nhà của anh ta có đổ cho chúng ta không thế? Chắc không đâu, cô gái lớn hơn lập tức nói với vẻ kiên định, thiên thiên, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, nếu chúng ta đã gặp anh ấy thì đừng nghĩ nhiều nữa, tìm cách đưa anh ấy xuống núi thôi. Vâng ạ, à, thiên thiên vội đáp, cô gái lớn hơn tên lục tinh tuyết, còn cô gái kia là em họ cô ta mục thiên thiên. Tuy Ninh Sơn là ngọn núi cao nhất Ninh Châu. Nhưng may mà vẫn có đường lớn vòng quanh núi, chỉ có điều con đường lên đỉnh núi không được trải nhựa. Hai chị em phải tốn rất nhiều công sức thì mới đưa được Dương Thanh xuống khỏi đỉnh núi, đến con đường vòng quanh núi. Phù, hai chị em thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng, người đầy mồ hôi. Anh ta nặng thật đấy, Mục Thiên Thiên thở hổn hển, em lớn thế này rồi, lần đầu tiên phải cõng đàn ông, hời cho anh ta quá. Mục Thiên Thiên nói rồi chừng mắt nhìn Dương Thanh đang hôn mê lục tinh tuyết có vẻ chín chắn hơn lo lắng nhìn dương thanh thiên thiên em xuống núi lái xe lên đây đi chúng ta mau đưa anh ấy đến bệnh viện bằng không anh ấy sẽ chết thật mất vâng thiên thiên cũng nghiêm nghị hẳn vội chạy xuống núi hôm nay là cuối tuần hai chị em định leo núi nên mới dừng xe ở chân núi khó khăn lắm mới lên được tới đây nào ngờ lại thấy dương thanh bị thương nặng ở đỉnh núi thiên thiên nhanh chóng lái xe tới hai chị em lại tốn bao công sức để kéo được dương thanh lên xe một tiếng sau ở bệnh viện nhân dân ninh châu bác sĩ bạn trai tôi sao rồi cửa phòng cấp cứu mở ra mấy nhân viên y tế bước ra ngoài lục tinh tuyết vội bước đến hỏi nửa tiếng trước hai chị em đã đưa dương thanh đến bệnh viện nhân dân ninh châu sau khi kiểm tra vết thương xong bác sĩ lập tức chuyển dương thanh vào phòng cấp cứu nhưng phải có chữ ký của người thân thì mới cứu chữa được thế nên lục tinh tuyết đành nói mình là bạn gái của dương thanh vết thương của bạn trai cô rất nghiêm trọng có tỉnh lại hay không phải dựa vào may mắn của cậu ta rồi. Bác sĩ nhìn lục tinh tuyết, ái náy nói. Nghiêm trọng đến thế ư, vẻ lo lắng trong mắt lục tinh tuyết càng rõ rệt hơn. Tuy họ chỉ tiện tay cứu người, nhưng cô ta và mục thiên thiên đã tốn bao công sức để đưa Dương Thanh đến bệnh viện, giờ lại hay tin, rất có thể Dương Thanh chưa tỉnh lại ngay. Chị, chị đừng buồn, chúng ta chỉ tình cờ gặp anh ta, đưa được anh ta tới bệnh viện đã là hết lòng lắm rồi. Mục thiên thiên nắm tay lục tinh tuyết, thấp giọng an ủi. Cô ta biết lục tinh tuyết rất lương thiện, nếu Dương Thanh chết thật, chắc chắn lục tinh tuyết sẽ rất buồn. Lục tinh tuyết gật nhẹ đầu, nhìn Dương Thanh đã được đưa vào phòng bệnh, nói khẽ, hy vọng anh sẽ tai qua nạn khỏi. Chị, chị định ở lại chăm sóc anh ta đấy à? Thấy lục tinh tuyết định đi vào phòng bệnh, mục thiên thiên lập tức cuốn lên, vội kéo tay cô ta. Lục tinh tuyết nói, thiên thiên, đã cứu người thì phải cứu đến cùng, bây giờ anh ấy đang bị thương nặng, Chúng ta cũng không liên lạc được với người nhà của anh ấy. Cho dù thế nào, anh ấy cũng do chúng ta cứu xuống núi, chẳng lẽ chúng ta lại bỏ anh ấy ở đây một mình ư?" Mục Thiên Thiên nói với vẻ oán trách, sớm biết thế này thì em đã mặc xác anh ta rồi. Tuy cô ta nói thế nhưng trên mặt cũng có vẻ lo lắng. Hai chị em trông Trừng Dương Thanh từ sáng đến tối mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Thiên Thiên, cũng muộn lắm rồi, em về trước đi." Lục Tinh Tuyết chợt nói. "Còn chị thì sao?" Mục thiên thiên hỏi. Lục tinh tuyết nhìn Dương Thanh trên giường bệnh, nói với vẻ không đành lòng, đêm nay chỉ canh ở đây vậy. Sao cơ, đêm nay chỉ phải canh ở đây á? Mục thiên thiên lập tức trợn tròn mắt, có lẽ người khác không biết thân phận của lục tinh tuyết, nhưng cô ta thì biết rất rõ ràng. Ở Ninh Châu có hai gia tộc đỉnh cao, dưới hai gia tộc này là ba gia tộc hạng hai. Lục tinh tuyết đến từ nhà họ lục một trong ba gia tộc hạng hai đó. Lục tinh tuyết là cháu gái ruột của chủ gia tộc họ lục đương nhiệm. Lục tinh tuyết có thân phận như thế, giờ lại định trông chừng cho một người xa lạ bị thương nặng, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến cả Ninh Châu kinh hãi. Dù sao anh ấy cũng bị thương nặng, nhớ nửa đêm tỉnh lại mà không có ai chăm sóc thì phải làm sao. Vẻ lo lắng trên mặt lục tinh tuyết càng rõ hơn, cô ta nhìn mục thiên thiên, thiên thiên, em cứ yên tâm, chị chỉ canh ở đây một đêm thôi, không sao đâu. Chị, nếu Lý Tấn biết chuyện này, chị cũng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào rồi đấy. Mục Thiên Thiên lo lắng nói, Lý Tấn vẫn luôn coi chị là người phụ nữ của anh ta, nhưng bây giờ chị lại canh bệnh cho người này, một khi Lý Tấn biết, chẳng những người này sẽ bị anh ta giết mà nhà họ Lục cũng sẽ bị liên lụy. "Chị, chị phải biết rõ điều đó." Nhà họ Lý là một trong hai gia tộc đỉnh cao ở Ninh Châu, Lý Tấn chính là người nhà họ Lý. Nghe thấy tên Lý Tấn, sắc mặt Lục Tinh Tuyết hơi tái, cô ta cắn môi, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh đang nằm trên giường bệnh, hơi đấu tranh tư tưởng cô ta lương thiện bẩm sinh nên không nỡ để dương thanh ở đây một mình nhưng cô ta cũng sợ lý tấn biết chuyện nếu chỉ có mình cô ta thì cô ta cũng không sợ nhưng nếu làm liên lụy tới dương thanh và nhà họ lục thì đó là lỗi của cô ta chị chúng ta làm thế này đã là hết lòng lắm rồi chị đừng lo nữa có thể sống sót hay không thì phải dựa vào anh ta thôi mục thiên thiên kéo tay lục tinh tuyết sợ lục tinh tuyết không chịu rời đi nên nói thêm hay thế này sáng sớm mai em và chị lại đến thăm anh ta được không Vậy cũng được, rốt cuộc lục tinh tuyết cũng đồng ý, cô ta nhìn về phía Dương Thanh, rất xin lỗi, tôi không thể ở đây với anh, bằng không sẽ hại anh mất. Cô ta nói rồi lấy giấy bút viết mấy chữ, đặt bên gối Dương Thanh rồi mới rời đi với mục thiên thiên. Dương Thanh không hề hay biết những chuyện này. Anh hôn mê cả đêm, đến hôm sau, khi tiên nắng sớm đầu tiên chiếu xuống mặt đất, ngón tay của Dương Thanh đang nằm trên giường bệnh bỗng giật giật. Ừm, Dương Thanh đang nằm trên giường bệnh bỗng bật dậy, trông rất hốt hoảng đầu đầy mồ hôi một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn trong đôi mắt hoảng hốt dần có thần thái nhưng đầu anh trống rỗng không thể nhớ nổi bất cứ chuyện gì a à, khi anh định nhớ lại cơn đau dữ dội bóng sộc vào đầu anh anh ôm đầu hét lên thảm thiết bác sĩ bác sĩ y tá đến kiểm tra vội hô to mấy bác sĩ mặc áo lao trắng nhanh chóng chạy vào phòng bệnh tiêm thuốc an thần cho dương thanh anh dần bình tĩnh lại thở hổn hển, người đầm đìa mồ hôi. Bây giờ cậu đỡ hơn rồi chứ? Thấy Dương Thanh đã bình tĩnh lại, bác sĩ điều trị chính mới hỏi. Dương Thanh ngơ ngác nhìn bác sĩ, ông là ai? À, bác sĩ lập tức ngơ ngác, vội nói, tôi là Trần Bân, bác sĩ điều trị chính của cậu. Vậy tôi là ai? Dương Thanh hỏi tiếp. Lần này, mấy bác sĩ nhìn nhau, đều trông thấy vẻ nghiêm nghị trong mắt đối phương. Họ nhanh chóng đưa ra kết luận, bệnh nhân bị mất trí nhớ. Sao cơ? anh ta bị mất trí như á. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên đã có mặt ở văn phòng của bác sĩ từ sáng sớm, khi biết Dương Thanh mất trí nhớ, Mục Thiên Thiên hô lên kinh ngạc. Bác sĩ gật đầu, nghiêm nghị nói, kết quả kiểm tra cho thấy, trừ vết thương nặng trên cơ thể ra, các chỉ số khác đều rất bình thường, đại não cũng không bị kích thích. Về phần tại sao cậu ta mất trí nhớ thì tạm thời chưa rõ. Sau khi nghe bác sĩ giải thích, nét mặt của hai chị em nghiêm túc hẳn lên họ vốn rất vui khi biết dương thanh đã tỉnh nhưng giờ anh lại mất trí nhớ còn không biết mình là ai chị giờ chúng ta nên làm gì đây sau khi rời khỏi văn phòng của bác sĩ mục thiên thiên hỏi lục tinh tuyết trong mắt lục tinh tuyết tràn ngập vẻ kiên định nếu bệnh viện không chữa được thì đành đưa anh ấy về nhà họ lục tìm bác sĩ đến chữa chị tiếp thôi sao cơ mục thiên thiên trợn tròn mắt chị chị điên rồi à chị định đưa anh ta về nhà họ lục á ánh mắt lục tinh tuyết nghiêm túc chưa từng có Cô ta nói với vẻ kiên định, anh ấy là do chúng ta cứu, nếu anh ấy đã mất trí nhớ, cũng không liên lạc được với người nhà, chúng ta chỉ có thể đưa anh ấy về nhà họ lục để cứu chữa tiếp thôi. Nhưng, Mục Thiên Thiên đang định thuyết phục tiếp thì bị Lục Tinh Tuyết ngắt lời, Thiên Thiên, em đừng quan tâm đến chuyện này nữa, cứ để chị xử lý.